Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 31. Chương 539, bắt chó làm con tin. Quỷ diện ngao từ phía sau mông Tần Lạc truy đuổi nửa ngày, con mồi vẫn giống như con hồ ly giảo hoạt né tránh, hoàn toàn không cùng nó tiếp xúc chính diện. Bây giờ, Tần Lạc chợt đột nhiên dừng lại, không lùi mà tiến tới hướng nó mà phát động xung phong. Quỷ diện ngao đầu tiên là dường như kinh ngạc mà ngừng lại một chút, tiếp đó trong lòng mừng như điên, tuét ra cái miệng to như cái bồn máu đánh tới. Tần Lạc nắm chặt nắm tay, chuẩn bị một quyền đánh vỡ cái mặt xấu xí kia của nó, không nghĩ tới con gia súc này trái lại cực kỳ thông thái, lại phi thường gian hoạt. Đầu cúi xuống, hai móng xung phong, sau đó thẳng tắp đâm hướng tới ngực của Tần Lạc. Nó cũng biết Tần Lạc một mực thủ kín chờ đợi đánh tới mặt cùng yết hầu, thế nhưng nó không lui mà tiến tới, không cầu một lần đả thương ính mạng của địch thủ, trước tiên làm cho đối thủ bị thương tổn lớn nhất. Một chiêu này biến hóa cực nhanh, làm cho Tần Lạc không kịp phản ứng. Ngao ngao. Một tiếng kêu khàn khàn truyền đến, cái miệng rộng của nó cắn xé tới quần áo của Tần Lạc. Tần Lạc cũng bất chấp thương thế của hai tay, một quyền đánh tới hướng đầu chó của nó. Nhưng mà, nó như là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt kỹ, giơ lên hai móng phi thường sắc bén kia tiếp đón. Đùi lợn đối lợi chảo, dù thế nào cũng là con quỷ diện ngao này chiếm tiện nghi. Hai tay Tần Lạc rút lại phía sau, quỷ diện ngao lại có thể hai móng co thành một chảo, như là một nữ nhân làm núng, có điều không phải là hai tay khoác lên vai của Tần Lạc, mà chuẩn bị như một cây cung cứng rắn đánh tới. Cái danh tiểu thụ nam, nam nhân chịu đựng của Tần Lạc ở sử dụng ở trên người của mỹ nhân, còn lúc đối mặt nam nhân, hắn chính là một nam nhân đỉnh đỉnh. Đối mặt một con gia súc, hắn càng biểu hiện như một người đàn ông. Hắn có thể để cho con súc sinh này thực hiện được ý đồ sao? Hiển nhiên là không thể. Cánh tay của Tần Lạc uốn lượn, sau đó một khử tay kích tại bụng của nó. Gào khóc, quỷ diện ngao phát ra tiếng kêu sắc nhọn, lực đánh ra của khử tay Tần Lạc đủ lớn, đem thân thể của nó đánh bay đi ra ngoài. Cho dù là đàn bà bưu hãn, cũng đều là sợ bị đàn ông tập kích ngực. Chó cái cũng như vậy. Cho nên, khi quỷ diện ngao lần thứ hai đối mặt với Tần Lạc, bắt đầu biến thành cẩn thận đứng lên. Lúc này đây, nó không nhào tới nhanh như lúc đầu, mà là lần thứ hai di vòng quanh Tần Lạc. Tần Lạc cũng muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, cùng một con chó cái đánh tới đánh lui cũng thực sự không có thú vị. Mà quan trọng là, tay hắn sắp không còn cảm giác, đau đến không còn cảm giác. Tần Lạc đứng bất động, tùy ý cho quỷ diện ngao đi vòng quanh hắn. Thế nhưng, tay của hắn co rút tại trong tay áo dài lại chuẩn bị cho tốt. Quỷ diện ngao lần thứ hai đánh tới, tuy rằng nó là đánh lén, hơn nữa không có phát sinh bất cứ cái thanh âm gì. Thế nhưng, Tần Lạc ngưng thần đề phòng vẫn là nghe được tiếng gió thổi tới. Tần Lạc không có tránh né, mà là mạnh mẽ xoay người một cái 90 độ. Quỷ diện ngao cắn vào tay trái của Tần Lạc, mà tay phải của Tần Lạc lại đâm vào bụng đầy thịt của nó. Không, càng chính xác hơn mà nói chính là, ngân châm cầm trong tay phải của Tần Lạc đâm vào bụng của quỷ diện ngao. Bởi vì ngân châm vô cùng sắc bén, lực xoay người của Tần Lạc quá lớn, một cây ngân châm đâm tới hơn phân nửa vào trong bụng của nó. Quỷ diện ngao kêu thảm thiết, muốn tiếp tục đứng lên công kích, nhưng mà thân thể lại run rẩy, không có khí lực. Tiếp đó, cái mặt đen của quỷ diện ngao kia càng trở nên đen hơn. Thậm chí, ngay cả cái lưỡi nó nhổ cũng biến thành màu đen tím, như là lạp sườn bị quay nướng chín vậy. Ngân châm đâm vào trong bụng của quỷ diện ngao có bôi một loại thuốc mang virus, đây là Tần Lạc lén giấu ở trong tay áo dùng để phòng thân bảo mệnh. Trước đó, đã dùng qua một lần tại Đài Loan, một châm giải vây cho số phận bị bắt của mình. Loại virus này phát bệnh cực nhanh, triệu chứng phát bệnh rõ ràng. Hơn nữa, một khi tiếp xúc, sẽ thấy đầu óc chết lặng, toàn thân mất lực. Hiển nhiên, phản ứng của quỷ diện ngao chứng minh hiệu quả rõ rệt của thuốc độc. Thanh âm gàm gừ của nó càng ngày càng nhỏ, sau đó hai chân như nhũn ra quỳ xuống trên mặt đất. Tần Lạc biết cơ hội báo thù đã đến, xông lên phía trước, một cước liền đem nó đá bay đi ra ngoài. Vẫn chưa cảm thấy hả giận, hắn lại vọt tới, quay về thân thể của quỷ diện ngao tung chân đá thêm một cước nữa. Ngao, ngao, bằng, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Giê-xu là một sát thủ rất kiêu ngạo. Khi mục tiêu dùng đao, hắn sẽ dùng đao. Khi mục tiêu sửa thành dùng súng, hắn cũng sẽ đổi súng. Hắn cho rằng, bất luận là phương thức công kích gì, hắn đều muốn chơi đùa tình thông hơn so với những người khác một chút. Cho nên,
khi đại đầu dùng đạn đem hắn phong tỏa tại trong một cái không gian nhỏ hẹp, Giê-xu thấy ngứa nghề, bắt đầu giơ súng lên phản kích. Súng của hắn gọi là kim thương, một là bởi vì hắn thích loại vàng lóng lánh kia. Đương nhiên, chúng ta có thể phê bình sự thưởng thức của sát thủ tiên sinh. Nhưng mà, vẫn không thể không bị thủ pháp bắn súng hoa lệ của hắn hấp dẫn. Vẩy ngang, bắn tỉa, quét sườn, nằm lộn ngược ngắm bắn. Hơn nữa, cùng lúc khi làm những động tác này, hắn còn tránh né đạn từ trong góc tối tắm bay ra tới. Đối phương trốn từ một nơi bí mật gần đó, hắn bị vây chỗ sáng, vị trí của song phương liền khiến cho hắn bị lâm vào hoàn cảnh xấu. Khi bốn viên theo hình chữ khẩu bay tới, từ góc độ trái phải trên dưới đem hắn bao vây, lựa chọn duy nhất của hắn chính là lui về phía sau. Hắn rất nhanh đã rút lui chạy trốn, một cái nghiêng người bay qua rào chắn. Thế nhưng, thân thể của hắn cũng không rơi vào trong sống sen, mà là bấu víu vào hàng rào ven bờ sông. Hắn chuẩn bị lợi dụng hàng rào này cùng đại đầu đánh du kích. Hai người đều là cao thủ dùng súng, loại vật cản này cũng không thể làm khó bọn họ. Đại đầu thấy hình thành cục diện bế tắc như vậy, trong lòng trái lại thở dài một hơi. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với phe mình càng là có lợi. Nếu như hai cô gái trong xe không phải hỏng não mà nói, nhất định sẽ gọi điện thoại xin viện binh. Lấy một chút hiểu biết của hắn đối với hai cô gái này, hình như các nàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Giê-xu lại không bình tĩnh được như hắn vậy. Hắn là sát thủ, là tới giết người. Lại không nghĩ rằng bị một tay súng cao minh ép cho tới mức khó có thể thò đầu ra, sắp qua 10 phút, còn chưa có thuận lợi giải quyết được mục tiêu. Với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Hắn phải chủ động xuất kích. Sau khi ngồi xổm phía dưới hàng rào để thay đổi một băng đạn, Giê-xu lần thứ hai nổi lên nụ cười. Hắn chuẩn bị bảo Elise đi tìm tay súng, thuận tiện quấy rầy hành động của tay súng, hắn sẽ nhân cơ hội nổ súng thủ lấy đi tính mệnh của tay súng kia. Mục tiêu công kích bây giờ của nó cùng với tay súng kia mà nói, thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Tuy rằng hắn cũng biết Tần Lạc mới là mục tiêu trị giá 300 vạn đô la, thế nhưng, làm thịt được tay súng này, mới có thể làm tất cả. Sự thực nói cho hắn, tay súng kia mới là tảng đá lớn nhất quấy nhiễu hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, hắn liên tục ra vài loại mệnh lệnh, nhưng không có nhận được bất cứ cái gì đáp lại. Giê-xu trong lòng cả kinh, tinh hắn vừa rồi vẫn bị vây trong căng thẳng cực độ, căn bản là không rảnh quan tâm tới tình hình của Elise. Lấy lý giải của hắn đối với vật cưng, mặc dù nó không thể đả thương người, tự bảo vệ mình là hoàn toàn không có vấn đề. Chí ít, nó có thể chạy trốn. Elise, Giê-xu hô, trước đây, khi hắn kêu tên Elise như vậy, nó đều sẽ thần kỳ nhảy đến bên người của hắn. Thế nhưng, lúc này đây hắn phải thất vọng rồi. Một phát súng bắn vào vị trí hắn ẩn thân, làm cho hắn lần thứ hai rời đi. Nhớ tới vật cưng của mình có thể gặp nạn, khuôn mặt tuấn tú của Giê-xu trở nên vặn vẹo khủng bố lên. Từ trước đến nay các ngươi không dâng tặng ta cái gì, hôm nay các ngươi nhất định phải dâng tặng, ta có thể cho các ngươi vui mừng thỏa mãn. Thanh âm băng lãnh của Giê-xu khấn nguy ệt, bây giờ, tất cả các ngươi đều phải chết. Hắn nắm chặt súng vàng đột nhiên nhảy ra từ hàng rào, sau đó giống như gió chạy tới vị trí của Tần Lạc. Đại đầu lo lắng cho an nguy của Tần Lạc, cũng từ vị trí bí mật chạy ào ào đến. Hai tay súng vừa chiến đấu kịch liệt rốt cục chạm mặt. Bằng, bằng. Hai người một bên chạy trốn, một bên bắn về hướng phía đối phương. Lúc này đây, là bắn không hề có vật chắn. Không chỉ phải nổ súng công kích, còn phải tránh né đạn của đối thủ. Độ khó của loại phương thức này vượt xa gấp trăm lần so với bắn có vật cản. Bởi vì vô cùng nhanh, lại vô cùng kịch liệt. Hai người ngoại trừ xạ kích cùng tránh né, căn bản là không có cách nào làm chuyện khác. Thậm chí, hai người bọn họ đều không có cách nào rẽ ngoặt. Ai ngoặt, kẻ đó sẽ lộ ra kẽ hở, kẻ đó sẽ chết. Vì vậy, lộ tuyến chạy thẳng tắp của hai người càng ngày càng gần. Một viên đạn, hai viên đạn, ba viên đạn. Bọn họ đều không có cách nào bắn ra một viên đạn cuối cùng. Bởi vì, lúc đó bọn họ đã gần trong gang tấc. Đại đầu giơ súng nhắm vào ngực của Giê-xu, mà Giê-xu giơ súng nhắm vào đầu của đại đầu. Thế quân dùng lực. Hai người mắt nhìn thẳng vào nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất luận là ai làm ra động tác bóp cò súng, liền có thể bị mất mạng cùng lúc. Tại trong loại khoảng cách quá ngắn này, hai người bọn họ muốn tránh cũng không thể tránh được. Đại đầu tự tin có thể giết chết Giê-xu, nhưng không có lòng tin có thể né tránh được đạn của Giê-xu. Giê-xu cũng như vậy.
Ngươi rất mạnh, Giê-xu nói. Ngươi cũng thế. Tên của ngươi là gì? Đại đầu. Đại đầu, Giê-xu lặp lại một lần, nói, chưa nghe nói qua. Nếu như ngày hôm nay ngươi không chết, sau này chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ. Cảm ơn, đại đầu nói, hắn biết, hắn vĩnh viễn không có khả năng dương danh thiên hạ. Hắn là quân nhân, không phải sát thủ. Việc hắn muốn làm, là bí mật mà không thể để người biết. Xem ra, chúng ta ngang tay. Đại đầu không có hé răng, càng không có cách nào nhìn tình huống của bọn Tần Lạc. Con mắt của hắn cả nháy mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Giê-xu, không dám có một giây đồng hồ nào lệch khỏi quỹ đạo. Khi Tần Lạc kéo quỷ diện ngao nửa chết nửa sống đi ra, nhìn thấy chính là một bức tranh, ẩn tình yên lặng thâm tình đối diện như thế. Hai tay của hắn bóp cái cổ của quỷ diện ngao, uy hiếp nói, buông súng. Nếu không ta sẽ giết đồng bọn của ngươi. Đem một cái mạng chó làm con tin, Tần Lạc đồng học cảm thấy rất hổ thẹn. Chương 540, Tuần Thú Sư. Giê-xu biết đồng bọn theo như lời của Tần Lạc là chỉ Elise, hắn biết Elise có khả năng gặp phải bất trắc. Thế nhưng, hắn không xoay người quay đầu lại. Cái thời khắc mấu chốt này, chỉ hơi vô ý, tên Khesus, miền núi này sẽ đi gặp Giê-xu chân chính ngay lập tức. Ta không nghe được thanh âm của nó, chứng tỏ nó đã chết. Đem Elise đã chết tới uy hiếp ta, đây là trí tuệ của ngươi. Con mắt Giê-xu cả nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm đại đầu, ngươi dám giết sứ giả của thần. Thần tất sẽ ban thưởng cho ngươi tai nạn. Không phải ngày hôm nay, thì là ngày mai. Tần Lạc có chút khó chịu với cái tên miệng đầy thánh kinh trích lời kinh điển này. Hắn là một gã sát thủ, mạng người với hắn mà nói chỉ như con kiến hôi vặt vãnh. Nhưng mà, hắn lại liên tục lấy danh nghĩa của thần giáng tội nghiêm phạt kia, này giống như là một ít quan chức của Trung Quốc, một bên ho hao khun gờ lại tệ nạn nêu cao liêm khiết, một bên trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Thuần một đám kỹ nữ nuôi. Nó không chết, Tần Lạc vỗ vỗ khuôn mặt xấu xí của quỷ diện ngao, muốn cho nó khẽ động đậy hoặc là kêu một tiếng. Nhưng mà nó rất không phối hợp không nhúc nhích, cùng với thực sự đã chết như nhau. Tần Lạc chỉ đành phải buông tha loại dự định này làm cho nó chứng minh sự sống của mình, giải thích nói, nó chỉ là trúng độc. Một loại virus của mũi mặt người. Ví rút mũi mặt người. Chân mày của Giê-xu cau lại, loại ôn dịch đã từng bùng nổ quy mô lớn ở các nước châu Phi cùng Trung Quốc. Tần Lạc nói, các nước châu Phi đúng là bạo phát quy mô lớn. Thế nhưng nước Trung Quốc chỉ là một việc nhỏ cố, rất nhanh đã bị tổ chuyên gia của chúng ta dập tắt. Ngươi không đọc qua báo chí sao? Chỉ là chính phủ của các ngươi am hiểu che phủ chân tướng mà thôi. Ngươi, Tần Lạc vốn muốn phản bác của, thế nhưng suy nghĩ một chút, lời hắn nói quả thực là sự thực. Chân tướng của virus mũi mặt người quả thực bị ẩn giấu đi. Hơn nữa, chính phủ không chỉ có là che phủ ở trong chuyện này. Ở trên rất nhiều chuyện khác, cũng đều là xử lý như vậy. Nếu như không có thuốc giải của ta, nó sẽ chết thật sự. Tần Lạc lớn tiếng nói, buông súng, ta cho ngươi thuốc giải. Năm đó khi Tần Lạc tại Đài Loan sử dụng đối với một hắc bang hỗn đản. Về sau lại na han lời khẩn cầu của chính phủ Đài Loan, Tần Lạc đưa ra thuốc giải của loại virus kia, cứu tam tinh của hắc bang kia một mạng. Nhưng mà, môi của hắn vẫn là màu đen thuần. Đây là di chứng sau khi bị mũi mặt người tập kích. Buông súng, ta sẽ chết, Giê-xu vừa cười vừa nói, bằng hữu của ngươi là một cao thủ dùng súng. Ta đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Trước đó các ngươi cố ý lái xe đem ta dẫn tới cái chỗ này, ta còn tưởng rằng các ngươi là không biết lượng sức, hiện tại xem ra, là ta sai rồi. Là ai phái ngươi tới? Tần Lạc hỏi. Nếu như ta nói ra, ta sẽ không phải là Giê-xu. Vẻ mặt của Giê-xu dễ dàng tùy ý, cũng không có quá nhiều lo lắng cùng sợ hãi. Phiền ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho Elise. Ta sẽ trở lại hướng các ngươi đòi lại. Nói xong, cái miệng của hắn lần thứ hai rúm lên, phát ra một loại âm thanh sắc nhọn hơn lúc nãy. Trên bầu trời, một con chim nhỏ màu cho gào thét đánh về phía ô tô của các nàng Lệ Khuynh Thành. Thế tới hung mãnh, hơn nữa hành tung lại quỷ dị. Mắt nhìn thấy, sẽ rơi vào trên nóc xe ô tô. Trên người nó có bom, Giê-xu cười nhắc nhở. Khẩu súng bên tay trái của đại đầu vẫn đang chỉ vào Giê-xu, súng bên tay phải đột nhiên giơ lên, một súng đem con chim nhỏ bắn bay đi ra ngoài. Chim nhỏ kêu lên một tiếng, sau đó rất nhanh ngã xuống rơi trên mặt đất. Đại đầu biết mình bị lừa. Nhưng mà, đã chậm. Con mắt của Giê-xu nháy một cái, liền biết cơ hội của mình đã tới. Tay giơ kim thương, quay về phía đầu của đại đầu mà bóp cò súng.
Đồng thời, đại đầu cũng bắn ra đạn từ khẩu súng trong tay trái. Đạn phá ngực mà ra, đâm hướng trái tim của Giê-xu. Không, bọn họ đều không muốn chết. Đại đầu nghiêng đầu, làm cho đạn bay lượn tại xé rách mất một khối da thịt trên đầu của hắn, vẽ ra một vết lõm máu chảy đầm đìa. Mà thân thể của Giê-xu lại như là đột nhiên duỗi ra cao thêm vài centimet vậy, viên đạn vốn bay về phía trái tim của hắn lại từ ổ bụng của hắn xuyên qua. Mang theo một cái vòi máu bắn tung tóe thật dài. Giê-xu hiển nhiên là cố ý làm ra sự lựa chọn này. Tránh được vết thương yếu hại ở trái tim, làm cho đạn từ vị trí khác mà thân thể có thể chịu đựng được xuyên qua đi. Một chiêu này nhìn như giản đơn, thế nhưng lại vô cùng khó. Hắn phải hiểu rõ về độ mạnh yếu của đạn đối với súng ống, phải nắm chắc thời cơ đồng thời phải tại dưới tình huống không có bất cứ cái lực phụ trợ gì đột nhiên đem thân thể nâng lên. Bởi vì cự ly quá gần, thuật bắn súng của hai người lại quá chuẩn, đây là thương tổn nhỏ nhất trong phạm vi tránh né mà bọn hắn có thể chịu dựng được. Những động tác này đều làm rất nhỏ, rất bí mật. Ngoại trừ hai bên trong cuộc, những người khác căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bị thương, một cái bụng bị trúng đạn, kỳ thực, bọn họ đã tránh được sát chiêu chân chính. Đại đầu bất chấp cảm nhận sâu sắc truyền đến từ vết thương trên mặt, vung tay liền đem hai khẩu súng lục màu đen ném bay đi ra ngoài. Nếu như sử dụng hợp lý, súng lục đã bắn hết đạn cũng là vũ khí. Trong tay của Giê-xu đột nhiên lộ ra một con dao, một dao đem cả hai khẩu súng chém tung ra cùng lúc. Tiếp đó, con dao kia gào thét hướng ngực của đại đầu mà đâm tới. Thân thể đại đầu hơi nghiêng, sau khi né tránh con dao nhỏ sắc bén, trước mắt đã mất đi bóng dáng của Giê-xu. Tùm! Từ sông Sen cách đó không xa truyền đến thanh âm của bọt nước văng tung tóe. Hắn lại lựa chọn nhảy sông chạy trốn. Loại phương thức này rất không vẻ vang. Đại đầu lần thứ hai nạp đạn cho súng, chạy đến bên bờ sông đi dò xét một phen, sau khi xác định Giê-xu thực sự đã rời đi, sẽ không quay lại lần thứ hai đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp, lúc này mới chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Qua Nhĩ. Thế nào? Đại đầu hỏi với thanh âm nặng nề. Qua Nhĩ bưng vai tựa ở trên hàng rào, bởi vì nguyên nhân mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn tái nhợt, môi khô nứt, thế nhưng tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hắn nhếch môi cười cười. Nói, đặc sắc, lợi hại. Hắn nói đặc sắc, chính là chỉ chiến đấu của đại đầu cùng Giê-xu. Hắn nói lợi hại, chính là chỉ đại đầu lại có thể cùng loại quái vật như Giê-xu đánh một chọi một ngang tay. Trước đây, hắn thật đúng là xem thường người đồng hành thoạt nhìn tuổi không lớn mà hay ra vẻ ông cụ non này. Đại đầu lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc bột đưa ra bên ngoài, nói với Qua Nhĩ, đổ lên đi. Qua Nhĩ cầm lấy bình thuốc bột kia nhìn một chút. Phía trên viết mấy chữ lớn đơn giản quân dụng sinh cơ phấn. Tôi cũng có cái này. Qua Nhĩ đem bình thuốc trong tay ném cho đại đầu, sau đó lấy ra chú ép tỏng lòng mình một lọ thuốc bột giống y như đúc, không có gấp bách thì sẽ băng bó rồi tìm cơ hội tới giúp một chút. Thế nhưng, căn bản là không có cơ hội nhúng tay. Lúc nói, hắn cả lọ thuốc bột kia đều rải xuống trước sau trên vết thương. Không biết có đúng là quá nhiều thuốc bột bít lại lỗ hổng, hay là sinh cơ phấn này có hiệu quả thần kỳ hay không? Lỗ máu mà đạn xuyên thấu đi ra đã không còn chảy máu. Sau khi Tần Lạc tới, vừa lúc nhìn thấy đại đầu cùng Qua Nhĩ mỗi người đều cầm một lọ thuốc bột trị liệu vết thương. Hơn nữa, lọ thuốc bột kia lại quen thuộc như vậy. Sau khi chăm chú nhìn một chút, cười hỏi, thuốc này cũng không tệ lắm đi. Đại đầu không có trả lời, nhưng trái lại Qua Nhĩ thành thực hơn một ít, nói, dược hiệu rất không tồi. Chỉ là số lượng quá ít, phân phối thiếu rất nhiều. Tần Lạc xấu hổ cười cười, nói, thứ tốt đều là rất thưa thớt. Kim Dũng chân quý, bây giờ đang một mực tìm kiếm vật thay thế nó. Sau này sản lượng đi lên, là có thể đủ để phân phối cho mỗi một vị quân nhân chấp hành nhiệm vụ một ít. Qua Nhĩ vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lạc, nói, làm sao anh biết những thứ này? Tần Lạc tiếp nhận lọ thuốc bột từ trong tay hắn, chỉ chữ công ty sản xuất Đằng Long, nói, ông chủ của công ty này đang ngồi ở trên xe. Qua Nhĩ ngẩn người. Không nói gì. Vương Cửu Cửu chạy xuống xe, lôi kéo tay của Tần Lạc quan tâm hỏi, anh có sao không? Có bị thương hay không? Tay thế nào rồi? Không cảm giác, trời ạ, lại sưng thành như vậy. Làm sao bây giờ? Tần Lạc vừa cười vừa nói, không có việc gì. Anh chỉ là bắt cóc một con chó mà thôi. Bị thương là hai người bọn hắn. Vương Cửu Cửu lại nhìn đại đầu cùng Qua Nhĩ, hỏi tình huống hiện tại của bọn hắn như thế nào, có muốn đi bệnh viện hay không? Hai người đều cự tuyệt. Tên sát thủ này quá lợi hại liễu.
Tần Lạc thở dài nói, không biết là được ai mời ra. Kẻ thù của Tần Lạc nhiều lắm, hắn cũng không xác định được rốt cuộc là ai ở phía sau muốn đem mình giết chết. Tổ chức thần bí đứng sau quản tự kia là hiểm nghi lớn nhất. Bọn họ quá thần bí đến mức làm cho người ta sợ. Cũng là bởi vì sợ cái này, bất luận lúc nào, Tần Lạc cũng không dám phớt lờ đối với bọn họ. Lý Thừa Minh của Hàn Quốc kia cũng không phải kẻ lương thiện, tập đoàn thuốc Tây bị xâm phạm đến lợi ích cũng có thể hạ thủ. Thậm chí, ngay cả cảnh sát cùng chính phủ Paris cũng đều có lý do làm ra loại chuyện này. Tần Lạc bất đắc dĩ nghĩ, tương lai của chính mình sinh ra đã định trước là tràn ngập vô số ngoằn nghèo. Hắn không chỉ là cao thủ dùng súng, còn là một tuần thú sư, đại đầu nói. Tuần thú sư, quỷ diện ngao, Tần Lạc hỏi. Quỷ diện ngao trời sinh tính tàn bạo, người thường khó có thể tới gần. Hắn có thể thu phục, đồng thời có thể dùng âm thanh sai khiến nó bán mạng. Cái này cũng đủ nói rõ lợi hại của hắn. Đáng tiếc, lúc trước tôi quên điểm đó. Đại đầu trong lòng còn sợ hãi nói, sau đó, hắn lại đưa tới chi hoang dã. Loại chim này bản thân không có lực sát thương gì, thế nhưng, móng vuốt hoặc là toàn thân của nó đều nhuộm qua cực độc, thậm chí giống như hắn nói vậy, có thể tại trên người của loại phi điểu này trang bị độc khí hoặc là bom có tính áp xúc. Như vậy, lực sát thương sẽ vô cùng lớn. Lúc đó tại dưới tình huống song phương giằng co, Jesu đột nhiên đưa tới phi điểu, thực sự làm cho đại đầu rất là bối rối. Hắn không thể xác định phi điểu có bom hay không, thế nhưng, hắn khẳng định không thể làm cho hai cô gái trong xe mạo hiểm. Cho nên, trong lúc nguy cấp, hắn vẫn là lựa chọn giơ súng xạ kích. Cũng đang là bởi vì dị động này của hắn, dẫn phát tới một loạt ác đấu, làm nền cung cấp cho phương tiện Jesu chạy trốn. Đại đầu nghĩ, nếu như lúc đó mục tiêu công kích của phi điểu là mình thì làm sao bây giờ? Lúc đó, lựa chọn duy nhất của hắn, chính là nổ súng cùng Jesu đồng quy vu tận đi. Trời biết, hắn còn thuần dưỡng cái loại động vật khủng bố gì. Nhớ tới cái này, trong lòng càng thêm kính phục đối thủ này. Hắn không muốn chết, cho nên, mình cũng sẽ không cần chết. Tần Lạc nghe được đại đầu vừa nói buộc bình khí độc cùng trang bị bom trên phi điểu, liền cười khổ mà nói, tôi mỗi ngày bận việc cứu người, lại có người mỗi ngày nghĩ biện pháp đi giết nhân. Này thật đúng là phân công rõ ràng. Chương 541, quyết định khó khăn. Em mặc kệ ai là người giết người, ai là người cứu người. Dù sao bọn họ cũng không nên đối xử với anh như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu trở nên âm trầm, nàng đùng đùng nổi giận nói, em nhất định phải điều tra rõ chuyện này xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau giở trò quỷ. Vương Cửu Cửu cầm tay Tần Lạc, càng nhìn càng đau lòng, thương xót. Cái này mà gọi là tay sao? Rõ ràng đây chính là móng heo luộc chưa chín mà. Bởi vì Tần Lạc ác đấu một trận với quỷ diện ngao, vết thương cũ ở hai tay của Tần Lạc chưa lành, giờ lại thêm một vết thương mới, dáng vẻ hắn lúc này trông thật sự thê thảm. Tần Lạc nhìn đại đầu cùng qua nhĩ hỏi, có cách điều tra ra không? Đại đầu lắc đầu nói, rất khó. Nếu như người tập kích thuộc về một tổ chức nào đó, chúng ta có thể tham hiểu nguồn gốc tìm ra chân tướng thực sự, nhưng Giê-xu là một sát thủ. Đặc điểm của sát thủ là ai bỏ tiền ra, chúng sẽ tình nguyện đi giết người. Trừ phi câu trả lời là từ trong miệng sát thủ nói ra, Vương Cửu Cửu nói. Sợ là lại càng không thể được. Đại đầu nói, nguyên tắc thứ nhất của sát thủ chính là giữ bí mật. Bảo vệ bí mật của mình, bảo vệ bí mật của tổ chức, bảo vệ bí mật thân phận của khách hàng. Các cậu cũng không có cách nào sao? Tần Lạc muốn mượn lực lượng long tức hỗ trợ điều tra tìm hung thủ. Tôi sẽ báo cáo với quân sư, đại đầu nói. Tần Lạc gật đầu, hắn cũng biết những chuyện như này không thể nóng vội nên nói. Hắn bỏ lại quỷ diện ngao biến mất, sau này nhất định hắn lại tới tìm nữa. Cứ nghĩ tới việc có một sát thủ theo sát sau lưng mình quả thực làm cho người ta sởn cả gai ốc. Tôi sẽ mang theo nó, đại đầu nói. Tần Lạc cười nói, cứ để tôi mang theo nó. Tôi muốn xem bản thân mình có thể làm một nhà thuần hóa thú hay không. Nó khôi phục lại sức lực thì rất nguy hiểm, Vương Cửu Cửu lo lắng nói. Anh sẽ không để nó hoàn toàn khôi phục lại sức lực, Tần Lạc võ vỗ bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Vương Cửu Cửu an ủi nàng. Trước khi anh giải độc mũi mặt mũi ít cho nó, anh sẽ cho nó một loại độc dược chậm phát tác khác. Loại độc dược này ngày nào cũng phải uống thuốc, nếu không sẽ chết thảm. Cho dù gã kia có tới lén trộm lại nó, nếu không có thuốc giải của anh nó cũng không thể sống lâu được. Anh cũng học điều xấu, Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn Tần Lạc nói. Vì để học dược cách cứu người chỉ có một cách là học giết người, Tần Lạc nói vẻ bất đắc dĩ. Vương Cửu Cửu thản nhiên cười nói, cho dù thật sự phải giết người cũng chẳng sao cả.
chỉ cần anh còn sống là tốt rồi. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười khúc khích nói, nếu như anh cũng giống với tên sát thủ Giê-xu kia, mặc quần bò, ủng da quân dụng, áo sơ mi trắng. Ghi lê kẻ ô vuông, không đeo dao, súng và các loại vũ khí, miệng ngậm xì gà, ha ha ha, ngắm trông cũng hay đó. Đây là phụ nữ gì vậy? Vừa mới trải qua đại nạn không chết đã lại như vậy rồi. Hơn 10 phút sau Vũ Dũng Tú dẫn theo đội bảo vệ đại sứ quán hấp tấp tới nơi, thậm chí ngay cả đại sứ cũng đích thân theo xe tới. Sau khi nhìn thấy Tần Lạc, Vương Cửu Cửu không xảy ra chuyện gì mọi người mới yên lòng. Ngài đại sứ đi tới đặc biệt hỏi thăm Tần Lạc và Vương Cửu Cửu. Nửa tiếng đồng hồ sau cảnh sát Paris và cảnh sát lân cận mới phái người tới. Người dẫn đầu đội cảnh sát chính là sĩ quan Robert, người đã xử lý chuyện biểu tình lần trước. Nhìn thấy đám người Tần Lạc không xảy ra chuyện gì, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút gì đó tiếc nuối. Sau khi cho nhân viên cảnh sát kiểm tra hiện trường, lấy lời khai theo trình tự thì định bỏ đi. Ngài đại sứ bực tức đi tới cản Robert lại nói, ngài sĩ quan Robert, chúng tôi đã sớm gọi điện báo cảnh sát các ngài. Vì sao bây giờ các ngài mới tới? Chẳng lẽ các ngài không cảm thấy đây là một hành vi thiếu trách nhiệm sao? Đây là thái độ các ngài đối xử với người nước ngoài sao? Trong lòng Robert thầm mắng bạn bè quốc tế cải quỷ gì, nhưng anh ta vẫn tươi cười nói, ngài đại sứ. Tôi cảm thấy rất may mắn khi thấy người của quý quốc không bị thương vong. Quả thật chúng tôi có nhận được điện báo của các ngài, nhưng đáng tiếc là sự kiện biểu tình lần trước đã làm liên lụy quá nhiều tới lực lượng cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi không thể xác định được chuyện xảy ra ở đây có phải là thật hay không. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cử người của phân cục gần tới điều tra. Sau khi bọn họ phái người tới phát hiện ở hiện trường thật sự có xảy ra xung đột. Sau khi chúng tôi nhận được điện thoại đã lập tức tới đây. Ngay lập tức Robert đổ trách nhiệm của sự việc biểu tình lên vai người Trung Quốc, làm cho mọi người Trung Quốc ở đây không thể nói gì. Bởi vì người Trung Quốc chính là người tổ chức và tham gia cuộc biểu tình lần đó. Tôi sẽ chính thức kiến nghị lên chính phủ Pháp. Chúng tôi cực lực lên án thái độ thiếu trách nhiệm của cảnh sát Paris, ngài đại sứ tức giận nói. Ngài đại sứ, đó là quyền tự do của các ngài, Robert nhún nhận nói. Các vị, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ cho người đi điều tra tung tích của hung thủ. Đoàn xe của ngài đại sứ đưa thẳng mấy người Tần Lạc quay về khách sạn. Ngài đại sứ sau khi nói lời xin lỗi với Vương Cửu Cửu mới dẫn người của mình rời khỏi khách sạn. Vũ Dũng Tú đi theo mấy người Tần Lạc lên lầu. Triệu Tử Long và Trương Bác nghe tin chuyện bị tấn công cũng vội vàng tới. Một lần nữa mọi người an nị tụ tập trong phòng của Tần Lạc. Mẹ kiếp, thật quá mức, Triệu Tử Long tức giận quá to, con mẹ nó, mấy người nước ngoài này thật âm hiểm. Trương Bác nhắc nhở, Triệu Chủ tịch hãy nhớ có phụ nữ ở đây. Lệ Khuynh Thành cười nói, không có vấn đề gì, tôi cũng muốn mắng như vậy. Triệu Tử Long, Trương Bác liếc nhìn nhau rồi cả hai cùng phá lên cười. Lệ Khuynh Thành luôn có sức hấp dẫn như vậy, chỉ cần một câu nói là có thể rút ngắn khoảng cách của hai bên. Không dối trá, không giả bộ, cũng không phải là nịnh nọt lấy lòng. Kiểu trả lời như vậy thực sự làm lòng người thêm gắn bó, khăng khít với nhau. Sát thủ là Giê-xu sao? Trương Bác hỏi. Đúng vậy, hắn tự giới thiệu về mình, Tần Lạc nói. Chúng ta cũng sẽ mời sát thủ giết tên Giê-xu kia để trong lòng đỡ cảm thấy ngột ngạt, Triệu Tử Long khí phách ngút trời nói. Đại khái cần khoảng 1 triệu USD, Vũ Dũng Tú nói. Nhiều vậy sao? Triệu Tử Long trợn tròn mắt, cần nhiều tiền như vậy để thuê sát thủ sao? Làm chuyện này mất nhiều tiền vậy sao? Y dược là ngành kinh doanh có lợi nhuận rất kinh khủng. Một tập đoàn y dược nổi tiếng, một năm có thể thu lợi nhuận mấy trăm triệu USD. 1 triệu USD đối với chúng ta thì có vẻ cực kỳ lớn, nhưng đối với chúng chỉ như là chín châu mất một sợi lông. Ôi, thật tức chết đi được, Triệu Tử Long nói, công ty của tôi buôn bán một năm thu lợi nhuận 1 triệu USD là đã thắp hương cầu khấn trời Phật rồi. Vũ Dũng Tú nhìn Tần Lạc nói, đã biết được thân phận của sát thủ. Chúng tôi sẽ thông báo về đất nước để các ban ngành liên quan hỗ trợ truy tìm. Điều tôi lo lắng là sau lần thứ nhất thất bại tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Thị trưởng Paris, Bắc Trăng đã hứa với mọi người sẽ nới lỏng quy định về việc hạn chế chung y dược. Đại sứ quán cũng đã gặp bọn họ chứng thực chuyện này, hơn nữa còn ký kết văn bản. Chuyện ở Paris tạm thời gác qua một bên, hay mọi người trước tiên cứ về nước nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Mấy ngày hôm nay mọi người cũng quá vất vả, hơn nữa mấy người liên tiếp bị thương. Tôi cũng cảm thấy không xứng với nhiệm vụ đón tiếp và bảo vệ an toàn.
nếu tôi sớm biết chuyện hôm nay thì đã cử thêm nhiều người đi bảo vệ mọi người. Tần Lạc cười nói, chuyện này không liên quan tới anh. Lực lượng bảo vệ xung quanh chúng tôi đã đủ mạnh, bọn chúng còn dám mạo hiểm chứng tỏ lá gan của chúng rất lớn. Trước đó quả thật Vũ Dũng Tú muốn cử thêm người tới bảo vệ Tần Lạc nhưng bị Tần Lạc từ chối. Tần Lạc mang theo hai mỹ nữ đi du ngoạn, ngắm cảnh, bị một đám người vây quanh hắn thấy không được tự nhiên cho lắm. Nếu hắn muốn cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Cửu Cửu, vuốt ve bả vai của Lệ Khuynh Thành cũng phải len lén liếc nhìn những người đó. Tần Lạc vốn tưởng chỉ cần Qua Nhĩ và Đại Đầu là đủ nhưng hắn không ngờ từ đâu lại xuất hiện một gã thần côn Giê-xu. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, ngày mai sẽ về nước, mấy người chúng ta là bệnh nhân, ở lại nước ngoài cũng thật sự không làm được chuyện gì. Nghe thấy Tần Lạc bằng lòng quay về nước, Vũ Dũng Tú thở phào nói, tốt lắm. Đại sứ quán sẽ mua giúp vé máy bay ngày mai cho mọi người. Cảm ơn Tần Lạc nói. Sau khi nói chuyện hồi lâu mọi người íp cáo từ ra về. Trong phòng chỉ còn lại Tần Lạc và hai cô gái Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành. Ánh điện trong phòng rực rỡ vẫn không bằng khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái. Hai cô gái không nói gì nữa, Tần Lạc cũng không biết nói gì khiến cho không khí trong phòng thoáng chốc trở nên quỷ dị mà mập mờ. Hay để anh bảo Tô Sán đặt thêm một phòng nữa, Tần Lạc nói. Không cần đâu, Vương Cửu Cửu nói, tối hôm qua anh ngủ ở phòng nào thì tối nay anh hãy về phòng đó ngủ. Trong lúc nói chuyện Vương Cửu Cửu cười hì hì liếc xéo Lệ Khuynh Thành đang ngồi trên xe lăn. Đúng, cứ sắp xếp như vậy đi, Lệ Khuynh Thành nói. Hôm qua anh ấy ngủ ở phòng này, hôm nay vẫn ngủ ở phòng này đi. Ý em muốn nói là nửa đêm về trước, Vương Cửu Cửu hấp tấp nói. Chị nói là sau nửa đêm. Tần Lạc muốn khóc, rốt cuộc thì để người ta ngủ ở chỗ nào đây? Chị Lệ đi đứng không tiện, anh phải chăm sóc chị ấy, Vương Cửu Cửu tìm được điểm mấu chốt để công kích. Tối hôm nay xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, nhất định Cửu Cửu sẽ rất sợ hãi. Anh phải ở lại chăm sóc cô ấy. Lá gan của em rất lớn. Chị cũng có thể tự bò lên giường ngủ. Như vậy cũng không được, vẫn có nhiều chuyện không tiện. Cho dù lá gan to tới mấy nhưng cũng không có gì đảm bảo là không gặp ác mộng gì đó. Chị Lệ, em là em gái, làm sao em dám tranh đoạt với chị? Em là em gái đã không dám tranh, chị là chị lại càng không có mặt mũi nào tranh với em. Hai nàng vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau, ngôn ngữ càng lúc càng sắc bén. Dẫn chứng phong phú từ cổ chí kim, Tần Lạc cảm thấy bản thân mình chỉ như một quả bóng. Bất kỳ đội nào cũng muốn đá hắn vào cầu môn. Không phải vào cửa phòng đội kia, như vậy đội đó sẽ thắng. Thôi được rồi, Tần Lạc la to. Nếu không mạnh mẽ chấn chỉnh gia pháp, hai cô nàng này quả thực sẽ chỉ coi hắn như món đồ chơi. Hai người không cần phải tranh cãi với nhau nữa. Vừa rồi anh đã có một quyết định. Rất khó khăn. Chương 542, xin mời thay quần áo. Nghe thấy Tần Lạc nói vậy, hai nàng nể mặt hắn yên lặng không nói nữa. Một đôi mắt trong sáng. Một đôi mắt vô cùng quyến rũ cùng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, chờ đợi quyết định khó khăn kia của hắn. Nếu không thì ba người chúng ta ngủ cùng với nhau, được không? Tần Lạc cười xấu hổ nói, dù sao chiếc giường này cũng rất rộng. Ba người chúng ta lại, không béo lắm. Không được, lời nói của Tần Lạc bị hai nàng cự tuyệt. Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành đồng thanh từ chối. Tần Lạc nhún vai thản nhiên nói, anh biết hai người không đồng ý. Anh cũng không đồng ý. Nếu đã không được thì chỉ còn mỗi một cách, hai người ngủ trên giường, anh ngủ trên xa. Lệ Khuynh Thành cười nói, thế này đi, trước tiên làm phiền Tần Lạc đưa em quay về phòng, sau đó anh quay lại cùng Cửu Cửu. Không không không, Vương Cửu Cửu khoát tay nói, bước chân đi cấm kỳ quay lại. Em buồn ngủ lắm rồi, lát nữa là em ngủ say, anh ấy bấm chuông em sẽ không nghe thấy đâu. Không sao, em cứ yên tâm mà ngủ, cứ để anh ấy cầm chìa khóa phòng là được, Lệ Khuynh Thành cười nói. Vậy càng không được, cầm chìa khóa phòng đi là sẽ bị cắt điện, đây là chìa khóa điện tử. Không có điện sao em có thể tắm rửa, đánh răng vào thổi tóc đây. Vậy em nói xem nên làm gì bây giờ? Tần Lạc hỏi. Anh đi đi, thế nhưng không được quay lại, Vương Cửu Cửu quả quyết nói. Lệ Khuynh Thành cười nói, em đã nhún nhường chị vậy chị sẽ mang Tần Lạc đi, được không? Cứ mang đi, dù sao cũng là chuyện của hai người, Vương Cửu Cửu phất tay vẻ rất độ lượng. Ngược lại Tần Lạc có vẻ rất buồn bực, cái gì mà nói là mang Tần Lạc đi. Vậy chúng ta đi thôi, Lệ Khuynh Thành nói với Tần Lạc. Anh đi thật đây, Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói. Vương Cửu Cửu tóm lại vẫn là bạn mà cũng là học trò.
Hơn nữa mối quan hệ của hai người vẫn có chút gì đó là chuyện tình cảm mập mờ không thể nói rõ. Hắn cảm thấy kỳ lạ khi thấy mình bị nàng đẩy vào trong phòng một người phụ nữ khác. Đi thôi, đi thôi. Em muốn đi ngủ. Vương Cửu Cửu thúc Tần Lạc rời khỏi phòng. Tần Lạc cười đẩy xe lăn Lệ Khuynh Thành rời khỏi phòng. Giống như buổi tối hôm trước, Tần Lạc lại giúp Lệ Khuynh Thành rửa mặt, đánh răng sau khi đặt nàng lên giường hắn mới chuẩn bị chỉnh đốn lại mình. Lệ Khuynh Thành giơ tay ôm Tần Lạc nói, thôi được rồi. Em muốn ngủ, anh hãy quay về bên kia đi. Cô ấy sẽ không mở cửa cho anh. Tần Lạc nói. Con gái nói mà anh cũng tin sao? Đi đi, em không còn việc gì nữa. Lệ Khuynh Thành nói. Nếu ban đêm em đi toilet thì sao? Tần Lạc hỏi. Tóm lại em sẽ có cách giải quyết. Anh hãy mau đi đi. Lệ Khuynh Thành xua đuổi hắn. Được rồi, Tần Lạc nói, đêm anh ngủ ở phòng khác. Có chuyện gì em cứ gọi điện cho anh sẽ sang giúp em. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói, anh nói cho em biết điều đó là muốn giải thích cái gì hả? Cho dù hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó, cũng là chuyện hết sức bình thường. Chẳng lẽ em lại xông vào vung đao chém anh thành mấy mảnh sao? Em không tức giận sao? Tần Lạc quay người nhìn thẳng vào mắt Lệ Khuynh Thành hỏi. Em dùng thân phận gì mà tức giận? Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm hỏi, nếu như người đang ở nhà biết em ăn anh ở Paris, người đó có giận em không? Tần Lạc thấy đau đầu, hắn do dự không biết ngày mai khi quay về có thừa nhận mối quan hệ của hắn và Lệ Khuynh Thành không? Tần Lạc đứng trước cửa phòng gõ cửa mấy lần nhưng không có tiếng trả lời. Tần Lạc hiểu đây chính là sự rụt rè của phụ nữ. Hắn lại gõ cửa lần nữa, cánh cửa phòng mới mở ra. Vương Cửu Cửu mặc quần áo ngủ, choàng khăn tắm đứng chắn trước cửa hỏi, sao anh lại quay lại đây? Đã đi rồi thì anh hãy cứ ở bên đó chăm sóc chị Lệ. Anh muốn tắm rửa, quần áo thay của anh lại ở bên này. Tần Lạc buột miệng nói ra một lý do. Đối với một người đàn ông, nói dối chính là bản tính không cần phải học. Đương nhiên người phụ nữ không minh tới mức truy hỏi tới cùng. Lúc này Vương Cửu Cửu mới né sang bên để Tần Lạc vào trong phòng. Cầm quần áo rồi đi ra ngay. Vương Cửu Cửu bước vào phòng tắm quát to, Bản Tiêu Thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Cô nam quả nữ hai người chúng ta ở chung một phòng thì sau này người khác sẽ coi ra gì nữa. Nàng đã hoàn toàn quên mất rằng tối hôm qua hai người đã từng ở chung một phòng. Nhưng vấn đề là buổi tối hôm qua, khi hai người ở chung một phòng thì không ai biết. Tối hôm nay hai người ở chung một phòng đã có một người biết. Vẽ rắn thêm chân cũng được mà bịt tay trộm chuông cũng được. Tóm lại con gái thích tự cho là mình thông minh, nói những điều thông minh nhưng những điều này không làm người ta ghét ngược lại còn tạo ra một cảm giác đáng yêu. Tần Lạc nói vẻ khó xử, sợ rằng không được. Tại sao không được? Vương Cửu Cửu ngửa đầu, dùng máy sấy thổi tóc. Tần Lạc nói, khi anh quay lại đây, Lệ Khuynh Thành đã ngủ. Anh không có cách nào vào trong được. Vậy anh hãy gõ cửa. Cô ấy không thể rời khỏi giường mở cửa. Không khí trầm lặng một lát rồi Vương Cửu Cửu hỏi, nếu như sáng nay ngày mai, em nói với chị Lệ là tối hôm nay hai người chúng ta một người ngủ trên giường, một người nằm trên ghế xa, chị có tin tưởng không? Anh hiểu rõ Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc do dự một lát rồi hắn đành nói thật, đại khái cô ấy sẽ không tin tưởng. Thế còn bọn họ theo như lời Vương Cửu Cửu chính là mấy Ngô Íp, Trương Bác và Triệu Tử Long. Đại khái cũng không mấy tin tưởng, Tần Lạc nói. Khi đó chị em mấy người đó càng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Vậy không phải thanh danh của em bị hủy sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Thế nhưng nếu như anh nói với bọn họ, nhất định bọn họ sẽ tin tưởng. Tần Lạc an ủi Vương Cửu Cửu, tối nay em ngủ trên giường, anh ngủ trên ghế xa. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc và Vương Cửu Cửu thân mật với nhau. Thậm chí giữa hai người còn nảy sinh những chuyện quá mức hơn nữa. Khi ở Yến Kinh trước đó, tham gia tiệc rượu mừng thọ của Tần gia. Hai người cùng bước vào sông băng. Vì để giữ ấm cho Vương Cửu Cửu, Tần Lạc đã phải cởi quần áo trên người nàng, dùng tay xoa bóp toàn thân của nàng. Đêm hôm đó, Tần Lạc ở lại Vương gia. Dù Vương Cửu Cửu ngủ trong phòng mình còn Tần Lạc ngủ trong phòng khách. Hai người ngủ ở hai phòng riêng biệt nhưng quan hệ của hai người rõ ràng đã không còn minh bạch nữa. Khi ở Vân Điền hai người cũng đã có khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi. Hai người đã dựa sát vào nhau trên tảng đá thần bí nói chuyện hồi lâu, hay là thổ lộ trước mặt hiệu trưởng và toàn bộ sinh viên trong trường vân vân. Nếu như không có Lâm Hoán Khê, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu nhất định sẽ trở thành một đôi tình nhân kiểu mẫu. Thế nhưng trước đó Tần Lạc đã có Lâm Hoán Khê. Đúng vậy, bạn sẽ lấy làm kỳ quái hỏi.
Tại sao Tần Lạc đã có Lâm Hoán Khê nhưng phía sau hắn vẫn có Tô Tử, Lệ Khuynh Thành nhưng hết lần này tới lần khác lại không có Vương Cửu Cửu? Tô Tử là vì chữa bệnh, đây là thiên ý hơn là tình ý. Trong khi đó với Lệ Khuynh Thành thì lại là tình ý nảy sinh khó có thể kháng cự giữa nam và nữ sau nhiều ngày ở chung với nhau. Hơn nữa lại còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng, Tô Tử và Lệ Khuynh Thành có thể không cần một danh phận nào cả. Tô Tử là người của Bồ Tát Môn, là môn chủ Bồ Tát Môn. Lệ Khuynh Thành thì lại muốn kính dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp báo thù vĩ đại. Vương Cửu Cửu là ai? Nàng là con gái yêu của một viên tướng, là hậu nhân của danh môn. Nàng không cần danh phận sao? Nàng nguyện ý, gia tộc của nàng cũng không đồng ý. Tần Lạc biết nếu như hắn có vọng tưởng duy trì mối quan hệ của hắn và Vương Cửu Cửu như mối quan hệ với Lệ Khuynh Thành và Tô Tử thì không nói việc cha nàng có cho người kéo hắn ra ngoài bắn nát đầu hay không, chỉ riêng bà mẹ mạnh mẽ của hắn Trương Nghi Y cũng đã khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Tần Lạc luôn luôn né tránh sự thân cận của Vương Cửu Cửu. Được rồi, Vương Cửu Cửu đồng ý với phương án của Tần Lạc. Sau khi sấy khô tóc, bôi kem dưỡng da lên mặt, Vương Cửu Cửu mới duỗi cái lưng mỏi của mình chui vào ổ chăn mềm mại. Tần Lạc nhìn cánh tay của mình bị băng bó chặt chẽ nói với Vương Cửu Cửu, Cửu Cửu, em có thể giúp anh với không? Chuyện gì vậy? Giọng nói vo ve như mũi kêu của Vương Cửu Cửu vang lên. Cô gái này khi ngủ giống như một đứa trẻ vậy. Nàng thích dùng chăn trùm kín đầu, người cong lại giống như một con tôm vậy. Có người nói tư thế ngủ này biểu hiện không có cảm giác an toàn. Tần Lạc thầm nghĩ Vương Cửu Cửu là một cô gái lợi hại như vậy sao lại có cảm giác không an toàn nhỉ? Trên thế giới này người có thể làm những chuyện xúc phạm tới nàng quả thực không nhiều lắm. Em có thể rửa mặt giúp anh rồi lấy cho anh chén nước không? Tần Lạc đề nghị nàng. Vương Cửu Cửu tung chăn ra nói, ô, em quên mất anh không thể động tay được. Vậy bây giờ anh tắm rửa thế nào? Tạm thời không cần tắm rửa, chờ khi quay về sẽ tắm Tần Lạc. Ánh mắt Vương Cửu Cửu sáng lên. Nàng nhảy khỏi giường, không nói câu nào chạy thẳng vào phòng tắm. Hơn nữa nàng còn đóng cửa két một tiếng, Tần Lạc đang định vào cùng với nàng đã bị chặn ngoài cửa. Sau đó Tần Lạc nghe thất tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra. Không phải cô ấy đã tắm sao? Tần Lạc ngạc nhiên thầm nghĩ. Cao một lúc rất lâu, Tần Lạc ngồi chờ trong phòng khách, suýt chút nữa ngủ thiếp đi thì Vương Cửu Cửu mới mở cánh cửa phòng tắm bằng kính, vẫy tay nói với Tần Lạc, vào đây đi. Lại đây. Tại sao lại không phải là hãy vào đi? Nếu như Vương Cửu Cửu nói vào đi có nghĩa ý của nàng là hắn vào còn nàng sẽ đi ra ngoài. Từ ngữ Trung Quốc rất uyên thâm, mỗi một từ đều có ẩn thâm ý. Lại đây đi, cô ấy tỏ vẻ muốn mình đi vào nhưng tại sao chính cô ấy lại không đi ra ngoài? Tần Lạc bước vào nói, không phải em đã tắm sao? Tại sao lại lâu như vậy? Trên người anh có mùi thối, giống với mùi của con chó chết anh mang về. Rất khó chịu. Anh hãy tắm rửa rồi hãy ngủ, Vương Cửu Cửu nói. Nàng chỉ tay vào bồn tắm nước đang bốc hơi ấm lên nói, em đã chuẩn bị nước nóng cho anh rồi. Sau khi bị quỷ diện ngao cắn xé một trận, chiếc áo trường bào đã rách hoàn toàn. Hơn nữa trên người hắn cũng dính đầy mùi hôi của quỷ diện ngao, mùi mồ hôi cùng máu đen, cực kỳ hôi thối, quả thật cần phải tắm rửa. Được rồi, anh hãy cởi quần áo ra, vừa nói Vương Cửu Cửu vừa đi tới cởi áo choàng trên người Tần Lạc ra. Chương 543, bị tổn thất nặng. Đầu Vương Cửu Cửu cúi xuống, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc. Hai tay nàng cũng không linh hoạt khi cởi cúc áo của Tần Lạc. Bởi vì chống ngực của nàng vô duyên vô cớ đập rất mạnh nên nhiều khi nàng không cởi cúc áo Tần Lạc mà lại lúng túng nắm chặt cúc áo. Mặc dù biểu hiện thường ngày của nàng cực kỳ bạo dạn nhưng chung quy lại nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ chưa kinh qua chuyện trai gái yêu đương. Hơn nữa chuyện tắm rửa cho đàn ông này lại càng là lần đầu tiên. Một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận, cực kỳ can đảm mà lúc này lại lộ ra là một cô gái cực kỳ xấu hổ nhưng lại gây ra cho người khác một cảm giác yêu mến. Sau khi cởi áo bào bên ngoài nàng lại cởi tiếp chiếc áo lót màu trắng của Đỗ Văn Hạo. Khi nửa thân trên ở trần của Tần Lạc hiện ra trước mặt Vương Cửu Cửu, nàng không khỏi ngẩn người, không hiểu từ đâu đó xuất hiện một tâm trạng rất căng thẳng. Hay không thì để anh tự cởi quần, Tần Lạc nhìn dáng vẻ đó của Vương Cửu Cửu hắn tưởng nàng xấu hổ khi chuẩn bị cởi quần cho hắn vì vậy hắn chủ động sắp xếp giải thoát cho nàng. Tần Lạc nói như vậy ngược lại đã làm xóa bỏ sự rụt rè của Vương Cửu Cửu, chọc giận sự kiêu ngạo của nàng. Vương Đại Tiểu Thư nhướng mày lên nói, không phải chỉ là cởi quần thôi sao? Dù gì cũng chỉ là một vật tí tẹo,
không phải bà cô này chưa từng nhìn thấy. Nói xong Vương Cửu Cửu ngồi xổm cởi quần Tần Lạc. Em, Vương Cửu Cửu ngẩng đầu định nói chuyện với Tần Lạc nhưng nhất thời ngây người. Bởi vì, vừa rồi nàng dùng sức kéo đã vô tình kéo cả quần đùi của Tần Lạc xuống. Quần của Tần Lạc không thắt dây lưng, ngược lại giống như là quần thể thao, dùng dây thun, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dễ dàng kéo tuột xuống. Hơn nữa thể trạng của Tần Lạc chính là tính hỏa, bốn mùa xuân hạ thu đông, hắn chỉ mặc quần đùi bên trong. Từ nhỏ tới lớn hắn không quen mặc quần xịp. Ai cũng biết quần đùi cũng không cần dây lưng. Tình hình lúc này là toàn thân Tần Lạc không mảnh vải che thân đứng trước mặt Vương Cửu Cửu. Điều tệ hại hơn chính là Vương Cửu Cửu đang ngồi xổm trên mặt đất. Mặt của nàng, miệng của nàng, mũi của nàng, đôi mắt của nàng, hai hàng mi của nàng nằm ngang với đồ chơi, đang vểnh lên của Tần Lạc. Điều này không phải vì Tần Lạc là gã háo sắc, lưu manh mà hắn chỉ quá nhạy cảm mà thôi. Khi, món đồ chơi bảo bối của Tần Lạc bị không khí lạnh xâm nhập, không kiêng nể gì cả, lại không có gì ngăn cản bên ngoài, phơi bày hết ra ngoài, trong khi đó một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi xổm trước mặt hắn, hơn nữa nàng đang há hốc miệng. Tần Lạc cũng biết miệng Vương Cửu Cửu há rộng, đáng yêu như vậy là vì lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng bạn có thể để cho một người đàn ông tâm lý cùng sinh lý phát dục bình thường không có không gian để suy nghĩ cùng với phán đoán sao? Y vô tội, kinh ngạc, cực xấu hổ, tức giận. Rốt cuộc cô bé Vương Cửu Cửu cũng có phản ứng. Vương Cửu Cửu giơ cánh tay ngọc lên, sau đó nàng tát vào bảo bối của Tần Lạc đang ngo ngoe ngẩng đầu dậy, tức giận nói, làm sao anh có thể cởi quần ra được? Tần Lạc vô cùng đau đớn, hắn ôm lấy bảo bối của mình nói, là em cởi. Em muốn nói quần đùi. Cũng là em cởi, Tần Lạc nói. Em, Vương Cửu Cửu ngắc ngứ hồi lâu nói, coi như là em cởi, anh cũng phải nhắc em một tiếng. Khi anh phát hiện ra, em đã nhìn thấy rồi, Tần Lạc thực sự khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy mình đang bị nỗi oan nàng đậu nga. Ý của anh là em cố ý muốn nhìn sao? Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn hắn, hai hàng lông mi dài chớp chớp, thật sự rất đáng yêu. Anh không có ý đó, Tần Lạc vội vàng phủ nhận. Cho dù trong lòng hắn có nghĩ như vậy cũng không dám nói ra. Không phải cô gái này từ trước tới nay vẫn có mưu đồ làm loạn với thân thể của mình sao? Em thì lại có ý đó, đột nhiên ánh mắt Vương Cửu Cửu biến đổi, nàng thản nhiên cười nói. Chuyển biến này quá lớn, cũng quá nhanh, Tần Lạc không kịp phản ứng. Vương Cửu Cửu tát vào mông Tần Lạc khi nàng thấy hắn thử người ra nhìn mình và nói, anh làm gì mà đờ đẫn thế này? Còn lại tụt cả mông ra đứng đây làm gì? Mau vào tắm đi. Đừng động chân động tay, Tần Lạc nói, một tay hắn che mông, một tay hắn ôm lấy bảo bối của mình. Em sẽ động chân động tay sao? Vương Cửu Cửu sờ ngực Tần Lạc một cách lưu manh. Em sẽ động chân động tay như này hả? Em, Tần Lạc cực kỳ tức giận. Nếu em vẫn tiếp tục động chân động tay với anh sẽ động chân động tay với em. Được, anh làm đi, Vương Cửu Cửu cố tình ưỡn ngực nói. Áo ngủ màu lam của nàng bập bênh gợn sóng một hồi. Mới một thời gian không gặp, Tần Lạc thấy nàng càng ngày càng khó lường. Tần Lạc cũng rất muốn học cách Vương Cửu Cửu chụp một cái vào ngực nàng nhưng cuối cùng hắn từ bỏ ý định đó. Tục ngữ có câu, người quân tử không đấu với phụ nữ. Quân tử không được sờ ngực phụ nữ. Hừ, Vương Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng nói, mau đi tắm rửa đi, nếu không sẽ bị lạnh đó. Còn nữa, cẩn thận không ướt băng gạc, nếu không thuốc bôi mỡ bên trong sẽ không còn tác dụng. Băng gạc không khô, tay của anh cũng sẽ sưng phồng lên. Tần Lạc thầm nghĩ, cho dù băng gạc không ướt, tay của hắn cũng sưng lên rồi. Bây giờ anh tắm rửa thế nào đây? Tần Lạc nói, bây giờ hắn nhảy vào bồn ngâm mình rồi đứng lên sao? Em sẽ giúp anh tắm, Vương Cửu Cửu sắn tay áo nói. Như vậy, có tiện không? Tần Lạc thoáng xấu hổ. Hắn phải thừa nhận để một người con gái không phải là vợ của mình sờ mó tới lui trên người mình gây ra một khoái cảm rất lớn, nhưng bước tiếp theo thế nào? Là cầm thú hay là không bằng cầm thú? Là không bằng cầm thú chiến thắng cầm thú? Hay là cầm thú cầm dao đâm chết không bằng cầm thú? Trong lòng Tần Lạc rất thống khổ, rất phức tạp. Tần Lạc thầm nghĩ tốt nhất là cứ ở chỗ Lệ Khuynh Thành, không nên quay lại đây, như vậy bản thân hắn sẽ không gặp phải một cảnh ngộ khó xử như bây giờ. Có gì mà không tiện? Vương Cửu Cửu nói, anh chỉ cho phép mình sờ người khác, không cho phép người khác sờ mình sao? Anh khi đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, Tần Lạc. Giải thích. Cát, nếu như tay của anh khỏi, em có muốn tắm rửa cho anh thế này không?
Vì vậy người đàn ông không mảnh vải che thân Tần Lạc bị Vương Cửu Cửu đẩy mạnh vào bồn tắm, hơn nữa Tần Lạc còn ngoan ngoãn nằm xuống. Có thể bắt đầu rồi, Tần Lạc nhắm mắt lại nói. Thân hình hắn run rẩy, hơi căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn. Lần đầu tiên hắn để Vương Cửu Cửu tắm rửa cho mình. Thậm chí ngay cả Lâm Hoán Khê cũng không tắm cho hắn. So với Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu thì Lâm Hoán Khê là một người phụ nữ cực kỳ bảo thủ. Cho dù là ở trên giường hay không phải trên giường, hai người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ không được vượt qua. Có đôi lần Tần Lạc thậm chí nghĩ nếu như hắn không chủ động đi tắm nước lạnh, liệu có phải hắn và Lâm Hoán Khê trong nhiều năm cũng sẽ không có một cuộc sống đúng nghĩa. Chờ một chút, em vẫn còn chưa chuẩn bị xong, Vương Cửu Cửu nói. Trong tay nàng cầm hộp sữa tắm, nàng chuẩn bị dùng cái đó để tẩy rửa thân thể hắn. Tiếp theo đó, Tần Lạc cảm thấy ngực mình mát lạnh, thoáng chốc cả người hắn run rẩy. Đó là cảm giác của sữa tắm bôi trên ngực, giá lạnh, trơn bóng cùng với cảm giác bàn tay thiếu nữ mềm mại làm cho con người ta có một cảm giác thoải mái. Khi chuyện đã đi tới bước này, Tần Lạc thả lỏng người. Chân tay hắn dang rộng ra, hai tay hắn ôm lấy vị trí bí ẩn nhất, vẻ mặt hưởng thụ, cảm nhận cảm giác xoa bóp mềm mại của Vương Cửu Cửu. Bàn tay Vương Cửu Cửu chuyển động lên xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên vai hắn. Đó là vết thương khi hôm nay đấu với quỷ diện ngao bị móng vuốt của nó cào. Vết thương vừa sâu lại vừa dài, cho tới lúc này máu vẫn rỉ ra. Có đau không? Vương Cửu Cửu hỏi. Khôn đau, Tần Lạc cười lắc đầu. Trải qua gian khổ, một chút đau đớn này có bõ bèn gì? Hãy lau khô nước mắt, không phải sợ, ít nhất chúng ta vẫn còn phụ nữ. Em đau đớn, Vương Cửu Cửu nói. Khi còn nhỏ em là một đứa trẻ rất tự do thoải mái, lên núi bắt chim, xuống nước đánh cá, đánh nhau với bọn con trai trong trường học. Lần nào cũng vết thương là vết thương nhưng chưa bao giờ em cảm thấy đau đớn. Ngay khi em vừa mới qua sinh nhật lần thứ 16, cha em cho em vào quân đội rèn luyện, em cũng cảm thấy những hạng mục huấn luyện đó không là gì. Nhưng tại sao khi em nhìn thấy những vết thương trên người anh, em lại có cảm giác khổ sở như vậy? Tần Lạc mở mắt, hắn nhìn Vương Cửu Cửu không chớp mắt. Lần trước khi ở Yến Kinh, Vương Cửu Cửu đã từng nói sau này nàng sẽ không bao giờ nói ba từ em yêu anh với hắn nữa. Nhưng biểu hiện này của nàng xem ra còn mạnh hơn cả ba từ đó, càng làm người ta khó có thể thừa nhận. Điều khó khăn nhất chính là nhận ân huệ của phụ nữ. Cổ nhân nói rất đúng, Tần Lạc than thầm trong lòng. Có phải em lại làm khó anh không? Vương Cửu Cửu cười hỏi Tần Lạc. Không có, Tần Lạc lắc đầu. Em biết, anh không chuẩn bị, Vương Cửu Cửu nói. Không để Tần Lạc trả lời, Vương Cửu Cửu lại nói tiếp, em cũng vậy. Em cũng không biết phải làm gì mới phải. Dù sao em cũng không nhịn được ý muốn phải gần gũi anh, không nhịn được ý nghĩ phải phi lễ anh. Cho dù là không cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy anh em cũng cảm thấy rất vui vẻ. Anh lo lắng nhà em, đúng không? Anh lo lắng Vương gia sẽ ép buộc anh từ bỏ chị ấy cưới em phải không? Anh sợ mẹ em sẽ tìm tới gây chuyện với anh sợ em sau này mặt dày quấn lấy anh, đúng không? Buổi tối hôm nay Vương Cửu Cửu có vẻ hùng hùng hổ hổ hăm dọa. Mỗi một vấn đề nàng nói ra đều rất thẳng thắn, sắc bén nói trúng tâm trạng của Tần Lạc làm hắn không biết trả lời thế nào. Vương Cửu Cửu ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, bàn tay nàng dính đầy bọt sữa tắm. Nàng chớp chớp đôi mắt thoạt nhìn rất ngây thơ, hỏi Tần Lạc vẻ thành thật, anh nói xem bây giờ có còn xử nữ không? Hẳn là vẫn còn, Tần Lạc ấp a ấp úng nói. Hắn không hiểu tại sao Vương Cửu Cửu lại hỏi hắn vấn đề quái dị này. Câu hỏi này có phải hơi cường điệu một chút không? Rốt cuộc là còn hay không? Vương Cửu Cửu truy hỏi tới cùng. Có nhưng không nhiều lắm, Tần Lạc nhớ ra trên báo cùng Inte đã đưa một số thông tin về việc này nên quyết định đưa ra câu trả lời. Nhưng em vẫn còn là một xử nữ, Vương Cửu Cửu nói. Dựa vào cái gì mà những cô gái trước khi lập gia đình phải còn là xử nữ? Dựa vào cái gì mà các cô gái không thể cùng với người đàn ông yêu mến của mình ở trên giường? Nói như vậy không phải rất bất lợi cho em sao? Chương 544, tình yêu trả góp. Đây là vấn đề ngu xuẩn gì thế hả? Vấn đề như vậy Tần Lạc không thể trả lời và cũng không trả lời được. Vậy rốt cuộc trinh tiết của phụ nữ là chung với gia đình hay chung với tình yêu? Chủ đề này đang gây ra vô số cuộc thảo luận của rất nhiều người. Thậm chí có những chuyên gia đã viết những bài luận văn dài hơn 10 luận văn rất phong phú về chủ đề này nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa có một câu trả lời chính xác. Tần Lạc không trả lời được óc vấn đề của Vương Cửu Cửu nhưng hắn hiểu rõ tâm ý của nàng. Lần này nàng dũng cảm tiến lên trở thành một phụ nữ đích thực.
Bua ia tối hôm nay nàng. Nàng kiên định nhìn vào hai mắt Tần Lạc một lúc lâu sau Vương Cửu Cửu buồn bực nói, em biết anh sẽ không trả lời. Vào những lúc như này anh đều biến thành con đà điểu. Tần Lạc cười nói, em cảm thấy anh nên làm thế nào? Trong lòng anh muốn làm gì? Anh đã nói với em trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên của trường rằng anh thích em. Nhưng chuyện này thì sao đây? Tần Lạc cười gượng nói, anh cũng biết Lâm Hoán Khê là hôn thê của anh. Hai chúng tôi sớm quen biết nhau, anh có tình cảm sâu đậm với Hoán Khuê. Thậm chí vì những nguyên nhân khác nhau anh còn có Tô Tử, Lệ Khuynh Thành nhưng còn em thì sao? Anh phải đối xử với em thế nào? Em là Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu của Vương gia. Em hãy quay về với chính mình. Vương gia nhà em có bao nhiêu tướng quân, có bao nhiêu nhà ngoại giao. Thân phận của cha em càng không cần nói. Chỉ cần cha em ho khan một tiếng cả Yến Kinh đã run rẩy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép em giống như Tô Tử và Lệ Khuynh Thành. Mặc dù mẹ em thương yêu em nhưng mẹ em cũng tuyệt đối không đồng ý với con đường đi này của em. Chỉ cần chúng ta thường xuyên nói lời thương yêu nhau là được. Khoảng cách tuổi tác cũng chẳng có vấn đề gì. Khoảng cách về biên giới quốc gia cũng không có vấn đề gì nhưng việc có danh phận hay không đối với em mà nói đó là một vấn đề rất quan trọng. Anh thừa nhận anh cũng có chút sắc tâm. Không phải là một chút, có tới ba người phụ nữ mà còn gọi là một ít sao. Vương Cửu Cửu bĩu môi cắt ngang lời nói của Tần Lạc. Sẽ không đâu, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Tại sao lại không, em nghĩ rằng người nhà em sẽ không bức bách em sao? Bọn họ nhất định sẽ bức bách em. Thế nhưng nếu anh kết hôn sau đó em lại sinh con cho anh, bọn họ sẽ không thể làm gì được. Vương gia là danh môn, gia tộc tướng quân. Gia tộc đã xuất ra nhiều tướng quân, nhà ngoại giao, lại có một lão nhân như vậy. Bọn họ sao có thể để chuyện tai tiếng đó lan truyền ra bên ngoài. Ánh mắt hai người đối nhau, không ai nói gì. Làm vậy có đáng giá không? Rất đáng giá. Vương Cửu Cửu thở dài nói, em thật sự không ngờ chỉ là yêu một người đàn ông mà phải trả một cái giá lớn đến như vậy. Vương Cửu Cửu chỉ nước ấm thấy nước vẫn lạnh, nàng liền mở vòi nước nóng để nước trong bồn của Tần Lạc ấm hơn. Anh nói không ai, em con gái, cháu gái của Vương gia, thậm chí bọn họ còn ôm kỳ vọng với em. Khi em vào học đại học, bọn họ bảo em học chuyên ngành luật pháp. Sau khi em tốt nghiệp đại học sẽ làm chính trị hay làm một quan chức ngoại giao nhưng em lại lựa chọn trung y bởi vì em cảm thấy trung y kỳ diệu. Quả thực rất thần kỳ khi chỉ cần sờ vào cổ tay người khác là biết bọn họ bị mắc bệnh gì. Nhưng sau khi học em mới phát hiện ra mọi chuyện căn bản không như vậy. Kiến thức cơ bản khô cứng, thầy giáo giảng bài cũng không hứng thú. Ngày nào đi học cũng thấy hỗn loạn, vừa tới lớp đã lăn ra ngủ. Nếu không vì tính sĩ diện không muốn thừa nhận thất bại em đã nhờ Trương Nghi Y chuyển sang một chuyên ngành khác. Cho tới khi anh xuất hiện em mới thay đổi hẳn cách nhìn với Trung Y. Thì ra không phải Trung Y vô dụng, không thú vị mà là người dạy chúng em học không đúng cách. Cũng giống như khi xem một vở kịch ngôn tình, nữ diễn viên chính luôn luôn vì thân phận cao quý của mình mà không thể sánh vai cùng với chàng hoàng tử có gia cảnh bần hàn mà sinh ra buồn rầu, luôn mồm nói muốn làm một người bình thường tự giặt quần áo cho mình, nấu cơm, dệt vải làm ruộng. Em không biết trong thực tế có người phụ nữ như vậy không nhưng mà em chưa từng oán giận như thế. Em rất may mắn khi được sinh ra trong một gia tộc như vậy. Em may mắn là một thành viên của Vương gia. Khi đi học tiểu học em đã tức giận đánh cái gã béo mập ngồi cùng bàn với mình mặc dù hắn là con của phó thị trưởng. Khi học trung học, em ghi tên đi học đàn dương cầm nhưng vì em không có khả năng thiên phú trong âm nhạc nên cuối cùng em đã bỏ. Khi học đại học em có thể lựa chọn chuyên ngành mà em muốn học. Em có thể mua bộ quần áo đẹp em thích, em có thể làm chuyện em muốn làm, em có thể đi tới bất kỳ chỗ nào em muốn. Em chưa từng thiếu tiền hay cảm giác bị người khác ức hiếp. Thậm chí với dung mạn nguyệt thẹn hoa nhường của em, rất nhiều năm như vậy mà em chưa từng gặp phải bất kỳ trường hợp phi lễ nào cả, làm cho quân thể quyền mà em đã khổ luyện không có cơ hội phát huy tác dụng. Tất cả những việc đó đều do cha mẹ em tặng cho em, đều Di Vương gia tặng cho em. Em là Vương Cửu Cửu, con gái của Trương Nghi Y, em có nghĩa vụ báo đền ơn nghĩa, cũng cố gắng làm rạng danh Vương gia. Là một nhị nãi nãi không có danh phận nhất định sẽ làm bọn họ cực kỳ thất vọng. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng để cho bọn họ thất vọng, chỉ trừ khi mới sinh em ra bọn họ có thất vọng một chút bởi vì em không phải là con trai. Thế nhưng tình cảm không phải là lý trí. Nó không liên quan gì tới những vấn đề đó, Vương Cửu Cửu đau khổ nói. Em chỉ mong đợi được một lần thân mật. Chờ mong anh bất chợt ôm em vào lòng. Thật may mắn là hết cần này tới lần khác đẩy em ra ngoài.
Em biết cố gắng của em không hề có ý nghĩa gì, chúng ta tuyệt đối không thể có kết quả, cuối cùng vẫn phải xa rời nhau. Thế nhưng chính em vẫn không nhìn được bản thân mình, vừa nhìn thấy anh em đã si mê như ngây dại, vừa mới nghe tin anh gặp chuyện không may, em đã cuống cuồng chạy tới. Trương Nghi Y nói với em, con gái phải rụt rè. Một người con gái rụt rè e thẹn mới được người khác quý trọng và trân trọng, mới được người khác để ý. Thế nhưng đối với anh, em không thể rụt rè được. Vương Cửu Cửu thở phào một cái nói, đã nói ra hết, cảm giác này rất thoải mái. Vương Cửu Cửu đứng dậy đi tới bồn nước rửa sạch tay nói, thôi được. Em đi ngủ đây. Ngủ, vậy anh làm sao bây giờ? Tần Lạc hỏi. Anh tự đứng lên đi, cứ nghĩ mình làm được là sẽ làm được. Nhưng sao anh có thể mặc quần áo được? Em thích nhìn dáng vẻ không mặc quần áo của anh. Bây giờ có rất nhiều lưu manh, hơn thế nữa đại đa số lưu manh là phụ nữ. Tần Lạc đứng dậy trong bồn tắm. Hắn dùng hai cánh tay gắp khăn tắm choàng lên người rồi mới cẩn thận đi ra ngoài phòng tắm. Vương Cửu Cửu nằm chùm chăn kín đầu, không động đậy giống như nàng đã ngủ say vậy. Tần Lạc ngồi xuống cạnh giường rồi nằm xuống, hắn cố gắng giữ khoảng cách với nàng để tránh quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng. Ai ngờ Vương Cửu Cửu xoay người ôm Tần Lạc. Hay để anh nằm ghế xa ngủ, Tần Lạc nói. Sợ cái gì, Vương Cửu Cửu bực tức nói, ôm một cái cũng không mang thai mà. Em tắt điện nhé, Vương Cửu Cửu nói. Tắt điện làm gì, Tần Lạc văng thẳng hỏi. Tắt đèn dễ nói chuyện nếu không em xấu hổ không nói được, Vương Cửu Cửu nói. Tim Tần Lạc như nhảy dựng lên, nói cái gì mà phải tắt đèn mới nói được. Chẳng lẽ hai gã tiểu nhân không bằng cầm thú và cầm thú lại đánh nhau sao? Vương Cửu Cửu cũng không quan tâm Tần Lạc có đồng ý hay không, nàng vươn tay phải nhanh nhẹn tắt đèn ngủ. Em muốn nói gì, Tần Lạc hỏi. Anh có biết cho dù mua nhà hay mua xe cũng đều phải trả tiền theo kỳ hạn không? Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc gật đầu. Nhưng khi Tần Lạc nghĩ tới việc Vương Cửu Cửu sẽ không nhìn thấy gì trong bóng tối nên hắn lại đáp, biết. Tần Lạc, anh cũng phải trả em tiền, Vương Cửu Cửu nói, tiền tình yêu của anh cũng có thể trả góp. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yến Kinh thì đã là hơn 11 giờ đêm. Mặt trăng hình tròn, sao thưa thớt, bầu trời u ám, ảm đạm. Thời tiết lạnh khô ráo, mùa xuân đã tới, mùa đông Yến Kinh vẫn còn cố tình trần trừ không chịu rời bỏ. Lần này Tần Lạc quay về rất lặng lẽ. Hắn không thông báo với giới truyền thông, thậm chí hắn cũng không thông báo với Bộ trưởng Thái Công Dân cùng thư ký của ông là Hậu Vệ Đông, hắn chỉ gọi điện thoại cho Lâm Hoán Khê nhưng không đồng ý cho nàng tới sân bay đón. Hắn không muốn lần này lại diễn ra cảnh tượng mấy vạn người sắp hàng hai bên chào đón, sự đưa tin rầm rộ của giới truyền thông. Tình cảnh đó chỉ cần trải nghiệm một lần trong cuộc đời là cũng quá đủ. Hơn nữa nếu như để giới truyền thông biết hắn đã quay về thì chỉ e hắn lại không có một quãng thời gian bình yên. Lần này hắn quay về dưỡng thương, hắn muốn quay về tận hưởng thời gian ở bên cạnh Lâm Hoán Khê và Bối Bối. Vương Cửu Cửu đẩy xe lăn của Lệ Khuynh Thành, Tô Sán mang hành lý. Qua Nhĩ đi cách xa mấy người để tránh cho cả nhóm thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa cũng để đề phòng người khác nhận ra. Mấy người Tần Lạc đều đội mũ, đeo khẩu trang, ngụy trang rất kín đáo. Đã khuya rồi, hãy để Tô Sán đưa anh quay về, Lệ Khuynh Thành nói với Tần Lạc. Vậy còn em, Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành ngồi trên xe lăn nói. Cửu Cửu nói muốn đưa em về nhà, Lệ Khuynh Thành cười nói, đêm nay hai chị em sẽ ngủ chung giường, tâm sự với nhau một chút. Được, Tần Lạc gật đầu nói, ngày mai anh sẽ tới gặp hai người. Không cần đâu, Lệ Khuynh Thành nói, anh hãy ở nhà bồi tiếp cô ấy. Làm nhị nãi nãi phải hiểu được vị trí của nhị nãi nãi, không thể tranh đoạt với chính thất. Ngày mai em bắt đầu rất bận rộn, một khi họ Hồng đã xuất chiêu, em cũng muốn chơi đùa một phen. Trong khoảng thời gian mấy người Tần Lạc ở Paris, tất cả các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin bột phấn Kim Dũng của Khuynh Thành quốc tế có vấn đề về chất lượng sản phẩm. Chương 545, đêm khuya nói chuyện khuê phòng. Lệ Khuynh Thành ở một mình ở khu Tử Trúc Huyền nổi tiếng xa hoa ở Yến Kinh. Khi còn bé nàng có một cuộc sống vất vả nhưng trong vấn đề ăn ở cho tới bây giờ vẫn không để bản thân mình bị thua thiệt. Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ mạnh mẽ trong kinh doanh, cũng là một phụ nữ tốt trong cuộc sống cá nhân. Nói theo một câu thô tục là, trước hết làm việc, vào bếp, còn có thể biết vui đùa một cách đa dạng trên giường. Lệ Khuynh Thành có một thói quen, đó là dù công việc của nàng bận rộn tới đâu nàng cũng đều tự mình nấu cơm, chính mình pha trà, chính mình dọn phòng, quét dọn.
nàng không muốn thuê người làm vì bản thân nàng và họ giống nhau đều xuất thân Hàn Vi. Lệ Khuynh Thành là một người thích ngụy trang bao bọc con người phụ nữ của mình. Ý muốn bảo vệ trong đầu nàng cực kỳ mãnh liệt, nàng lo lắng một người nào đó từ bên ngoài bước vào biết được lời nói, cử chỉ cùng thói quen ăn uống cũng như đoán được cuộc sống nội tâm giống như trang giấy đầy chữ của nàng. Điều này làm nàng có cảm giác sợ hãi cũng như trốn tránh. Chính vì bản thân nàng không muốn nên nàng không thuê người giúp việc. Vì vậy khi nàng mới rời khỏi nhà mấy ngày, trong nhà có không ít bụi bặm. Cũng may chú mèo đen nàng nuôi đã được đưa tới thẩm mỹ viện. Nếu không phải chịu đói trong thời gian lâu như vậy nó đã trở thành một con mèo khô. Lệ Khuynh Thành hướng dẫn Vương Cửu Cửu mở cửa phòng, bật điện trong phòng sau đó nàng chăm chú quan sát căn phòng có lắp đặt thiết bị rất khác biệt này. Oa, rất đẹp, rất có phong cách, Vương Cửu Cửu bật lên khen ngợi. Tuy Vương Cửu Cửu ở trong đại viện của quân khu nhưng kiến trong các phòng đều đồng nhất, ngăn nắp như một khối đậu hũ. Bởi vì Vương gia là gia đình quân nhân, cha nàng là tướng lĩnh cao cấp hơn nữa lại còn thuộc về trường phái quân nhân truyền thống, bài trí trong phòng không được vượt quá giới hạn, chủ yếu dùng gỗ lim. Một căn phòng có phong cách nặng nề khô khan không phải là thứ mà cô nàng Vương Cửu Cửu này thích. Nếu thích em có thể thường xuyên tới chơi, Lệ Khuynh Thành cười nói. Được, chỉ cần chị không đuổi là được, Vương Cửu Cửu cũng cười nói. Có muốn ăn gì không? Hay là tắm rửa rồi đi ngủ? Lệ Khuynh Thành hỏi. Không cần, trên máy bay em ăn no rồi. Bây giờ không muốn ăn, Vương Cửu Cửu từ chối. Chị Lệ, chị em mình ngồi xuống nói chuyện đi. Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn Vương Cửu Cửu nói, được. Chúng ta ra ban công ngồi. Nếu như em muốn uống rượu thì trong tủ rượu còn khá nhiều rượu đỏ. Tất cả đều là rượu chị góp nhặt khắp nơi, không phải rượu quý nhưng chất lượng cũng khá ổn. Chị Lệ thích uống rượu à? Vương Cửu Cửu hỏi rồi nàng đi tới tủ rượu ở góc phòng khách lấy rượu. Con người luôn không chịu ngồi quên, cũng giống như phụ nữ thích ăn vặt. Những khi rảnh rỗi uống một ly, ngồi suy ngẫm lại tâm sự của mình cũng tạo nên một cảm giác cuộc sống của mình rất phong phú. Vương Cửu Cửu lấy một chai Mafit 1975, ngón tay nàng kẹp hai chiếc ly đế cao, buột miệng nói, trước kia em đã đọc trong một tạp chí, mục y học hàng ngày. Một nhà tâm lý học đã viết rằng phụ nữ thích ăn vặt là vì bọn họ sợ hãi sự tĩnh mịch, thích tìm một việc làm cho bản thân mình. Ngay lúc đó Vương Cửu Cửu dường như lại nhớ ra điều gì đó, nàng cười nói, đương nhiên, bọn họ chỉ nói những phụ nữ ăn vặt, còn những người phụ nữ hút thuốc thì bọn họ nói là những người từng trải, có cuộc sống quá khá rất đa dạng. Lệ Khuynh Thành cười nói, những nhà tâm lý học nói rất chính xác. Trước kia dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại vẫn có cảm giác tĩnh mịch. Con người chỉ là động vật nhưng chẳng qua là cực chẳng đã đẩy người khác ra, làm mình nổi bật lên trong đám đông. Chị Lệ, hàng ngày chị bận rộn nhiều việc, xã giao rất nhiều. Chị cũng có cảm giác tĩnh mịch sao? Vương Cửu Cửu chuyển ly rượu đỏ cho Lệ Khuynh Thành, ngạc nhiên hỏi. Lệ Khuynh Thành cười tươi nói, cho dù người đó là ai, một khi bắt đầu cuộc sống độc lập từ năm 12 tuổi. Không có bất kỳ một người thân nào trên thế gian này. Chỉ có kẻ thù hùng mạnh người đó sẽ cảm giác tĩnh mịch, nụ cười của nàng tĩnh mịch như khói hoa. Không biết tại sao Vương Cửu Cửu đột nhiên nghĩ tới một câu nói được lưu truyền rất hay. Nụ cười của nàng rất đẹp, rực rỡ quyến rũ như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Thế nhưng sau khi phồn hoa qua đi chính là sự thê lương, sau thê lương chính là sự quên lãng. Vương Cửu Cửu có cảm giác cực kỳ xúc động khi nhìn nụ cười của Lệ Khuynh Thành cùng với giải thích về thân thế của nàng. Trong lòng nàng chỉ đọng lại sự ê ẩm. Buồn bực giống như sự tâm trạng bị đè nén mà không sao phát tiết ra ngoài, một cảm giác giống như uất nghẹn. Xin lỗi, chị không nên nói những điều này, Lệ Khuynh Thành áy náy xin lỗi. Thái độ của nàng lúc trước chỉ là xúc động trong lúc nhất thời mà thôi. Lệ Khuynh Thành nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Một lần nữa nàng lại trở thành một nữ yêu tinh kiên cường, thanh nhã, là lơi ong bướm, sức mạnh vô địch không lô cốt nào không thể công phá. Lệ Khuynh Thành nâng chén nói với Vương Cửu Cửu, chia. Vương Cửu Cửu cũng nâng chén nói, chia. Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác mềm rượu đỏ trong miệng, một cảm giác dễ chịu xâm nhập vào dạ dày, Vương Cửu Cửu nói, chị Lệ. Nếu như chị nguyện ý, chị hãy kể lại chuyện cũ của chị cho em nghe. Nếu như chị thấy buồn chán, chị cũng có thể gọi điện thoại cho em. Em có thể cùng đi ăn, cùng đi dạo phố, cùng chị đi uống cà phê, quyến rũ những anh chàng bán hàng đẹp trai. Nhiều khi em cũng là một người như vậy. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, đây là sự khổ cực của bản thân mình, cần gì phải tăng thêm gánh nặng cho người khác. Người khác nghe qua sự bi thương của mình,
cho dù có khóc cùng mình thì cũng chỉ là chuyện vô bổ. Đời người chính là tu hành, ai có phúc người đó hưởng, ai có tội người đó chịu, chịu oán hận thần linh đã không lấy đi tính đố kỵ của người khác. Lệ Khuynh Thành dừng lại một chút rồi cười nói tiếp, hơn nữa khi ở Paris, chị đã thổ lộ hết với người khác một lần. Chị không muốn làm một tường lâm tẩu dưới ngòi bút Lỗ Tấn, gặp bất kỳ ai cũng lải nhải về chuyện hư hỏng của mình. Hẳn người đó là người chị tin tưởng nhất sao? Vương Cửu Cửu cầm ly rượu tựa người vào lan can ban công, thoảng ngửi thấy mùi thơm hoa co thoang thoảng trong không khí, tò mò hỏi Lệ Khuynh Thành. Mùa xuân tới, tình yêu cũng tới nhưng còn hôn nhân thì sao? Những cô gái trẻ khát khao tình yêu, những người phụ nữ lớn tuổi khát khao hôn nhân, tình yêu chính là hương hồi quế ngọt ngào nhưng hôn nhân thì không thể thiếu muối. Anh ấy người thân của chị Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, tinh xảo của Vương Cửu Cửu nói. Là người thân duy nhất của chị. Người thân, Vương Cửu Cửu trêu chọc, không phải người yêu sao? Lệ Khuynh Thành mỉm cười nói, điều này đối với chị không có ý nghĩa gì khác, không khác gì nhau. Anh ấy là người thân của chị, cũng là người đàn ông chị thích. Có lẽ đối với chị mà nói chị càng khát vọng tình thân này. Dù chị không yêu anh ấy nhưng anh ấy muốn điều gì chị cũng cho anh ấy. Em hiểu rồi, Vương Cửu Cửu buồn bã gật đầu. Lệ Khuynh Thành nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu đột nhiên ảm đạm, khẽ thở dài nói, đồng hành tương kỵ, nhị nãi tương nhẹ. Hai chúng ta hẳn phải có quan hệ đối địch với đúng. Chị không tranh, em cũng không thể tranh, ngược lại còn khiến hai chúng ta trở thành chị em. Cửu Cửu, em là người con gái tốt, tính thẳng thắn, chân thật và ngay thẳng của em làm người khác rất thích. Tần Lạc gặp được em chính là vinh hạnh của anh ấy. Em gặp Tần Lạc đó chính là kiếp nạn của em. Hai chúng ta khó có cơ hội tâm sự như thế này. Chị dù chỉ là một người chị quen biết nhưng chị vẫn muốn nhắc nhở em. Con đường em giang đi bây giờ thực sự rất khó khăn. Vương Cửu Cửu gật đầu nói, đêm hôm qua chúng em cũng thảo luận về vấn đề này. Kết quả ra sao? Lệ Khuynh Thành háo hức hỏi. Em khiến anh ấy yêu em, theo từng giai đoạn. Anh ấy từ chối, ánh mắt Lệ Khuynh Thành sáng lên, hỏi như một bà tám người phụ nữ thích chõ mũi vào việc của người khác. Anh ấy đồng ý, Vương Cửu Cửu cười nói. Đây mới chính là bản tính đàn ông. Chị mà là đàn ông chị cũng không bao giờ từ chối tình yêu của một cô gái xinh đẹp như em, Lệ Khuynh Thành nói. Nhưng hai người chúng em chưa làm chuyện gì. Hả? Anh ấy không còn sức, Vương Cửu Cửu cười hì hì nhìn Lệ Khuynh Thành nói. Xem ra anh ấy làm không ít chuyện xấu ở chỗ chị. Đúng không? Lệ Khuynh Thành há hốc mồm không trả lời được. Buổi tối hôm trước nữa, dưới sự đòi hỏi của nàng, hai người yêu nhau tới chết đi sống lại. Không ngờ trận chiến vừa mới kết thúc, Vương Cửu Cửu lại tới đó. Với thể lực của một người đàn ông yếu ớt như Tần Lạc, hắn có thể chấp nhận được mức độ vận động lớn như vậy không? Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là vì em sợ hôm nay anh ấy quay về sẽ bị chị ấy đòi nợ, Vương Cửu Cửu cười gượng gạo nói. Không muốn làm tổn thương người khác nhưng lại làm chính mình tổn thương. Chỉ có thể hy vọng nhiều hơn mà thôi. Kết thúc như vậy sao? Lệ Khuynh Thành nói vẻ tiếc nuối. Chuyện này cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Đúng vậy, anh ấy bảo em hãy giữ anh ấy lại, Vương Cửu Cửu cười nói, đàn ông. Đúng là động vật tham lam. Phụ nữ cũng có lòng tham, Lệ Khuynh Thành nói, nếu như không có lòng tham, chúng ta cần gì phải tranh đoạt một người đàn ông. Anh ấy là báu vật nhưng chúng mình cũng không phải là cỏ dại. Chị Lệ, chị thấy em nên làm gì bây giờ? Vương Cửu Cửu nhìn Lệ Khuynh Thành, chăm chú hỏi. Có một chút khẩn trương, lại có một chút bất an, còn có cả một chút thanh thản, chờ mong. Nếu muốn làm thế nào thì hãy cứ làm như vậy, Lệ Khuynh Thành cười nói, chuyện này chị không quyết định được, em cũng không thể tự quyết định được. Lệ Khuynh Thành chỉ vào ngực Vương Cửu Cửu nói, hãy để nó quyết định đi. Lưu Dịch Tư, giám đốc của bộ phận thiết kế của Khuynh Thành Quốc tế vào lúc sáng sớm đã nhận được điện thoại của Lệ Chủ tịch. Lệ Chủ tịch, theo một phong cách quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh cho anh ta, bảo anh ta ngay lập tức cho nhân viên bộ phận thiết kế thông báo với tất cả giới truyền thông Yến Kinh. 3 giờ chiều ngày hôm nay ở Khuynh Thành Quốc tế sẽ tổ chức họp báo về vấn đề chất lượng của bột phấn dưỡng da Kim Dũng. Sau khi xảy ra sự kiện chất lượng của bột phấn Kim Dũng, Chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế, Lệ Khuynh Thành lại không đứng ra giải thích mà lại đi Paris Truyền Bá Trung Y, bây giờ mới xuất hiện tự mình trả lời các phóng viên. Lưu Dịch Tử vui vẻ nhận lệnh. Trong khoảng thời gian này Khuynh Thành Quốc tế bị dư luận cùng các bạn hàng ép tới mức không thở nổi. Bây giờ rốt cuộc người phụ nữ bị nhân viên của mình lén gọi là Ngọc Diện Hồ Ly bắt đầu ra chiêu.
người nào không trải qua phong ba bão tố thì không thấy được thắng lợi cuối cùng. Chương 546, không phải không thương mà chỉ không nói. Tần Lạc sờ tay vào lòng mình, nhận ra là một khối thịt nhỏ, non mềm cuộn tròn lại trong lòng mình. Tần Lạc mở mắt, thấy đó chính là Bối Bối trong bộ quần áo ngủ màu trắng như sữa đang cuộn tròn như một chú mèo trong lòng hắn. Hai hàng mi dài che khuất đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên giường như bị oan ức gì đó. Vì trong phòng có hệ thống lò sưởi nên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của cô bé Hồng Hồng trông rất đáng yêu. Tối hôm qua khi Tần Lạc quay về nhà, Bối Bối đã ngủ cùng với Lâm Hoán Khê. Lâm lão ra lên lầu muốn bế Bối Bối xuống phòng mình ngủ. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã rất lâu rồi không có thời gian riêng tư với nhau. Ông nghĩ rằng hai người có rất nhiều tâm tình muốn nói, rất nhiều chuyện thân mật muốn làm. Nhưng Bối Bối chưa ngủ say. Sau khi cô bé nghe tiếng người nói chuyện thì tỉnh dậy, mở mắt ra. Khi nhìn thấy Tần Lạc quay về, lập tức ôm cổ Tần Lạc không muốn buông tay. Lâm lão ra khuyên nhủ Bối Bối một lúc lâu nhưng không thể nào khuyên được cô bé. Cuối cùng không còn cách nào khác đành để cô bé ngang ngược đó nằm giữa hai người Tần Lạc và Lâm Hoán Khê. Bối Bối, mau dậy đi. Tần Lạc khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, đánh thức cô bé dậy. Hôm nay không phải là ngày chủ nhật, cô bé còn phải tới lớp. U hai bàn tay nhỏ bé của Bối Bối xoa mặt, bóp nặn nó trông giống như một chiếc bánh bao luộc. Khi cô bé mở mắt nhìn thấy Tần Lạc thì lập tức tươi cười bật dậy tung tăng như chim sẻ kêu lên, cha, cha quay về lúc nào. Ngày hôm qua trong lúc mơ màng cô bé đã gặp Tần Lạc, không ngờ ngay khi tỉnh lại đã quên mất. Tối qua khi con ngủ, cha trở về nhìn dáng vẻ vui mừng của Bối Bối, trong lòng Tần Lạc rất dễ chịu. Hắn ở bên ngoài đấu trí, đấu dũng với người ta, mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng khẩn trương căng thẳng. Lần này bản thân hắn lại bị trọng thương ở Paris. Thân thể và trí óc của hắn sớm đã không thể chịu được gánh nặng này. Sau khi quay về nhà ôm vợ con ngủ, ngay khi mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lập tức một cảm giác ấm áp, hạnh phúc xâm chiếm toàn thân hắn. Cha quay về hôm qua sao? Tại sao con không thấy cha? Bối Bối tiếc nuối nói. Con và mẹ cùng nói sẽ đợi cha quay về. Con còn muốn mẹ tới sân bay đón cha. Cha quay về buổi tối. Bối Bối buồn ngủ nên không cần đi đón cha. Tần Lạc cười an ủi cô bé. Ôi, con còn chuẩn bị để mấy chú phóng viên chụp ảnh con. Bối Bối thở dài như là một bà cụ non. Các chú phóng viên chụp ảnh sao? Tần Lạc nghe mà không hiểu ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Đi tới sân bay đón người thì có liên quan gì tới chuyện phóng viên chụp ảnh? Đúng vậy, lần trước cha quay về có rất nhiều cô chú phóng viên đi theo chụp ảnh cha, còn có rất nhiều người ra sân bay đón cha. Đáng tiếc con không ở đó. Nói cách khác nếu bọn họ nhìn thấy Bối Bối con đáng yêu nhường này, bọn họ nhất định sẽ chụp ảnh con. Bối Bối kiêu ngạo nói. Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ một lát, lần trước hắn quay về từ Hàn Quốc, Bối Bối không ra sân bay đón hắn. Tại sao cô bé lại biết việc này? Bối Bối, ai nói cho con biết chuyện này? Tần Lạc hỏi. Mẹ Bối Bối trả lời mẹ thích xem phim của cha trên máy tính. Con cũng thích xem cùng với mẹ, lần trước cái người bại hoại đó đánh cha, con khóc. Mẹ không khóc nhưng khi con ngủ mẹ lại khóc. Trái tim Tần Lạc run rẩy, giống như cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng múa lượn trên cánh hoa, xuất động đủ loại góc cạnh, màu sắc xinh đẹp động lòng người của cánh bướm, tê dại làm lòng người khoan khoái. Lâm Hoán Khê lạnh lùng không phải vì nàng không biết quan tâm người khác mà vấn đề là nàng không biết diễn tả thế nào mà thôi. Con ngủ mà tại sao biết mẹ khóc? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Cha ngốc vậy. Bối Bối khẽ nhéo mũi Tần Lạc nói. Con giả vờ ngủ sau đó con nghe thấy tiếng mẹ khóc. Con nghĩ mẹ xấu hổ khi khóc trước mặt con. Dù sao mẹ cũng nhiều hơn con vài tuổi. Đầu Tần Lạc như muốn nổ tung. Người ta là mẹ của cô bé mà lại nói chỉ hơn có mấy tuổi sao. Tần Lạc chống tay ngồi dậy, nói với Bối Bối, Bối Bối, có thể tự mặc quần áo không? Được. Bối Bối nói, con đều tự mình mặc quần áo. Chỉ có khi đi tất và giày ông và mẹ với giúp con. Tại sao khi đi tất và giày cần phải có người hỗ trợ hả? Tần Lạc cười hỏi, hắn phát hiện ra, nói chuyện phiếm với trẻ con là một việc cực kỳ thú vị. Cách nhìn của con trẻ đối với các sự việc rất mới mẻ và độc đáo. Hơn nữa lại còn thường xuyên nói ra chân tướng của sự việc được giấu nhẹm trong cuộc sống. Ví dụ như bây giờ Tần Lạc mới biết mỗi khi rảnh rỗi Lâm Hoán Khê thường lên Inte nhìn hắn. Một ví dụ nữa khi bản thân hắn bị thương ở Paris. Dù Lâm Hoán Khê không ân cần gọi điện hỏi thăm tình hình của hắn nhưng nàng lại lén khóc. Bởi vì con không phân biệt được chân trái, chân phải Bối Bối đỏ mặt,
nhăn nhó nói, con cũng không phải là người như vậy. Con có lén hỏi Tiểu Mỹ ngồi cùng bàn với con, bạn ấy cũng không biết tất nào đi với chân nào. Tần Lạc lại một lần nữa bị những vấn đề nhỏ bé này làm cảm phục. Nếu nói là phân biệt giày với chân, Tần Lạc có thể giải thích được, nhưng còn tất nào đi với chân nào, Tần Lạc cũng phải thừa nhận bản thân hắn cũng không biết rõ lắm. Sau khi Tần Lạc để Bối Bối mặc quần áo xong, hắn lại giúp cô bé đi tất và giày rồi chính hắn cũng khoác một chiếc áo ngủ, cùng Bối Bối đi xuống lầu. Tần Lạc không mặc trường bào vì hai tay hắn bị thương, không thể nào xỏ tay áo được. Sau khi xuống lầu nhìn thấy Lâm Thanh Nguyên đang ngồi đọc báo, uống trà trong phòng khách. Lâm lão gia hiểu rất rõ thuật dưỡng sinh. Hàng ngày ông dậy từ 6 giờ, tập thái cực quyền cùng với đạo gia thập nhị đoạn cẩm mà Tần Lạc truyền thụ cho ông, sau đó ngồi đọc báo uống trà chờ bữa sáng. Ngày mưa gió cũng không cản trở công việc của ông. Thức ăn đã bày trên bàn ăn. Rau cải xào, nộm dưa chuột, trứng sốt cà chua, trứng rán, cháo gạo cùng bánh bao. Lâm Hoán Khê đeo tạp dề bận rộn trong bếp nhưng thật ra nàng chỉ là trợ thủ cho chị Lý. Tần Lạc, dậy rồi sao? Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Lâm Thanh Nguyên cười ha hả hỏi Tần Lạc. Ông vẫn cực kỳ hài lòng với việc lựa chọn người cháu rể này của mình. Cháu ngủ rất ngon, Tần Lạc cười nói. Tay của cháu thế nào? Có cần tới bệnh viện của ông kiểm tra không? Lâm Thanh Nguyên nhìn cánh tay quấn băng gạc của Tần Lạc hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi từ chối. Lần này hắn lặng lẽ về nước, không để dân chúng và giới truyền thông biết. Nếu bây giờ hắn lại tới bệnh viện kiểm tra, nhất định sẽ gây náo động với mọi người. Hắn muốn để Lâm Hoán Khê đi lấy một ít thuốc mỡ, hắn ở nhà tự mình chữa trị. Sáng sớm hôm nay hắn mới chỉ nói chuyện phiếm mấy câu với Bối Bối, càng củng cố thêm suy nghĩ về mấy ngày nghỉ ngơi yên tĩnh của hắn. Ăn cơm nào, Lâm Hoán Khê vừa cởi tạp dề vừa đi ra nói. Tối hôm qua khi nhìn thấy Tần Lạc, Lâm Hoán Khê vẫn mang vẻ mặt bình thản, điềm tĩnh như thường lệ, thậm chí không có chút kinh ngạc nào cả. Thế nhưng nàng không biết rằng Bối Bối đã bán đứng nàng. Em khổ cực quá, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê thầm hoảng hốt không hiểu gì, nàng cảm thấy nụ cười của Tần Lạc rất quỷ dị nhưng gương mặt nàng vẫn không hiện ra biểu hiện gì, nàng chỉ nói, đương nhiên. Lâm Thanh Nguyên đang bế Bối Bối nhìn hai người nói, hai người các cháu cũng thật là. Mặc dù có câu vợ chồng người Trung Quốc tương kính như tân nhưng hai cháu cũng khách sáo quá, giống như hai người ngoài vậy. Em lấy kem đánh răng cho anh, Lâm Hoán Khê không giải thích gì, nàng quay người bước đi. Tần Lạc cười nói, Hoán Khuê chỉ có vẻ bề ngoài lãnh đạm một chút. Đúng vậy, ông biết tính tình cháu gái của mình. Nhà đầu này, ngoài lạnh, tâm nóng. Tần Lạc, cháu là đàn ông cũng nên chủ động một chút, Lâm Thanh Nguyên dạy Tần Lạc một chiêu. Ông, cháu biết nên làm thế nào, Tần Lạc nói. Trên bàn ăn, Tần Lạc kể lại cho mấy người chuyện xảy ra ở Paris. Đương nhiên hắn cũng cố gắng nói về ảnh hưởng của Lệ Khuynh Thành đối với chuyện lần này để làm nhạt đi chuyện của hắn và Lệ Khuynh Thành. Lâm Hoán Khê là một phụ nữ cực kỳ mẫn cảm, nàng tuyệt đối đã cảm nhận được mối quan hệ hoàn toàn không bình thường giữa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Lâm Thanh Nguyên tức giận đập tay xuống bàn mắng người Pháp là dã man vô sỉ, chốc chốc lại cười to. Ông nói chỉ cần người Trung Quốc đoàn kết một lòng, không chuyện gì là không làm được. Chỉ cần Trung Y Dược mở toang cánh cửa Paris, chính phủ Trung Quốc tất có biện pháp mở rộng sang các nước châu Âu khác. Dù sao đã có tiền lệ, Paris có thể dùng Trung Y. Tại sao các người lại lấy cớ từ chối Trung Y? Chẳng lẽ các người cũng muốn chúng tôi ban hành một lệnh cấm đặc biệt với các tập đoàn y dược của quý quốc sao? Lâm Hoán Khê vẫn yên lặng, gắp thức ăn cho Lâm Thanh Nguyên và Tần Lạc, nàng còn cố ý yêu cầu Tần Lạc dùng một đôi đũa giống như của Bối Bối để ăn cơm, thực sự ra dáng một bà chủ. Ông, hôm nay ông không cần đưa cháu đi học, Bối Bối nói với Lâm Thanh Nguyên. Tại sao? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Cháu muốn cha đưa cháu đi học, Bối Bối nhìn Tần Lạc hỏi, cha, có được không? Tần Lạc gật đầu nói, được, ăn cơm xong cha đưa con đi học. Dạ, Bối Bối vui mừng vỗ tay nói. Lâm Thanh Nguyên ấn vào mũi Bối Bối mắng, cháu đúng là tiểu gián điệp, khi Tần Lạc không ở nhà, suốt ngày cháu cầm tay ông nói nào là ông tốt, ông là người thân thiết nhất. Bây giờ Tần Lạc quay về cháu lại phản ông ngay. Ông vốn vẫn là người tốt, cháu vốn vẫn thân thiết với ông, Bối Bối nói. Nhưng bạn của cháu ở lớp đều nói cháu không có cha. Cháu muốn chứng minh cho các bạn ấy. Mấy người nhìn nhau, trong lòng ai cũng ê ẩm. Con cái của những gia đình không nguyên vẹn cuối cùng vẫn khác với những đứa trẻ khác. Dù mọi người rất thân thiết với Bối Bối nhưng vẫn không có cách nào bù đắp sự thiếu hụt tình cảm cha mẹ trong lòng cô bé. Sau khi ăn sáng,
Bối Bối đeo túi sách đứng đợi ở bên dưới, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê lên lầu thay quần áo. Lâm Hoán Khê lấy ra một chiếc trường bào màu trắng, nàng run run cử oi cúc áo rồi cẩn thận mặc giúp Tần Lạc. Anh chưa bao giờ mặc áo trường bào màu này, Tần Lạc nói, em mới mua hả? Ừ, Lâm Hoán Khê cúi đầu trước ngực Tần Lạc, nàng cẩn thận cài cúc áo cho hắn. Gần đây trong nhà có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Vậy Hiệp hội Trung Y? Rất tốt. Còn em? Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tần Lạc. Đột nhiên Tần Lạc mở rộng vòng tay mình, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Sau đó hắn cúi đầu tìm đôi môi nàng, hôn nàng. Anh yêu em, giọng nói mơ hồ của Tần Lạc vang lên. Lâm Hoán Khê vẫn nghe thấy, cũng chỉ có nàng mới nghe thấy. Chương 547, Bạch Y Đại Hiệp Tần Lạc. Trường học của Bối Bối cũng không cách xa tiểu khu lắm, chỉ qua một lối rẽ là tới. Thế nhưng trên đường đi, Bối Bối cầm tay Tần Lạc cười nói khanh khách không ngừng. Có vẻ cô bé rất vui vẻ. Chào bạn Trịnh Tuấn Vũ, Bối Bối chủ động chào bạn học gặp trên đường. Tần Bối Bối, chào buổi sáng, một bé trai rất bầu bĩnh cười hì hì chạy tới trước mặt Bối Bối, phía sau là một ông lão cầm túi sách. Xem ra cũng là ông dẫn cháu đi học. Trịnh Tuấn Vũ, đây cha tớ Bối Bối, kiêu ngạo chỉ vào Tần Lạc, giới thiệu với bạn mình. Chào chú, cậu bé này nhanh nhẹn lên tiếng chào Tần Lạc. Chào cháu bé, Tần Lạc cười nói. Dù bây giờ mấy đứa trẻ được gia đình cưng chiều nên trông có vẻ rất yếu ớt nhưng cũng rất thông minh, lễ phép. Chào ông ăn sáng chưa? Tần Lạc quay sang bắt chuyện với ông của Trịnh Tuấn Vũ. Ăn rồi, bây giờ còn rất ít người trẻ tuổi dẫn con mình đi học. Ông đã dẫn cháu mình đi học một năm, cũng chủ yếu nhìn thấy ông bà nội, ông bà ngoại, đảm nhân vai trò của người mẹ dẫn cháu mình đi học. Rất ít khi thấy cha dẫn con đi học. Tần Lạc cười xấu hổ nói. Bình thường cháu cũng rất bận rộn nên cũng rất ít khi đưa con gái đi học. Thanh niên ở đâu cũng giống nhau, nhưng cháu còn trẻ thế mà đã làm cha. Cháu hai mấy tuổi rồi? 28. Ồ, quả thực nhìn trẻ quá. Bối Bối, tay của cha bạn bị đánh gãy hả? Tại sao lại như vậy? Trong lúc nói, Trịnh Tuấn Vũ lại còn bắt chước dáng điệu tay của Tần Lạc. Bởi vì hai tay của Tần Lạc bị băng gạc cố định nên thoạt nhìn cứng đơ. Tay của cha mình không bị gãy, cha chỉ bị thương, bạn có hiểu không hả? Không hiểu thì đừng nói lung tung, thật đáng ghét, Bối Bối tức giận nói, cô bé kéo ống tay áo Tần Lạc chạy đi. Tần Bối Bối, mình chỉ nói đùa, mình tặng bạn cái gọt bút chì, được không? Trịnh Tuấn Vũ ở phía sau hô to. Mãi cho tới trước cổng trường học, Bối Bối mới đứng lại, lưu luyến không muốn rời khỏi Tần Lạc. Bối Bối, sau này không được đối xử với bạn học như vậy. Phải có quan hệ tốt với bạn học, biết chưa? Tần Lạc an ủi Bối Bối. Ai bảo bạn ấy nói cha, con không bao giờ chơi với bạn ấy nữa. Bối Bối vẫn chưa hết giận, nói. Bạn ấy không có ý xấu, Tần Lạc nói. Con cũng nghe bạn ấy nói, bạn ấy chỉ nói đùa. Bạn ấy còn muốn tặng con chiếc gọt bút chì. Con mới không cần cái gọt chút chì đó, Bối Bối nói. Tại sao bạn ấy lại không nói tay cha bạn ấy bị gãy? Nhìn thấy Tần Lạc không nói gì, Bối Bối lại tưởng Tần Lạc tức giận. Cô bé kéo kéo vạt áo Tần Lạc nói, con có thể không giận bạn ấy nữa nhưng cha phải hứa với con một việc. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc ngồi xổm hỏi Bối Bối. Cha, tan học cha có thể tới đón con không? Được, Tần Lạc gật đầu. Dạ, Bối Bối vỗ vỗ bàn tay Tần Lạc nói, gặp lại ba. Gặp lại, Tần Lạc cười nói. Tần Bối Bối, bạn khôn nên giận mình, được không? Cậu bé Trịnh Tuấn Vũ chạy tới bên cạnh Tần Lạc. Nói vẻ cầu xin Bối Bối tha thứ. Mình rất tức giận, Bối Bối nháy mắt với Tần Lạc, sau đó cô bé quay nhìn Trịnh Tuấn Vũ nói vẻ nghiêm túc. Mình thật sự không cố ý. Mình xin lỗi cha bạn có được không? Không được. Không phải bạn vừa nói bạn sẽ tặng lễ vật cho mình sao? Đúng, cha mình từ Hồng Kông về mua cho mình một chiếc gọt bút chì gấu nhỏ. Mình tặng nó cho bạn. Bạn đừng giận mình, được không? Cậu bé bối rối quay đi lấy túi của mình. Được, Bối Bối sảng khoái đồng ý. Tần Lạc toát mồ hôi lạnh. Giáo dục phải từ lúc còn thơ. Sau khi quay về, hắn phải bảo Lâm Hoán Khê giáo huấn cho nha đầu này một trận. Hắn muốn cô bé trở thành một thục nữ thời hiện đại. Sau khi dẫn Bối Bối tới trường, Tần Lạc không lập tức quay về nhà. Lâm Hoán Khê đã đeo cho hắn một đôi kính râm màu đen. Hắn cứ để như vậy nghênh ngang đi trên đường. Cửa hàng, khách sạn, công viên, cả cung điện, vương phủ chiều trước sót lại. Dòng xe cộ cùng với dòng người đủ các màu,
đông đúc liên tục di chuyển một cách bất tận khiến cho Tần Lạc cảm thấy có gì đó hết sức thú vị. Từ lúc mới lên Yến Kinh, hắn bị cuộc sống bận rộn bao vây, không có thời gian thư thả như lúc này. Hắn cứ đi và đi. Tần Lạc đi ra đường phố chính, đi ra những con phố phồn hoa, đi tới những nơi ồn ào náo nhiệt nhưng lại thuộc về đám đông nhân dân lao động. Tâm trạng của Tần Lạc rất tốt, rất bảnh bao giống như hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu trắng. Khi trước đọc tiểu thuyết võ hiệp, Tần Lạc rất hâm mộ những nhân vật chính cưỡi ngựa trắng, bảo kiếm nơi tay, bạch y tung bay, anh tuấn, khi mới bước chân vào giang hồ thì gặp người bạn đời đồng hành với mình. Sau này trong lúc vô tình hắn đã xem một chuyên mục phỏng vấn. Khách mời Lưu Đức Hoa có nói, nếu muốn đẹp trai hãy mặc bạch y. Tần Lạc cũng từng nghĩ tới việc cả đời hắn chỉ mặc y phục trắng để mãi mãi đẹp trai, nhưng chỉ một lần hắn mặc trường bào trắng, Tần lão gia đã nghiêm khắc răn dạy hắn rằng không thể khinh suất làm mất đi sự tin tưởng của người bệnh. Bây giờ Tần Lạc nổi tiếng cả nước, hắn không cần tới trang phục màu xám để trợ giúp vẻ từng trải cho mình. Vợ hắn mua cho hắn trường bào trắng, Tần lão gia có nhìn thấy cũng không thể trách hắn. Rốt cuộc Tần Lạc cũng yên tâm mặc trang phục trắng ra ngoài đường. Cuối cùng hắn cũng yên tâm, có đủ cam đảm mặc trang phục trắng. Xin hãy hát tơn xót, hãy cho tôi chút tiền. Xin hãy thương xót khi Tần Lạc đi qua cầu vượt, một gã ăn mày trẻ tuổi ngăn hắn lại. Gã ăn mày này thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi, hai chân gã tàn phế, một cánh tay bị gãy tới bả vai. Nửa người trên của gã chỉ có thể dựa vào bốn bánh xe lăn đơn sơ, khô khan, để di chuyển. Tần Lạc vốn định cho gã một ít tiền nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn nói với gã ăn mày, cậu muốn tiền hay muốn tôi chữa khỏi bệnh cho cậu? Lúc trước gã nói tâm tình của Tần Lạc rất thoải mái. Hơn nữa hôm nay hắn mặc trang phục màu trắng. Khi nhìn thấy người khác đang chịu khổ cực, hắn chỉ muốn bọn họ một chút điều tốt. Trong các tiểu thuyết võ hiệp, không phải nhân vật nam chính xuất môn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa sao? Nếu như không phải là đánh sơn tặc cứu giúp mấy mỹ nữ, thì cũng là để trợ giúp người khác. Tần Lạc thầm nghĩ, giây phút này trong lòng gã ăn mày trẻ tuổi này nhất định hắn rất vĩ đại. Nhất định gã sẽ cảm thấy hắn như là một thiên sứ. Chữa bệnh ư, gã ăn mày ngây người. Gã ngẩng gương mặt vừa đen vừa bẩn của mình ngây ngốc nhìn Tần Lạc. Chưa từng có ai nói với gã điều này. Tại sao muốn chữa bệnh cho tôi? Lúc này Tần Lạc cảm giác như mình rất giống một đống phân lớn. Cậu không muốn chữa khỏi bệnh cho mình sao? Tại sao tôi phải muốn chữa khỏi bệnh cho mình? Gã ăn mày liếc mắt nhìn xung quanh, bực bội nói, hơn nữa anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi sao? Có thể. Tần Lạc gật đầu. Tôi, gã ăn mày vô cùng vui mừng nhưng sau đó gã lại sầm mặt xuống rất nhanh. Gã nói tiếp, xin thương xót cấp cho tôi ít tiền. Tần Lạc rất kinh ngạc trước sự lựa chọn của gã ăn mày, hắn nói, cậu nguyện ý lựa chọn mấy đồng tiền lẻ so với có thân thể khỏe mạnh sao? Nếu như anh không muốn cho tiền thì hãy mau tránh đường. Anh không nên ngăn cản việc xin tiền của tôi, gã ăn mày tức giận nói, mau tránh ra. Tần Lạc nói, hôm nay tôi không đi và cũng nhất định sẽ chữa bệnh cho cậu. Anh, có phải anh muốn bị đánh một trận không? Gã ăn mày cảnh giác nhìn Tần Lạc chằm chằm nói. Thoạt nhìn cũng rất hào hoa phong nhã, không giống với những bang chủ và tay chân kia. Tần Lạc cười gượng. Chỉ là một gã ăn mày thôi mà, chẳng lẽ cũng có chuyện gì không hay sao? Tôi rất tò mò là tại sao cậu lại chỉ muốn mấy đồng tiền thay vì muốn tôi chữa khỏi bệnh chân và tay cho cậu. Khi đó cậu không cần phải làm việc này nữa. Cậu có thể chính thức tìm việc làm cho mình. Tôi tình nguyện như vậy, gã ăn mày thở hổn hển nói. Đại ca, tôi tin anh là người tốt. Anh hãy mau đi đi, nếu không sẽ có phiền toái đó. Gã ăn mày vừa nói xong, chiếc xe lăn của gã đột nhiên vào tới chỗ Tần Lạc. Gã ăn mày hoảng sợ gào lên. Hai tay gã cố sức chống đỡ, gã muốn dừng xe lăn lại nhưng người ở phía sau dừng sức rất mạnh nên gã không thể chi dựa vào tay mình mà dừng xe lăn lại được. Loảng xoảng. Sau khi Tần Lạc liên tục lùi lại sau ba bước, hắn vung chân cản chiếc xe lăn, cuối cùng cũng làm chiếc xe lăn dừng lại. Mẹ kiếp, không chịu khó làm việc, rông dài cái gì vậy hả? Một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ thể thao ở phía sau vung tay mắng. Lúc nãy chính là hắn đã tung chân đá chiếc xe lăn làm nó mất đà lao nhanh về phía trước. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, gã ăn mày sợ hãi gào lên. Mặc dù gã không quay người lại nhưng cũng biết người sau mình là ai. Bây giờ em sẽ đi xin. Hôm nay em nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Anh là ai? Tần Lạc nhìn người đàn ông hỏi. Mày điếc à, không nghe thấy gì sao?
Tao là đại ca của nó, gã đàn ông tức giận nói, nếu muốn thì hãy cho tiền, không muốn thì mau cút đi. Đừng đứng ở đây cản trở bọn tao. Tôi không cho tiền, tôi muốn chữa bệnh cho cậu ta, Tần Lạc cười nói. Hắn không ngốc, hắn cũng nghe đủ mọi chuyện có liên quan tới ăn mày. Hắn không ngờ đã ngẫu nhiên đụng phải một bang phái. Điều này đủ thấy sự nghiệp ăn mày ở Trung Quốc phát triển thuận lợi, thịnh vượng tới cỡ nào. Gã đàn ông trợn trừng mắt, hùng hổ nói, mày ngu hả? Chữa bệnh cho nó sao? Mày hãy chữa bệnh cho tao xem nào. Mày hãy chữa khỏi bệnh cho nó tao xem nào. Tôi không ngốc, tôi là thầy thuốc, Tần Lạc cười nói, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy nhưng không phải chỗ này. Hai người hãy đi theo tôi. Đi, đi đâu, đi thì chúng tao ăn cái gì? Tiền tổn thất hôm nay thì ai chịu? Không phải anh là đại ca của cậu ấy sao? Chẳng lẽ anh không muốn cậu ấy khỏe mạnh? Gã đàn ông sửng sốt rồi hắn lập tức trở mặt mắng, mày có phải là người của bang chủ kia không? Có phải mày tới điều tra chúng tao không? Nhưng tao nói cho mày biết bát ca chúng tao có mấy trăm đàn em. Đừng chọc giận chúng tao. Mấy trăm người sao? Rốt cuộc các người là ăn mày hay là hắc bang vậy? Tần Lạc cười nói, tôi muốn đưa cậu ấy đi chữa bệnh. Anh muốn làm gì nào? Ban đầu gã đàn ông kia muốn xông tới ra tay với Tần Lạc nhưng hắn cảm thấy với lực chiến đấu của mình tuyệt đối tên tiểu tử hai tay bị băng gạc cột lại này nhất định không phải là đối thủ, nhưng hắn liếc thấy hai bên đường có mấy người đứng lại nhìn nên hắn lập tức cúi xuống bên người gã ăn mày, hắn làm ra vẻ lau nước mắt nước mũi gào lên, không có đạo lý gì cả. Trên đời này còn có đạo lý không hả? Người thành phố ức hiếp người khác, ngay cả kiếm miếng cơm cũng thấy chúng ta chướng tai gai mắt, không để cho hai anh em không nơi nương tựa chúng tôi sống sao? Tôi chỉ muốn xin ít tiền chữa bệnh cho em mình, nó đã bệnh tật như vậy. Tần Lạc cười nhạt. Rắn có đường rắn, chuột có trò của chuột. Xem ra đầu của gã này cũng không ngu lắm. Chương 548, tôi không muốn chết. Người Trung Quốc có tính tò mò vây quanh xem náo nhiệt. Người Trung Quốc cũng có một đức tính rất tốt đẹp là đồng cảm với kẻ yếu. Vì thế có người đã lợi dụng hai điều này để đạt được mục đích của mình mà không ai biết. Khi làm việc thiện ở Trung Quốc, không phải chỉ có làm tốt mà còn cần phải có một cái đầu tương xứng để hỗ trợ. Nếu không thì chẳng qua cũng chỉ là để người khác lợi dụng mà thôi. Gã đàn ông vừa quỳ vừa kêu khóc ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người khác. Bọn họ vội vàng dừng bước, sau khi nghe gã đàn ông kể lể nỗi oan ức của mình. Tinh thần trượng nghĩa trong lòng lập tức bị thổi bùng lên, bắt đầu chỉ trỏ vào Tần Lạc trong bộ quần áo trắng. Anh dựa vào cái gì mà không cho người khác ăn xin? Anh là người quản lý thành phố này hả? Cho dù anh có người quản lý thành phố này thì cũng không thể không cho người khác một con đường sống vậy chứ? Người thành phố thì sao nào? Người thành phố giỏi hơn người khác sao? Người ta chỉ xin chén cơm ăn, có gì không vừa mắt anh? Anh xem anh ta mặc quần áo, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn mặc bộ quần áo rực rỡ đó đi ra ngoài? Trời không nắng mà anh ta vẫn đeo kính râm, nhìn cũng biết không phải người tốt. Nghe thấy những người đứng xung quanh mình nói như vậy, tiếng khóc của gã đàn ông càng bi thương. Các vị hương thân phụ lão, các vị đại ca đại tẩu. Xin các vị hãy đứng ra làm chủ cho hai anh em chúng tôi. Em trai tôi bị tai nạn giao thông nên mới bị tàn tật như này. Bây giờ ăn xin cũng không được thì biết sống sao đây. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn lại lén véo vào tay gã ăn mày. Ý bảo gã phải giả vờ khóc lóc thảm thiết mấy tiếng để gia tăng sự thuyết phục và tranh thủ sự đồng tình. Gã ăn mày rất từng trải và kinh nghiệm, cái trò đó gã chỉ cần há mồm là khóc được. Khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu của gã lập tức vặn vẹo, gã dập đầu thình thịch xuống mặt đất, tới khi đầu gã đỏ ửng lên gã định há mồm chỉ trích hành vi thú tính của Tần Lạc nhưng không biết sao lại không nói được. Bởi vì Tần Lạc đứng đối diện với gã đáng mỉm cười. Nụ cười cực nhã nhặn, ấm áp. Nụ cười tươi đó gã chưa từng nhìn thấy trên gương mặt người khác. Mặc dù những người có lòng tốt, bọn họ có lòng cho mấy đồng tiền nhưng gương mặt bọn họ hoặc nghiêm túc, hoặc lạnh lùng sau đó lại vội vã bỏ đi. Khi gã ngẩng đầu lên cũng không sao nhìn rõ gương mặt của bọn họ. Cậu hãy nói với mọi người tôi có ức hiếp cậu hay không? Tần Lạc cười nói. Hắn muốn có một câu trả lời, một đáp án có hay không có. Gã ăn mày liếc nhìn đại ca ở bên cạnh không dám nói câu nào. Người thanh niên mặc bộ đồ trắng này quả thực không ức hiếp gã mà chỉ hỏi gã lựa chọn tiền hay lựa chọn chữa bệnh. Có người nào nguyện ý để đôi chân tàn tật bò lăn lộn trên mặt đất không? Có người nào nguyện ý cả đời đi ăn xin không? Nhưng nếu một khi gã thành thật nói ra tất cả, tất nhiên gã sẽ bị đại ca cùng bang chủ trả thù.
có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ mò thấy thi thể của gã thối giữa trong một con sông nào đó. Cái chết của một gã ăn mày nhỏ nhoi chắc chắn không làm kinh động bất kỳ ai. Thậm chí cảnh sát cũng không buồn liếc mắt nhìn nhiều. Nguyên nhân tử vong của gã có thể được viết là, trượt chân ngã xuống nước, không thể tự cứu mình. Trước kia gã có một người bạn tên gọi là Siêu Tử. Siêu Tử muốn thay đổi vận mệnh của mình. Một lần khi ăn xin, Siêu Tử đã kể chuyện của mình với phóng viên. Kết quả sau này gã không còn gặp Siêu Tử nữa. Có người nói Siêu Tử đã được cứu, được người phóng viên mang đến giao cho cảnh sát. Có người nói Siêu Tử đã chết, bang chủ đã chém 20 mấy đao trên người hắn. Gã tin tưởng người sau. Gã đàn ông nhìn thấy biểu hiện của gã ăn mày tức thì tức giận. Hắn định bụng sau khi chuyện này qua đi, đến tối quay về hắn sẽ dạy dỗ gã này một trận. A Minh, em hãy nói cho các vị đại ca đại tỷ xem có phải anh ta nói với em anh ta muốn chúng ta cút đi không? Có phải vừa rồi anh ta đá em một cái không? Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào em trai của mình nói. Đúng vậy, gã ăn mày cúi đầu nói, không dám nhìn vào hai mắt Tần Lạc. Gã cảm thấy một vài điều đã trôi qua nhưng rốt cuộc đó là gì thì gã cũng không biết. Nghe thấy gã ăn mày nói vậy, gã đàn ông đắc ý nói, mọi người có nghe thấy không? Anh ta ức hiếp chúng tôi như vậy. Hai anh em chúng tôi chỉ là ăn mày, không có tiền, không có quyền, chỉ bị người khác ăn hiếp. Thế nhưng chúng tôi cũng là những con người. Xin mọi người hãy giúp chúng tôi đòi lại sự công bằng. Chúng tôi chỉ muốn đi xin kiếm cơm ăn. Hãy làm cho vị đại ca này trả lại công bằng cho chúng tôi. Đồ cặn bã, cầu cho mày sinh con không có lỗ đít. Đồ khốn, hãy mau cút đi, đừng ở đây làm mất mặt như vậy. Mày tưởng mày mặc trường bào là giống với Tần Lạc sao? Hãy chụp ảnh anh ta, phát tán trên mạng để cho tất cả dân cư trên mạng cùng làm thịt anh ta. Tần Lạc không tức giận, hắn biết những phần tử kiếm cơm ở tận đáy xã hội này cũng phải có chút mánh khóe. Hắn chỉ cười hỏi, vừa rồi anh nói em trai anh bị thương tật là do cái gì vậy? Tai nạn giao thông, gã đàn ông chột dạ trả lời. Là xe đâm từ phía trước hay là đâm từ phía sau? Hay là đâm từ hai bên hông? Tần Lạc hỏi tới tấp. Chuyện này mắc mớ gì tới anh? Gã đàn ông tức giận quát. Tôi nghi ngờ các anh là lũ buôn người, lừa gạt trẻ nhỏ sau đó dùng biện pháp tàn ác làm nó tàn tật. Đùng điều này để tranh thủ sự thương cảm của mọi người, đạt được mục đích kiếm tiền của mình, Tần Lạc nói thẳng thừng. Anh.ans mới là bọn buôn người. Chúng tôi là anh em ruột thịt, gã đàn ông đỏ bừng mặt cố cãi. Nếu là em trai ruột thịt của anh vậy tại sao anh không dám trả lời câu hỏi của tôi? Tần Lạc nói. Ai bảo tôi không dám trả lời? Là tôi không muốn trả lời, gã đàn ông nói. Đương nhiên là từ phía trước đâm tới. Đúng không? Đúng. Tần Lạc ngồi xổm, hắn chỉ vào mặt gã ăn mày nói. Nếu như là đâm từ phía trước nhưng gương mặt của cậu ta không có bất kỳ vết thương tổn nào, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không có. Đó là, trước kia có nhưng sau đó thì lành rồi. Vết thương đã lành ra. Lành ra rồi cũng phải có dấu vết. Mọi người có nhìn thấy dấu vết của thương tích trên mặt cậu ấy không? Mọi người chăm chú quan sát, quả nhiên trên gương mặt của gã ăn mày không có bất kỳ vết thương nào. Đương nhiên cũng có thể là bị bôi đen che mất. Nếu đâm từ phía trước, hai chân bị gãy, tại sao ngực cậu ấy không có vấn đề gì? Vừa rồi tôi mới kiểm tra qua. Xương sườn của cậu ấy đều bình thường, rõ ràng điều này không phù hợp với quy luật. Gã đàn ông thấy miệng khô bỏng, hóa ra hôm nay rất khó đối phó. Thứ ba, kỹ thuật lái xe của tài xế phải rất điêu luyện mới có thể đụng cánh tay của em trai anh cong ra sau lưng nhưng lại không gãy. Làm sao tao biết được, nó đã bị đụng như vậy, tôi có thể làm gì bây giờ? Gã đàn ông bắt đầu ngụy biện, hắn cảm giác được sự nguy hiểm, chỉ muốn bỏ trốn. Được rồi. Cứ cho là anh giải thích rất thông suốt, Tần Lạc cười nói. Anh nói cậu ấy là em trai của mình, vậy hai người hãy đồng thời nói cho tôi biết gia đình của hai người có bao nhiêu người. Ba người, gã đàn ông nói, em trai, em hãy nói xem có phải nhà chúng ta có ba ngũi ích không? Là ba người, gã ăn mày bị uy hiếp đành phải một lần nữa bán đứng lương tâm của mình. Tần Lạc cười nói, rõ ràng đây chính là hành vi dối trá. Chỉ cần tinh mắt một chút là biết anh đã chột dạ. Hay là hai người các anh hãy đồng thời cho tôi biết ba người trong nhà lần lượt là ai? Tên bọn họ là gì? Trên thân thể bọn họ có đặc điểm gì đặc biệt? Gã đàn ông tức giận thầm nghĩ, ai, con mẹ nó? Có ai đi nhớ nốt rồi của ngươi ý khác không? Một lần nữa Tần Lạc nhìn gã ăn mày nói, mới rồi cậu không nói thật tôi cũng có thể hiểu.
Tôi biết cuộc sống của cậu không dễ dàng gì. Cậu sợ bản thân mình sẽ bị trả thù. Nếu tôi thật sự ở vào vị trí của cậu, tôi cũng sẽ che giấu lương tâm, nói láo như vậy. Nếu như tới tận lúc này cậu vẫn tiếp tục nói dối, tôi thực sự không hiểu. Bây giờ có một cơ hội cứu cậu ngay trước mắt, cậu có thể nắm lấy nó, cũng có thể buông tha nó nếu như cậu không muốn thay đổi vận mệnh của mình. Có một người trẻ tuổi nâng một lão thái thái bị ngã trên mặt đất dậy nhưng lại bị lão thái thái vu là thủ phạm. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám đỡ người già, con trẻ bị té ngã nữa. Nếu như hôm nay tôi thất bại, không cứu được cậu sau này sẽ không còn ai tới cứu các cậu nữa. Cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Gương mặt gã ăn mày co rúm, vặn vẹo, trán của gã nổi gân xanh, bàn tay gã nắm chặt, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Có còn chuyện gì lựa chọn khó khăn hơn chuyện này không? Không được nghe nó nói, gã đàn ông đứng dậy, kéo dây thừng của chiếc xe ba gác ở đằng sau nói, em trai, chúng ta về nhà. Người thành phố ức hiếp chúng ta. Đứng lại, Tần Lạc đứng chắn trước mặt, hãy cho cậu ấy chút thời gian. Con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai hả? Mau cút đi cho tao, gã đàn ông đùng đùng nổi giận. Hắn biết hôm nay công trạng của tổ hắn thấp nhất, hơn nữa rất có khả năng còn bị bang chủ trừng phạt. Tất cả chuyện này đều do gã thanh niên mặc đồ trắng này mà ra. Trong lòng hắn cực kỳ căm hận Tần Lạc. Tôi không đi, gã ăn mày đột nhiên gào lên. Gã ăn mày gào lên như vậy làm gã đàn ông càng hoảng sợ, giật nảy người. Một số người vây quanh xem cũng không nhịn được lùi lại sau mấy bước. Tôi không quay về, gã ăn mày khóc gào lên. Tôi không muốn quay về. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà của chính mình. Tôi không bị tai nạn giao thông. Tay và chân của tôi đã bị bọn chúng đánh gãy. Anh ta không phải anh trai của tôi. Anh ta là đàn em của bang chủ. Anh ta đã đánh chết rất nhiều người. Cha của tôi cũng bị anh ta đánh chết ngay tại chỗ. Tôi không muốn về. Tôi không muốn về. Mọi người hãy cứu tôi. Cầu xin mọi người, hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết. Gã ăn mày ôm chân Tần Lạc khóc không thành tiếng. Chương 549, bang chủ cái bang DBMW. Thì ra là hai tên lừa gạt, bây giờ ăn mày toàn là giả cả. Phí cả công đồng cảm với chúng, con mẹ nó, tức thật. Sau này không bao giờ cho ăn mày tiền nữa, đồ đáng chết. Mặt gã đàn ông tái mét, lúc trắng lúc xanh, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Gã ăn mày ôm chân Tần Lạc liên tiếp dập đầu xuống nền đường phát ra những tiếng thình thịch. Trán của gã nhanh chóng dập be bét. Ai có di động gọi báo cảnh sát giúp, với Tần Lạc lên tiếng. Tôi có, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, trong đám đông vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Vậy cảm phiền, Tần Lạc gật đầu nói với người đó. Khi nghe thấy Tần Lạc bảo người khác báo cảnh sát, rốt cuộc sự tàn bạo trong lòng gã đàn ông bộc phát. Tay phải hắn luồn vào trong người lấy ra một con dao nhỏ sắc nhọn rồi bất chợt hắn vào tới chỗ Tần Lạc. Mày chết đi, ánh dao sáng loáng vung lên đập vào mắt người khác tạo nên một cảm giác rét lạnh. Hả? Đám người vây xung quanh kinh hãi chạy tán loạn ra xung quanh như thỏ, có thể nói tốc độ còn nhanh hơn tốc độ vượt rào của Lưu Tường. Chỉ có bệnh nhân Tần Lạc vẫn như không kịp phản ứng. Hắn vẫn ngây người đứng yên tại chỗ. Trong khi đó mục tiêu tấn công của gã đàn ông này là Tần Lạc. Hắn định bụng sau khi đâm bị thương Tần Lạc hắn sẽ lẩn vào trong đám đông. Hắn biết bản thân mình không phải là người thiện lương, nếu như hắn để cảnh sát bắt được sau này nhất định sẽ không có cuộc sống tốt. Tần Lạc vẫn đứng yên không nhúc nhích, để mặc con dao nhỏ càng lúc càng tiến gần tới bụng mình. 1 mét, 20 cm, 10 cm, 5 cm. Ngay khi con dao nhỏ sắp cắt đứt quần áo của Tần Lạc, hắn liền di chuyển. Thân thể Tần Lạc khẽ nghiêng sang bên cạnh, sau đó thân hình gã đàn ông vượt qua Tần Lạc. Bộ quần áo này là Lâm Hoán Khê mua cho hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng rất thích màu trắng, hắn không muốn để cái thằng ngu xuẩn này phá hỏng bộ quần áo. Sau đó Tần Lạc xoay người 90 độ, hắn bay lên đá một cước vào mông gã đàn ông. Thịch, gã đàn ông ngã xoài người trên mặt đất, hắn đang định nhỏ người bỏ trốn thì một bàn chân ở sau đã đạp lên lưng hắn. Bây giờ mày có thêm một tội danh, đó là cố ý đả thương người khác, Tần Lạc cười nói. Hắn âm thầm vận sức vào bàn chân, cho dù gã đàn ông này có cố gắng tới mức nào thì hắn cũng không thể nhúc nhích. Một lát sau cảnh sát tới. Sau khi hỏi nguyên nhân sự việc, gã đàn ông cùng gã ăn mày đều bị đưa lên xe cảnh sát. Lần này Tần Lạc trực tiếp tham gia vào chuyện này, vì vậy hắn cũng muốn tới sở cảnh sát lấy khẩu cung. Lúc đó cũng có mấy người dân nhiệt tình cùng đi theo.
Khi hắn từ cục cảnh sát đi ra thì thời gian coi như đã tới giữa trưa. Tần Lạc đang định bắt taxi về nhà ăn cơm thì đột nhiên một chiếc BMW màu trắng đỗ ngay bên cạnh hắn. Cửa xe mở ra, hai thanh niên tướng mạo bình thường nhảy xuống đẩy Tần Lạc lên xe. Tần Lạc biết hắn đã bị bắt cóc. Tần Lạc không giãy giụa, hắn càng không phản kháng vô ích vì hắn sợ làm bị thương hai tay của mình. Tần Lạc bình tĩnh ngồi xuống ghế trong xe, ba người đàn ông trong xe không nói không rằng chăm chăm nhìn hắn. Hồ Tử Ca, có phải chúng ta bắt sai người không? Sao thằng nhãi này không sợ hãi chúng mình vậy? Một gã thanh niên mũi tẹt nhìn thấy dáng vẻ ta đây của Tần Lạc, hỏi bằng khẩu âm của người vùng khác. Không sai, chính là nó, toàn thân đồ trắng, muốn làm người hùng sao? Ha ha ha, tao nghĩ nó chỉ như một cây cải trắng. Gã Hồ Tử cười ha hả nhìn Tần Lạc nói, thằng danh, mày có can đảm nhúng tay vào chuyện cái bang bọn tao? Mày không muốn sống sao? Người thành phố làm sao vậy? Trong xe còn có một gã mặt dỗ hoa, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ nhưng thật ra gương mặt già trước tuổi đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thi thoảng hắn lại liếc mắt nhìn Tần Lạc. Hiển nhiên trong câu chuyện của gã có liên quan tới Tần Lạc. Gã mặt dỗ ngắt điện thoại rồi nói với gã mũi tẹt và Hồ Tử, ban chủ nói hãy mang nó về chỗ cũ hội thẩm. Lát nữa bang chủ cũng tới. Được rồi, hôm nay lại có cơ hội chứng kiến tuyệt kỹ phi đao của bang chủ rồi, gã Hồ Tử hưng phấn nói. Gã mũi tẹt lại ra vẻ thương cảm nói với Tần Lạc, hay. Người tốt mày lại không muốn làm, hết lần này tới lần khác mày lại muốn người của chúng ta biến mày thành con chó. Mày hãy nói xem thằng danh mày muốn cái gì vậy? Tinh thần trượng nghĩa, tao đây cũng có tinh thần trượng nghĩa, mày thì biết cái gì? Gã Hồ Tử đánh vào đầu gã mũi tẹt nói, mày có biết người thành phố hiện nay đang lưu hành mốt gì không? Không phải là thịt cá sơn hào hải vị, không phải là đua xe, đua ngựa, trọi gà, đấu chó, cũng không phải sờ bóp phụ nữ. Người ta thích tinh thần trượng nghĩa, mỗi khi ai đó làm được một việc tốt thì viết lên blog của mình. Ha ha, sẽ có rất nhiều người truy cập vào ngợi khen. Đại ca, sao việc này lại liên quan tới khăn quàng cổ? Đồ ngu, dùng máy tính Hồ Tử kiên nhẫn giáo dục đàn em của mình, chính mình đăng ký nick, lập mật khẩu sau đó có thể viết bài trên máy tính. Lần trước tao nhìn thấy bang chủ viết blog, tao cũng học làm theo. Đại ca, em có thể sử dụng không? Không thể. Tại sao không thể? Mày mù chữ mà cũng muốn chơi trò tao nhã đó sao? Mày có biết sử dụng máy tính không? Mày có biết đánh máy không? Mày có biết trên blog viết gì không? Hồ Tử khinh bỉ nhìn hắn nói, với chỉ số thông minh của mày. Nếu không cẩn thận tiết lộ bang quy của chúng ta, bang chủ nhất định sẽ lóc xương mày. Gã mũi tẹt rụt cổ, sợ hãi nói, vậy em không chơi. Đại ca, vậy blog của anh là gì? Hồ Tử chỉnh lại bộ vest rẻ tiền của mình. Nghiêm trang nói, gọi là, tên trộm nho nhã lễ độ. Đại ca, tại sao anh lại tự nhận mình là kẻ trộm? Nếu cảnh sát biết được thì làm thế nào? Binh! Hồ Tử vung tay tát tên mũi tẹt mắng to, con mẹ nó, mày không có văn hóa thì không được ăn nói lung tung. Ý tứ của đại ca khi dùng cái tên đó mày có hiểu không? Tên trộm nho nhã lễ độ ở đây chính là trộm trái tim, không phải giống như mấy thằng trộm bình ác quy xe. Tần Lạc nhìn hai gã ngu xuẩn này vui đùa trong xe trên suốt dọc đường đi nên cũng không thấy nhàm chán. Xe chạy không bao lâu thì ra tới một vùng hoang vu hẻo lánh rồi dừng lại. Hình như nơi này trước đây là một lò ngói cũ, khắp nơi vẫn còn rất nhiều ngói vỡ và những dãy nhà xưởng thấp bé. Bây giờ bị bỏ không, xa xôi không người qua lại nên bị những kẻ bất lương dùng làm nơi tụ tập. Xuống xe gã mũi tẹt đẩy Tần Lạc nói. Không cần đẩy tôi, Tần Lạc cười nói. Muốn tôi làm gì cứ nói thẳng. Tôi sẽ cố gắng hợp tác. Ha ha, thằng danh này cũng khá, rất hiểu chuyện, gã mũi tẹt cười ha hả nói. Một đám đàn ông quần áo rẻ tiền từ trong khu nhà kho đi ra. Bọn chúng vừa nhìn chằm chằm vào Tần Lạc đầy vẻ hung tàn vừa chào hỏi mấy người gã Hồ Tử, mặt dỗ. Bang chủ tới chưa? Hồ Tử hỏi một gã răng vàng. Sắp tới rồi. Mới gọi điện thoại cho anh em chúng ta nói hôm nay muốn thấy máu. Gã răng vàng nhìn Tần Lạc chằm chằm, mắt hiện lên sát khí. Một chiếc màu trắng phóng tới nhanh chóng dừng lại trước mặt mấy người Tần Lạc. Ngay khi chiếc xe tới gần, Tần Lạc mới nhận ra chiếc xe này giống hệt với xe của Lâm Hoán Khê. Một tên ăn mày cũng có xe BMW sao? Quả thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Cửa xe mở ra, một gã đàn ông trung niên đeo kính bước xuống. Gã này người không cao, chỉ cao chừng 1m7. Đầu húi cua, một gương mặt bánh bao lẫn trong đám người mất tích không tìm thấy.
một bộ vest trắng, áo sơ mi sặc sỡ, kẻ ô vuông. Khiếu Thẩm Mỹ ăn mặc như vậy làm Tần Lạc rất khinh bỉ. Đã lớn như vậy mà còn không biết xấu hổ mặc đồ trắng sao? Nhưng người phụ nữ bước ra từ ghế bên cạnh quả thực làm mắt mọi người rực sáng. Dáng người cao cao, thanh tú xinh đẹp, vóc người hấp dẫn chết người, gương mặt thiên thần. Hơn nữa trang phục trên người toàn là hàng hiệu, không có phong cách phong trần từng trải, ngược lại giống như là nữ nhân viên văn phòng hay giáo sư đại học nghệ thuật. Một loại phụ nữ tri thức cao. Không thể không thừa nhận, cho dù là đàn ông ở cấp độ nào, quan điểm thưởng thức phụ nữ hoàn toàn giống nhau. Người đàn ông trung niên vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của người bạn gái còn cao hơn hắn một cái đầu. Hắn ngẩng đầu tiêu sái bước tới trước mặt Tần Lạc hỏi, chính là thằng này đã bắt Lôi Tử phải không? Bang chủ, chính là nó, ngay khi nó từ cục cảnh sát bước ra đã được các anh em chăm sóc, gã hồ tử cười hô hố nói. Mày là người của thằng bang chủ kia phải không? Gã bang chủ tháo kính xuống, lộ ra một con mắt trống rỗng sưng vù. Tôi không theo bang chủ nào, Tần Lạc nói. Vậy ai sai mày tới phá hoại địa bàn, hại anh em của tao? Không ai sai khiến. Muốn chết hả? Gã bang chủ đột nhiên đấm một quyền vào mặt Tần Lạc, nhưng hắn không ngờ động tác của Tần Lạc lại nhanh nhẹn như vậy nên một quyền của hắn lại thất bại. Con mẹ nó, dám né! Gã bang chủ cảm thấy mình quá mất mặt, thẹn quá hóa giận, quát đám đàn em sau lưng, bắt nó lại cho tao. Không cho nó cử động, tao không tin không đánh được hắn. Một đám người vọt tới vây công Tần Lạc. Tần Lạc tung chân đá bay một tên đàn em nhưng hắn lại bị một tên khác ôm sau lưng. Hai tay Tần Lạc không thể cử động, hắn đành để đám người giống như gấu chó ôm cây ngô bao vây trùng trùng điệp điệp. Ha ha, tao không đánh mày! Bang chủ cười ha hả nói, hôm nay tao dẫn bảo bối tới đây làm muốn người đẹp chứng kiến tuyệt kỹ phi đao của tao. Bảo bối, thời cổ có chu U Vương nổi lửa đùa giỡn chư hầu. Hôm nay ta dùng tuyệt kỹ phi đao hiến giai nhân. Gã bang chủ quay sang tiểu mỹ nữ nói vẻ rất nhu tình. Ai nha, có thể nhìn thấy nhiều máu tanh không? Tiểu mỹ nữ đỏ mặt nói. Cô ả biết gã đàn ông vô văn hóa này thích kiểu phụ nữ nào nên cô ả cố gắng làm một người phụ nữ như vậy. Chỉ có hai tình huống xảy ra khi người phụ nữ nguyện ý thay đổi vì một người đàn ông. Một là yêu người đó, hai là yêu vì tiền của người đó. Càng máu tanh, càng kích thích. Gã bang chủ mừng rỡ nói. Người đâu, bắt nó trói lại cho tao. Những tên đàn em tâm phúc đều biết gã bang chủ này có một sở thích, đó chính là trói người vào một cây cột, sau đó gã sẽ chơi trò phi tiêu. Gã đứng từ xa, phi tiêu theo từng phần trên thân thể. Bắp đùi chia làm 3 phần, bụng chia làm 5 phần, tim cùng đầu chia làm 10 phần. Chương 550, đại gia tha mạng. Đám đàn em này đương nhiên biết bang chủ thích cái gì. Chúng đã chuẩn bị đầy đủ khí cụ biểu diễn. Trong khoảng sân rộng có chôn một chiếc cọc gỗ, dây thừng để trói người, còn có cả xích sắt nặng trịch màu vàng rỉ sắt rất dài. Gã bang chủ vừa mới ra lệnh một tiếng, những tên đàn em lập tức xông vào Tần Lạc. Gã bang chủ nói xong thì quay sang nói gì đó với tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ cười e thẹn nhìn Tần Lạc, chàng trai này khá đẹp trai, rất tốt nhưng lại là một người không có tiền, còn không bằng cả một kẻ ăn mày. Chờ một chút, Tần Lạc la lớn. Chờ cái gì? Mày còn muốn chờ cái gì? Mày không nghe thấy gì hả? Bang chủ phu nhân của chúng tao muốn xem biểu diễn phi đao. Hồ tử cười hì hì lấy lòng tiểu mỹ nữ. Trói nó chặt vào, không được để cho nó thừa cơ hội bỏ trốn. Mẹ kiếp, Tần Lạc tức giận. Hắn la lớn, đại đầu, nếu cậu không xuất hiện, tôi sẽ bị chúng giết đó. Có mai phục sao? Cả đám ăn mày hốt hoảng, cả giác nhìn bốn xung quanh. Tới khi chúng phát hiện ra người mai phục chỉ là một thiếu niên trai trai, tướng mạo bình thường, chỉ có đầu hơi to một chút nhảy từ trên tường xuống thì chúng không khỏi bật cười sằng sặc. Thằng danh này thật sự rất thú vị, tao quả thực xấu hổ không dám ra tay với nó. Lão Lưu, dù gì lão có thích da mịn thịt mềm của tiểu tử này không? Đây là cứu viện của nó ư, thật nực cười, hãy trói chúng lại với nhau, trói chúng thành một hàng, tao sẽ đâm xuyên qua từng đứa một. Gã bang chủ cười to, ra lệnh. Bên cạnh gã có gần 10 tên đàn em, chúng tuyệt đối không thể thua một thằng trẻ danh thoạt nhìn như suy dinh dưỡng vậy. Tại sao bây giờ mới tới? Tần Lạc buồn bực nói. Hắn biết đại đầu luôn đi theo sau mình, một ly không rời. Đây cũng chí là nguyên nhân hắn yên tâm để bị bắt tới đây. Hắn biết những kẻ này muốn trả thù. Đây cũng chính là điều hắn muốn bị ơ vì theo như lời của gã ăn mày kia, đây là một tổ chức tội phạm quy mô lớn nên Tần Lạc thực sự muốn biết gã bang chủ là ai.
nhưng mọi chuyện tiến chuyển ngoài dự kiến của Tần Lạc. Hắn nhanh chóng bị chúng trói vào cột một cách nhục nhã. Đại đầu, thành viên Long Tức được xưng là không gì không làm được, hiện là vệ sĩ của hắn vẫn không xuất hiện. Muốn ngấm ngầm tập kích sao? Muốn đột nhiên nổi tiếng sao? Muốn trong thời khắc quyết định đột nhiên xuất hiện thu thập, giống như biểu diễn ở trong phim khi con dao nhỏ đang bay tới người hắn, đột nhiên xuất hiện cứu người. Đại đầu có thể mạo hiểm nhưng chàng trai Tần Lạc của chúng ta lại không muốn mạo hiểm tính mạng của chính mình. Dù sao người bị trói kia cũng chính là hắn. Vì vậy Tần Lạc bất chấp cái gì là khí phách của đàn ông cùng với hình tượng thần tượng đã chủ động hô to để đại đầu mau chóng xuất hiện. Đại đầu xuất hiện vẫn theo như cách thức trước đây của hắn. Đến hơi sớm đại đầu nói. Còn sớm sao, Tần Lạc tức giận nói, bọn chúng sắp trói tôi dùng để phi đao. Như vậy sẽ cấu thành tội phạm thật sự, tôi có thể giết hết bọn chúng, đại đầu bình tĩnh nói. Nghe thấy câu nói đó của đại đầu, hai tên ăn mày đang xông tới vây công hắn không tự chủ được đều dừng lại. Lời nói của tên này quá hung tàn. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của đại đầu, không thấy sát khí trong hai mắt hắn thì lá gan của chúng lại lớn lên. Mẹ kiếp, mày muốn hù dọa ai vậy hả? Lão Lưu, trước tiên hai chúng ta hãy làm thịt thằng nhãi này. Không được, phải để sống. Bang chủ phu nhân muốn xem bang chủ biểu diễn phi đao. Ai? Hắn còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì đại đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa ngay khi hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đại đầu đã thò tay bóp cổ hắn. Điều càng làm hắn kinh hãi chính là hắn đã nhìn thấy đại đầu thò tay ra, trong tiềm thức của hắn cũng cảm giác được sự nguy hiểm, muốn né tránh nhưng thân thể của hắn đã phản ứng quá chậm. Tốc độ. Đây chính là sự chênh lệch quá lớn về tốc độ. Một tên đàn em hạng lưu manh chưa qua huấn luyện sao có thể đấu tốc độ với một thành viên Long Tức. Huống chi đại đầu còn là cao thủ tốc độ hạng nhất. Két, thịch, đại đầu vận sức vào bàn tay. Gã đàn em tên gọi là lão lưu kia lập tức sụi lơ nằm quay đơ trên mặt đất. Chuyện này chỉ xảy ra ngắn ngủi trong thời gian 2 giây. Tên đồng bọn của hắn mới kịp phản ứng, hắn vung tiểu đao đâm vào tay đại đầu. Hắn định bụng trích một ít máu của đại đầu để đối phương ngoan ngoãn hơn một chút. Hắn vốn muốn đâm vào bụng, hắn vẫn thích làm như vậy nhưng bang chủ muốn bắt người để chơi đùa, hắn không thể dâm đối phương ngã gục. Nếu làm thế bang chủ cùng bang chủ phu nhân sẽ tức giận. Đâm mạnh vào. Trong lòng hắn vô cùng mừng rõ, hắn có thể cảm giác được âm thanh trong trẻo của lưỡi dao cắt đứt da thịt vang lên cùng với một cảm xúc độc nhất vô nhị. Tiếp theo đó một cơn đau đớn khủng khiếp truyền tới. Hắn chậm rãi cúi đầu. Lưỡi dao đó lại đang cắm vào bụng hắn trong khi chuôi đao vẫn đang nằm trong tay hắn. Loại tình huống này cho dù chuyên gia pháp y tới đây cũng kết luận là tự đâm bụng tự sát. Thì ra không phải là đâm tiến vào mà là đâm vào được. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng oán hận, chỉ có người Nhật Bản mới thích mổ bụng tự sát, con mẹ nó tao không muốn vậy. Tia chớp lóe lên, sấm vang chớp giật, trong nháy mắt đại đầu đã giết hai người. Khi đại đầu ra tay, bang chủ còn đang mải ôm mông của bang chủ phu nhân cười nói gì đó. Đám đàn em thì đang túm năm tụm ba hút thuốc tán gẫu. Hai tên đàn em tiến lên vây công Tần Lạc thì đang đứng cách đó hơi xa cười ha hả xem trận chiến. Chúng định bụng khi hai tên đó lui ra thì chúng sẽ vào thay. Nhưng bọn chúng không lùi ra mà chúng bị hạ knock out ngay lập tức. Ôi, bang chủ phu nhân phản ứng trước tiên. Cô ả vừa ứng phó với bang chủ, vừa chú ý tới cuộc chiến ở bên này. Cô ả rất thích những trường hợp này, làm cho cô ả thấy rất ích thích, một cảm giác giống như khi lên đỉnh. Cô ả muốn lập tức có một kết quả, sống hay chết rồi lại có khát vọng muốn tình trạng này được duy trì liên tục. Sắc mặt cô ả tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng như chuông đồng, ngón tay, móng nhuộm màu hồng nhạt thoạt nhìn rất đẹp chỉ về phía trước, đôi môi run rẩy nói, hắn, bọn họ đã chết. Ai đã chết, bang chủ quay sang nhìn, lập tức hắn không thể tin vào mắt mình. Có hai người đang nằm trên mặt đất, một người là đàn em của hắn, người còn lại cũng chính là đàn em của hắn. Thằng trẻ danh xấu xí kia, thoạt nhìn cũng không có gì đáng nói trong nháy mắt đã hạ thủ hai tên đàn em của hắn. Điều quan trọng hơn là ngay cả một tiếng thét đau đớn chúng cũng không thể phát ra được. Tất cả thành viên Long Tức khi chấp hành nhiệm vụ đều cực kỳ bí mật. Việc bọn họ am hiểu nhất chính là giết đối thủ nhanh gọn, sạch sẽ không để cho người khác biết. Điểm ấy đại đầu đã làm rất tốt. Mày đã giết hai người đó sao? Bang chủ quát to, hắn quay người nhìn bọn đàn em ở sau lưng mình. Lúc này rốt cuộc bọn đàn em của hắn cũng có phản ứng.
chúng kéo Tần Lạc ra chắn ở phía trước, lục tục rút dao ra, còn có một tên móc ra một khẩu súng cũ kỹ màu đen. Bọn chúng đáng chết, Đại Đầu nói. Hắn tiến lên một bước hướng tới chỗ Tần Lạc. Đứng lại cho tao, gã bang chủ quát to. Nếu mày tiếp tục tiến tới chúng tao sẽ giết nó. Chúng mày không giết được anh ấy, Đại Đầu cực kỳ tự tin nói. Con mẹ nó, tên cầm súng dí nòng súng vào đầu Tần Lạc nói, mày còn dám tiến tới tao sẽ làm nổ tung đầu nó. Bành! Một tiếng sung vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Đầu Tần Lạc không nổ tung mà là đầu của tên đàn em cầm súng chỉ vào đầu Tần Lạc. Những vật màu trắng hồng bắn ra rơi lả tả, rơi trên người, trên mặt, trên đầu, trên quần áo. Chiếc trường bào trắng mới tinh của Tần Lạc dính khá nhiều máu tươi, thoạt nhìn giống như một tờ giấy trắng dùng mực đỏ vẽ hoa mai vậy. Tần Lạc than thầm một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng chiếc trường bào này vẫn bị phá hủy. Không biết từ lúc nào trong tay Đại Đầu đã xuất hiện một khẩu súng màu đen, một phát súng bắn trúng đầu. Nổ súng trước không cần phải mua bảo hiểm, Đại Đầu nói với tên đàn em xui xẻo nằm trên mặt đất. Tất cả đám ăn mày ngây người như phỗng. Hành vi của Đại Đầu hoàn toàn phá vỡ nhận thức thế giới quan cùng cảm giác của chúng. Trước kia chúng cứ tưởng bản thân chúng chính là một lũ lưu manh cầm thú không chuyện ác nào không dám làm, giết người không chớp mắt. Thế nhưng khi so sánh với gã thiếu niên trước mặt này thì chúng thực sự chỉ là những người dân lương thiện. Đừng tới đây, một tên đàn em kè dao vào cổ Tần Lạc, run run nói, đừng lại đây. Còn tới tao sẽ, cắt cổ nó. Bành! Tiếng súng lại vang lên. Ba ngón tay của tên đó bị cắt đứt, con dao rơi xuống đất, suýt chút nữa đâm vào chân Tần Lạc. A! Hắn ôm bàn tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, gào lên thê thảm truyền đi khắp khu nhà xưởng, vọng lại giống như tiếng quỷ kêu. Sau khi gào lên mấy tiếng hắn lập tức ngất xỉu. Lưu manh giữa chừng thay đổi. Sự nhẫn nại cuối cùng vẫn không thắng được ý chí con người. Lại hai người, lại, là hai người nữa. Tất cả đám ăn mày đều cực kỳ kinh hãi trước thủ pháp của Đại Đầu. Ở đâu xuất hiện người này vậy? Hắn quả thực như sát thần tới thế gian. Chẳng lẽ hắn không biết giết người là phạm pháp sao? Hình như lúc này chúng mới nghĩ tới vấn đề pháp luật, thế nhưng những khi chúng giết người, đối với chúng pháp luật không tồn tại. Trong số những tên đàn em ở đây có tên nào mà không đeo trên lưng mình một hai tính mạng của kẻ khác? Nói cách khác bọn chúng không thể thoát ra khỏi vòng khống chế của gã bang chủ. Không nên nổ súng, không nên nổ súng, gã bang chủ trốn ở sau lưng đàn em la lớn. Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện, chúng ta hãy thương lượng với nhau. Là anh em chúng tôi có mắt không tròng không biết nhị vị đại ca. Nhị vị đại ca có điều kiện gì cứ nói, anh em chúng tôi sẽ làm theo. Hai người có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ đồng ý tất cả. Mày không có tư cách nói điều kiện, đàm phán Đại Đầu lạnh lùng nói, hãy lập tức thả người. Phịch, gã bang chủ lập tức ngã quỵ xuống đất, hắn ôm chân Tần Lạc khóc lóc nói, đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng. Chương 551, cô thực sự không tính là mỹ nữ. Bang chủ đã quỳ xuống đương nhiên đàn em cũng rối rít quỳ theo. Đại gia, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi có mắt không tròng. Xin hãy tha cái mạng chó của chúng tôi. Chúng tôi đáng chết. Tôi trên còn có cha mẹ, dưới còn có vợ con. Tôi vốn cũng là người tốt, tất cả là do tôi bị bang chủ bức bách. Dầm, trước mặt Tần Lạc làm một đám người cùng quỳ xuống. Một đám người cùng khóc giống lên, nước mắt rơi lã chã, cầu khẩn Tần Lạc khai ân, buông tha cái mạng hèn của chúng. Đại Đầu giết ngay một lúc bốn mạng người, quả thực làm chúng kinh hồn táng đảm. Mặc dù bên chúng vẫn còn năm, sáu tên nhưng dù có vượt trội về con số vẫn không thể thắng được hai người Tần Lạc nên không còn tâm trí đâu mà phản kháng. Cuộc chiến chưa chính thức bắt đầu đã sớm kết thúc. Bọn chúng ném vũ khí cởi giáp, quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn chúng biết Tần Lạc mới là nhân vật quan trọng, cả đám ôm chân hắn cầu xin tha thứ. Chỉ có duy nhất tiểu mỹ nữ được đàn em gọi là bang chủ Ô Hu nhân kia không quỳ xuống. Cô ả đứng một chỗ, gương mặt xinh đẹp cúi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai hốc mắt ươn ướt như muốn khóc, dáng vẻ đáng thương. Tần Lạc cau mày nhìn những vết hồng hồng đáng ghét dính trên quần áo mình, nói với đám ăn mày đang quỳ rạp trên mặt đất, câm miệng cho tao. Tất cả đám lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng. Đại gia, anh hãy cân nhắc đề nghị của em. Đương nhiên em cũng nhận ra anh không phải người cùng hội cùng thuyền với chúng em. Người như anh là Long Phượng không cần dựa vào công việc này kiếm cơm. Chỉ cần anh muốn 1 triệu hay 2 triệu là tùy anh. Tần Lạc tung chân đá vào mặt hắn nói, tao bảo mày câm miệng.
Gã bang chủ xoa một bên mặt sưng đỏ tóe máu, không dám nói nữa. Tao hỏi mày một câu, mày trả lời một câu, Tần Lạc nói. Chúng mày tổng cộng có bao nhiêu người? Điều này, hơn 300 người, bang chủ thành thật trả lời. Tao muốn nói đàn em của mày đã khống chế bao nhiêu ăn mày. Giống như người ăn mày tao đã gặp trưa nay ấy. 287 người. Sự việc sẽ nhanh chóng rõ ràng. Tao hy vọng mày không gạt tao. Nếu không. 286 người. Trưa hôm nay một người bị tống vào nhà giam của cục cảnh sát, không có khả năng thoát ra ngoài. Gã bang chủ sợ Tần Lạc tức giận lệnh cho tiểu tử đầu to kia bắn chết mình nên hắn vội vàng sửa lại. Còn những người khác là ai? Tần Lạc hỏi. Có nấu ăn, có người đi chợ, còn cả kế toán tính toán sổ sách, phát tiền, còn cả nhân viên quản lý. Gã bang chủ kể rõ từng chi tiết. Tần Lạc gật đầu nói, mày có điện thoại không? Có, gã bang chủ vội vàng móc túi lấy điện thoại di động. Không cần đưa cho tao, Tần Lạc nói, chính mày hãy gọi điện báo cảnh sát. Báo cảnh sát, gã bang chủ giật nảy người khi nghe vậy, hắn vội vàng nói, đại gia, xin anh hãy tha cho bọn em một mạng. Chỉ cần anh không báo cảnh sát, anh muốn gì cũng được. Em đưa tiền, em đưa tất cả tiền cho anh, cả phụ nữ nữa, cô ta là sinh viên nghệ thuật, chỉ cần anh nguyện ý, em cũng có thể cho anh. Đại gia, xin anh hãy mở cho chúng em một con đường sống. Báo cảnh sát, Tần Lạc bực bội quát. Hắn không thiếu tiền, 1-2 triệu hay nhiều hơn nữa hắn cũng không cần. Hắn cũng không muốn buông tha cho đám người cặn bã không có lương chi này. Trộm cắp ăn cướp, đi buôn thuốc phiện vẫn còn tốt hơn so với đám người lừa gạt phụ nữ con gái, trẻ em. Hơn nữa còn biến họ thành tàn tật để kiếm lợi cho bản thân mình. Huống chi lúc trước có một tên đã nói, thích ra mịn thịt mềm của hắn, điều này làm Tần Lạc có cảm giác bản thân mình bị sỉ nhục ghê gớm. Tiên sinh, hãy cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi. Cứu tôi với tiểu mỹ nữ kia xông tới ôm tay Tần Lạc, cọ bộ ngực căng tròn của mình vào cánh tay Tần Lạc. Chúng uy hiếp tôi, nếu tôi không đi theo chúng sẽ rạch mặt tôi. Tôi không còn cách nào khác, cầu xin anh hãy cứu tôi với. Đại ân đại đức của anh, mạt xỉ tôi không bao giờ quên. Tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho anh. Khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông làm trâu làm ngựa, ý là người đàn ông muốn làm gì thì làm. Một mỹ nữ nha này nói ra quả thực là cực kỳ quyến rũ. Tần Lạc cười nói, tại sao lúc nãy cô không cứu tôi? Khi bọn chúng muốn trói tôi lại, tại sao cô không lên tiếng cứu tôi? Tại sao khi chúng muốn chơi đùa trò tuyệt kỹ phi đao trên người tôi, sao cô không lên tiếng phản đối? Hơn nữa tôi còn thấy dáng vẻ cô khi đó rất kích động. Cô rất thích nhìn những cảnh đó sao? Tôi có nói chúng cũng không nghe tôi. Trong lòng tiểu mỹ nữ hốt hoảng, đổ tất cả trách nhiệm lên người bang chủ. Cô ả là sinh viên học viện nghệ thuật, nếu chuyện hôm nay bị cảnh sát bắt, nhất định cô nàng sẽ bị nhà trường đuổi học. Điều tồi tệ hơn chính là cô ả dính vào những chuyện xấu xa như vậy. Nếu như bị người trong nghề biết được, cô ả sẽ rất khó tìm được việc làm. Một người đã từng làm bang chủ phu nhân của cái bang, liệu có người đạo diễn nào, người giàu có nào nguyện ý muốn làm nhân tình hay vợ bé không? Tình nguyện ngủ với anh ta chứ nhất quyết không để anh ta phá hủy đời mình. Đây chính là sự quả quyết trong lòng của tiểu mỹ nữ. Có nghe hay không là chuyện của chúng, còn có nói hay không chính là trách nhiệm của cô, Tần Lạc cười nói. Nếu như lúc đầu cô nói mà chúng không nghe, tôi nhất định sẽ để cô rời khỏi đây. Ánh mắt Tần Lạc hạ xuống quan sát bộ ngực của tiểu mỹ nữ rồi nói, còn nữa, đừng dùng mỹ nhân kế với tôi. Trong mắt tôi, cô chưa thực sự được tính là mỹ nữ. Đôi môi tiểu mỹ nữ giật giật, uất nghẹn không nói nên lời. Gọi điện thoại, Tần Lạc lại một lần nữa thúc ép. Đại gia, gia gia, ông nội ơi, không thể báo cảnh sát được. Anh báo cảnh sát, bọn em chỉ có con đường chết. Nếu chúng em chết, anh cũng không có gì tốt. Có lợi hay không có lợi là vấn đề của tao, Tần Lạc nói, báo cảnh sát. Chỉ có báo cảnh sát mới có thể vạch trần, làm cho dân chúng biết rõ chân tướng của những thành phần đen tối ẩn núp trong xã hội. Bành! Tiếng súng lại vang lên, đại đầu đang đứng sau Tần Lạc đột nhiên giơ súng bắn. Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang lên, bang chủ ôm cánh tay nằm trên mặt đất. Tần Lạc đá văng thân thể của bang chủ đi, một khẩu súng lục màu đen bị thân thể bang chủ nằm đè lên. Đương nhiên Tần Lạc bắt hắn báo cảnh sát tức là đã bước hắn vào con đường chết. Trước sau gì cũng chết, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Đáng tiếc hắn đã đánh giá quá thấp nhãn lực cùng với kỹ thuật bắn súng của đại đầu. Bành! Đại đầu lại nổ súng, bang chủ trúng đạn vào ngực.
thân thể bang chủ giãy giụa mấy cái rồi nằm im. Tần Lạc kinh ngạc quay đầu lại, đại đầu bình thản nói, hắn đáng tội chết. Đại đầu là thành viên Long Tức, trong những trường hợp đặc biệt có quyền giết người. Tần Lạc quay người hỏi, có ai tình nguyện báo cảnh sát không? Những tên đàn em thấy bang chủ chết thảm, ý định phản kháng bị dập tắt. Một tên rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát, chỉ một lát sau xe cảnh sát đã hú còi chạy tới. Bên cảnh sát vốn muốn bắt Tần Lạc và đại đầu như hung thủ giết người nhưng sau khi có một cú điện thoại gọi tới, hai người lập tức được chỉnh trọng tiễn ra cửa. Dưới sự sắp đặt của Tần Lạc, rất nhiều phóng viên đã tới nơi này. Một khi vụ án này được phơi bày trước công luận, dù có người muốn bao che cũng không thể được. Khi Tần Lạc và đại đầu đang lái xe trên đường, vẫn chưa vào trong thành phố. Điện thoại di động của Tần Lạc đổ chuông. Này, Tần Lạc hả? Tôi là hậu vệ đông, trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tôi là Tần Lạc, hậu đại ca tìm tôi có việc gì sao? Tần Lạc cười hỏi. Tần Lạc, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Hậu vệ đông cười hỏi. Đang ở Yến Kinh. Tần Lạc đành phải thẳng thắn thừa nhận hành tung của mình. Tôi lại cứ nghĩ cậu vẫn đang ở Paris. Hậu vệ đông cười nói, tối hôm qua khi mọi người quay về, Bộ trưởng Thái đã biết. Bộ trưởng biết cậu ở Paris vất vả nên muốn để cậu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, không gọi điện thoại cho cậu tới. Không ngờ cậu lại không chịu ngồi yên, vừa mới quay về chưa được một ngày đã lại vạch trần một vụ án lớn như vậy. Cậu có biết nếu vụ án này bị giới truyền thông phơi bày ra sẽ gây ra chấn động cỡ nào không? Chấn động mới không che giấu được, dân chúng có quyền biết rõ tình hình. Tần Lạc cười nói. Không phải đã gây thêm phiền toái cho Bộ trưởng Thái không? Đây không phải lĩnh vực quản lý của Bộ trưởng Thái. Phiền toái lớn thì không có nhưng nhất định có chút phiền toái nho nhỏ. Ai bảo cậu là ái tướng của Bộ trưởng? Hậu vệ đông cười ha hả nói, trưa nay cậu ăn cơm chưa vậy? Bộ trưởng Thái đang ở khách sạn Kim Tinh chờ cậu. Bộ trưởng muốn ăn trưa với cậu. Tần Lạc kinh ngạc hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi mà Bộ trưởng Thái vẫn chưa ăn cơm chưa sao? Bộ trưởng vừa họp xong, lại chú ý theo dõi chuyện của cậu nên không ăn cơm. Khi cậu xử lý xong hết mọi chuyện, Bộ trưởng mới bảo tôi gọi điện cho cậu. Được, vậy tôi sẽ tới ngay. Tần Lạc nói. Bộ phận nghiệp vụ, bộ phận nghiên cứu phát triển cùng bộ phận thiết kế của Khuynh Thành Quốc tế cùng chuyển về tòa cao ốc Khuynh Thành, chiếm mấy tầng. Thế nhưng vì người sáng tạo cũng là nhân vật quan trọng nhất của ớt Khuynh Thành Quốc tế vẫn còn kiên trì ở lại trụ sở của Thẩm mỹ viện Khuynh Thành, nơi bắt đầu sự nghiệp của mình nên tòa cao ốc Khuynh Thành chỉ là trụ sở của Khuynh Thành Quốc tế trên danh nghĩa. Trong Khuynh Thành Quốc tế có một lời đồn, đó là chủ tịch kiêm bà chủ Lệ Khuynh Thành chưa từng bước chân vào tòa cao ốc Khuynh Thành. Mặc dù tòa cao ốc này mang tên mình nhưng nàng vẫn chưa một lần tới xem nó. Lời đồn này quả thực là hơi khách trương bởi vì Tần Lạc biết chính bản thân Lệ Khuynh Thành đã tới khảo sát tòa cao ốc này rồi mới quyết định mua nó. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, sau khi Hiệp hội Trung y tới đây thì nàng mới không xuất hiện ở đây nữa. Thế nhưng hôm nay nàng lại muốn tổ chức họp báo làm rõ với giới truyền thông về vấn đề chất lượng của bột phấn Kim Dũng ở chính cao ốc Khuynh Thành. Hơn nữa bản thân nàng cũng lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở cao ốc này. Chương 552, xin lỗi những người ôm chân ngoại bang. Tới rồi sao? Chưa, những người quan trọng thường tới muộn một chút. Nhưng Lệ Khuynh Thành là một đại mỹ nhân tài giỏi. Nghe nói cô ấy đã tạo dựng lên đế quốc mỹ phẩm ngày hôm nay từ hai bàn tay trắng. Đúng, có nghe qua một câu nói chưa? Sau lưng một người đàn ông thành công có một người phụ nữ thành công. Một đám người đàn ông thành công đứng sau lưng một người phụ nữ thành công. Ha ha ha, Lệ Khuynh Thành là một đại mỹ nhân, liệu có thể không tận dụng ưu thế thân thể của mình không? Nghe nói là vì muốn tìm được phương thuốc thần bí, chính là bột dưỡng da Kim Dũng. Trong phòng họp của Khuynh Thành Quốc tế ở lầu một chật ních người. Phóng viên báo Đô thị Trung Quốc, Nhật báo Trung Quốc, báo Thanh niên Trung Quốc, đài truyền hình Yến Kinh, các trang web danh tiếng nsusina.com.cn. 163.com cùng với đài truyền hình, đài phát thanh các loại đều tụ tập đông đủ để chờ đợi người phụ nữ mạnh mẽ, nổi tiếng trong thương trường xuất hiện. Lưu Dịch Tư, quản lý bộ phận thiết kế của Khuynh Thành Quốc tế, người phụ trách họp báo lần này cùng mấy nhân viên thân cận đang đứng ở cửa nghênh đón. Thời gian để buổi họp báo bắt đầu chỉ còn 10 phút nhưng Lưu Dịch Tư tin tưởng với tính cách của Lệ Khuynh Thành nàng nhất định không tới muộn. Quả nhiên ngay lúc đó một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi chạy tới sau đó dừng lại trước cửa chính của Khuynh Thành Quốc tế. Cửa xe mở ra, mấy người phụ nữ khí chất bất phàm, trang phục quý phái đồng thời bước xuống xe. Người đi đầu tiên chính là bà chủ của Khuynh Thành Quốc tế,
thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, lệ khuynh thành. Môi hồng răng trắng, đoan trang xinh đẹp chưa từng có. Một đôi mắt hoa đào trời sinh, mặc dù nàng không giận, không cười cũng đủ hồn siêu phách lạc. Một chiếc váy màu bạc, chiếc áo khoác nhỏ cùng màu bó sát người. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, trang phục cực kỳ nữ tính, trang nhã. Cổ quàng một chiếc khăn lụa màu đen tuyền của chiếc khăn nổi bật trong màu sáng trang phục của nàng giống như ngôi sao làm nổi bật ánh trăng, lập tức thu hút sự chú ý của người khác vào chiếc cổ thon dài nõn nà của nàng. Lệ Khuynh Thành không đi tất chân, hơn phân nửa cặp đùi trắng cùng bắp chân lộ ra ngoài. Quả thực chỉ có những người phụ nữ cực kỳ tự tin vào đường cong của bắp đùi cùng với màu da của mình mới dám làm như vậy. Một đôi giày cao gót màu bạc, không có dùi băng, không khảm kim cương nhưng khi nàng đi vào đôi bàn chân nhỏ bé, không chút tì vết thì lại vô cùng hấp dẫn. Lệ Khuynh Thành có dáng người tiêu chuẩn nhưng khiếu thẩm mỹ trang phục của nàng cũng đáng gọi là sư phụ. Sự phối hợp quả thực rất phi phàm. Nghe nói ở bên thẩm mỹ viện đã có rất nhiều nhân viên thẩm mỹ viện và khách hàng bắt chước phong cách ăn mặc của Lệ Khuynh Thành. Chỉ cần nàng thường xuyên mặc quần áo nào là mọi người lại đua nhau mua quần áo đó. Kiên cường, tự lập, xinh đẹp, thành công. Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn trở thành một người phụ nữ như Lệ Yêu Tinh không? Đi sau Lệ Khuynh Thành chính là Lô Vĩ, người phụ trách bộ phận hợp tác với bên quân sự. Nàng cũng được coi là mỹ nữ cực phẩm. Ít nhất cũng hơn rất nhiều các siêu mẫu được bình chọn trên mạng và TV. Nhưng khi đi cùng với Lệ Khuynh Thành, toàn thân tỏa ánh sáng, hai người cũng chỉ như đom đóm lập lòe mà thôi. Ngay khi hai người phụ nữ xuất hiện đã xua tan cảnh sắc u ám của tòa cao ốc. Lập tức trước cửa tòa cao ốc xuất hiện một phong cảnh tráng lệ. Lưu Dịch Tư lên ngựa xung trận trước, hắn vội vàng chạy xuống bậc thềm nghênh đón. Lệ Đồng, tất cả các phóng viên đã tới. Chúng ta mời 96 phương tiện truyền thông. Trên thực tế có gần 200 phóng viên tới. Lưu Dịch Tư cẩn thận báo cáo công việc với Lệ Khuynh Thành. Tốt, Lệ Khuynh Thành gật đầu rồi bước nhanh lên lầu. Khi nàng chuẩn bị bước chân lên bậc thềm thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lâm Hoán Khê trong trang phục màu đen, gương mặt lạnh như xương giá đang đi xuống thềm. Phía sau Lâm Hoán Khê là một nhóm thầy thuốc hiệp hội trung y mặc trường bào hay complete. Hiển nhiên mấy người muốn ra ngoài giải quyết công việc. Hai nhóm người bất ngờ đối mặt với nhau, bất ngờ nên không kịp ứng phó. Lâm Hoán Khê dừng chân, Lệ Khuynh Thành mới nâng chân lên giữa chừng, thoáng ngừng lại rồi thu chân lại, nàng lui lại sau một bậc thềm. Hai người tính cách cực đoan nhưng lại là những tuyệt sắc giai nhân, mắt đối mắt, lặng yên không nói. Hai đại tỷ dẫn đầu không bước đi những người khác hiển nhiên cũng không dám vượt mặt. Vì vậy hai nhóm người lập tức đứng hết lại, mười mấy đôi mắt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã lâu không gặp Lệ Khuynh Thành tươi cười, chủ động lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp Lâm Hoán Khê lạnh lùng nói, lặp lại câu nói của Lệ Khuynh Thành. Dừng lại một chút rồi Lâm Hoán Khê nói tiếp, khổ cực rồi. Không có gì, Lệ Khuynh Thành cười nói. Hai người nói với nhau cực kỳ ngắn gọn, những ngụ ý khác nghe mơ mơ màng màng nhưng hai người lại hiểu rất rõ ràng. Lâm Hoán Khê cảm tạ Lệ Khuynh Thành khi ở Paris đã hỗ trợ chăm sóc Tần Lạc. Hơn nữa trong lúc nguy cấp còn chặn kẻ xấu giúp Tần Lạc. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành lại phản kích lại rằng đây là chuyện đương nhiên tôi phải làm. Mười đi trước Lệ Khuynh Thành tránh sang một bên, mời Lâm Hoán Khê xuống lầu. Lệ Khuynh Thành tránh sang bên, những người sau nàng cũng tránh sang bên. Vì vậy không gian bậc thềm lập tức rộng rãi. Cảm ơn Lâm Hoán Khê nói sau đó bước nhanh xuống lầu. Hai nhóm người vượt qua nhau. Khi nói chuyện lại rất khách sáo nhưng trong lòng ai nấy cũng cảm thấy áp lực gia tăng, một cảm giác như cung kiếm đã dương lên. Lệ Đồng, Khuynh Thành quốc tế của chúng ta phát triển rất nhanh. Nếu như năm nay có thể tăng lượng tiêu thụ sản phẩm chỉ sợ không đủ văn phòng để dùng. Khi đó liệu có cần thu hồi lại mấy tầng lầu cho Hiệp hội Trung y thuê không? Lưu Dịch Tư cười ha hả hỏi. Vấn đề này cũng là một trong những vấn đề đáng chú ý của Khuynh Thành quốc tế. Sau khi mua tòa cao ốc Khuynh Thành, nơi này vốn để đặt trụ sở của Khuynh Thành quốc tế. Đây cũng chính là nguyên nhân Lệ Khuynh Thành thu mua tòa nhà và đổi tên thành Khuynh Thành quốc tế. Sau đó Tần Lạc dốc sức thành lập Hiệp hội Trung y. Hơn nữa hắn còn biến Hiệp hội Trung y thành một tập đoàn sản xuất và phân phối sản phẩm Trung y dược, hắn lại là hội trưởng đầu tiên của Hiệp hội Trung y. Hơn nữa khi đó hắn an nhị đau đầu vì tìm trụ sở cho Hiệp hội Trung y. Cũng may khi đó quy mô của Khuynh Thành quốc tế còn nhỏ. Không dùng hết từng đó tầng vì vậy mới dùng hình thức cho thuê, nhường cho Hiệp hội Trung y gần 10 tầng.
Sở dĩ như vậy vì tiền mua tòa cao ốc Khuynh Thành Quốc tế chủ yếu là tiền của Khuynh Thành Quốc tế ngay lúc đó Hiệp hội Trung Y chưa có khả năng thu lợi nhuận. Nhưng điều không ai ngờ là Khuynh Thành Quốc tế phát triển rất nhanh, thẩm mỹ viện cùng với việc kinh doanh lộ tuyến, cùng nghiên cứu và phát triển sản phẩm quân sự. Lệ Khuynh Thành cũng đang xúc tiến mạnh mẽ việc đầu tư, thành lập các công ty chi nhánh ở nước ngoài, đẩy mạnh bộ phận tuyên truyền, bộ phận tài nguyên nhân lực. Mỗi một hạng mục công việc tăng lên đều phải thành lập một bộ phận. Mỗi một bộ phận được thành lập lại tuyển thêm rất nhiều nhân sự. Vì vậy hiện tại các tầng của Khuynh Thành Quốc tế đã không còn đủ cho bản thân Khuynh Thành Quốc tế, trong lòng liền nghĩ tới một số tầng cho Hiệp hội Trung Y thuê, ý định sau khi hợp đồng thuê của Hiệp hội Trung Y kết thúc sẽ lấy lại mấy tầng đó để sử dụng. Một số lời ra tiếng vào đương nhiên cũng lọt vào tai những người quản lý Hiệp hội Trung Y, vì vậy giữa hai bên không khỏi nảy sinh mâu thuẫn cùng sự ngăn cách. Nhưng vấn đề là dường như hai nhân vật cao cấp nhất, Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê lại dường như hoàn toàn không quan tâm tới những điều này. Sau khi nghe Lưu Dịch Tư nói, Lệ Khuynh Thành cười nói, không được. Chẳng lẽ chúng ta phải tìm một khu văn phòng mới sao? Như vậy không phải chi phí quản lý sẽ tăng lên sao? Lưu Dịch Tư hỏi vẻ khó hiểu. Bọn họ có thể đuổi chúng ta đi nhưng chúng ta không đủ tư cách đuổi họ đi, Lệ Khuynh Thành nói. Sau khi nghe Lệ Khuynh Thành nói, dù Lưu Dịch Tư có chút buồn nản nhưng cũng không biết sao được. Hắn thật sự không hiểu tại sao bà chủ của mình lại có quý ê định như vậy. Lệ Khuynh Thành quay người cười gượng gạo, nhìn Lâm Hoán Khê đang cúi người bước lên xe. Ôi, mình lại lùi bước, chẳng lẽ đây là vận mệnh của mợ hai sao? Nhưng nhanh chóng Lệ Khuynh Thành đã suy thông suốt, quên đi, là mình nợ cô ấy. Khi Lệ Khuynh Thành bước vào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lệ Khuynh Thành ngồi vào vị trí chủ tọa của buổi họp báo, nàng giơ tay ý bảo mọi người hãy yên lặng. Tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại, mọi người mỉm cười nhìn Lệ Khuynh Thành, trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự chờ mong. Lệ Khuynh Thành khách đại âm thanh của microphone, ánh mắt nàng liếc qua tất cả các phóng viên trong hội trường, cười nói, mọi người nhiệt liệt vỗ tay làm tôi lầm tưởng là mình tới báo cáo thành tích của mình nhưng đáng tiếc là tôi tới xin lỗi. Xin lỗi. Tất cả các phóng viên nghe đều hình dung ra ý tứ khuyết điểm trong lời nói của Lệ Khuynh Thành. Có ai đó la lên, Lệ Chủ tịch, có phải ý của cô là bột dưỡng da Kim Dũng thật sự có vấn đề về chất lượng sao? Nó có vấn đề chất lượng gì vậy? Liệu có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe con người không? Khuynh Thành Quốc tế có chuẩn bị thu hồi các sản phẩm có vấn đề chất lượng về không? Có bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng không? Lệ Khuynh Thành thực sự rất hài lòng với sự hiểu lầm của phóng viên đối với câu nói của nàng. Đây chính là mục đích nàng muốn đạt được. Cố tình gây sự phải có mưu đồ. Chỉ có như vậy mới có thể khiến chuyện này truyền bá rộng rãi. Một lần nữa Lệ Khuynh Thành khoát tay, nàng dứt khoát cắt ngang những câu hỏi của cánh phóng viên. Không phải tôi tới xin lỗi người sử dụng bột phấn dưỡng da Kim Dũng bởi vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình. Tôi nói xin lỗi là xin lỗi những kẻ tiểu nhân cam lòng làm nô lệ cho ngoại bang giáp tâm làm hại các sản phẩm dân tộc. Hai mắt Lệ Khuynh Thành nhìn thẳng phía trước, nàng kiên định nói, xin lỗi. Tôi đã để các người thất vọng. Chương 553, sự trả thù của xà mỹ nữ. Trong một căn phòng bài trí rất xa hoa, hai người đàn ông đang nằm một cách khoan khoái trên xa. Một người gầy gò, tuấn tú, một người béo ục ịch, trên tay hai người đều có một ly thủy tinh chân cao. Bên trong là rượu đỏ, có lẽ mùi rượu chưa bốc lên nên cả hai lắc lắc ly rượu trong tay mình. Hồng công tử, người phụ nữ này lại dám lên giọng tổ chức một buổi họp báo. Chẳng lẽ cô ta nắm được chứng cứ gì sao? Người béo mập cười hỏi. Ông ta thích cười bởi vì dù đối phương không thích nghe lời ông ta nói nhưng khi thấy nụ cười của ông ta cũng không thật sự tức giận. Có thể ngồi ở vị trí công tác này bởi vì ông ta là người có năng lực. Nhưng điều quan trọng nhất chính là nụ cười của ông ta. Không ai đánh người luôn tươi cười, nụ cười có thể mang lại nhiều người bạn. Cô ta có thể có chứng cứ gì đây? Hồng Mông Lâu cười nói. Tất cả mọi việc chúng ta tiến hành theo luật pháp, mỗi một bước đi đều không gì có thể bắt bẻ được. Tôi đã nói với cô ta chúng ta sẽ làm gì. Mặc dù cô ta biết chúng ta dở trò, nhưng thế thì sao nào? Cô ta nói ra thì có người tin sao? Liệu cô ta có ghi âm lời nói của chúng ta không? Gã béo nói. Hồng Mộng Lâu thoáng dùng mình một cái nhưng gương mặt hắn nhanh chóng giãn ra, hắn cười nói, cô ta sao có thể biết tôi cùng đi với các anh? Cô ta có biết trước chúng ta thảo luận về vấn đề gì không? Chẳng lẽ cô ta đều ghi âm khi hợp tác với bất kỳ khách hàng nào sao?
nếu một khi như vậy thì sự cảnh giác đề phòng của người phụ nữ này quá cao. Tôi sẽ thực sự tâm phục khẩu phục khi thua người phụ nữ như vậy. Chỉ mong là không có. Nếu không tôi rất khó có thể giữ được vị trí của mình, danh dự của công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Gã béo nâng ly nói với Hồng Mộng Lâu, cô ta không phải thần tiên, không có năng lực tiên đoán sự việc. Tôi nghĩ cô ta làm vậy cũng chỉ để giải thích sự việc. Chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa sau đó tới tìm cô ta tiếp tục đàm phán chuyện mua lại. Nếu như cô ta tiếp tục không đồng ý, sẽ lại tiếp tục điều tra công ty cô ta mấy lần nữa làm cho công chúng hoàn toàn mất tin tưởng với sản phẩm của công ty cô ta. Một sản phẩm rất có tương lai như vậy biến mất trên thị trường quả thực làm người ta rất đau lòng nhưng mà công ty chúng tôi sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, đúng không? Dù sao công ty vẫn phải cảm kích tôi. Hồng Mộng Lâu cười nói, bản thân tôi không thích người nào không tôn trọng tôi. Còn cả cái thằng khốn dám hỏi tôi có dám bán cha mình không? Nó tưởng nó có chỗ dựa là Thái Công Dân là có thể coi trời bằng vung sao? Thái Công Dân là ai nào? Ông ta chỉ lợi dụng y thuật của nó mà thôi, tới khi có đấu tranh về quyền lợi thực sự, Thái Công Dân cũng sẽ chỉ biết bô bo giữ mình, nó sẽ là một quân cờ hy sinh mà thôi. Làm một quân cờ mà không có giác ngộ của quân cờ, quả thực là chuyện đau lòng nhất. Chỉ khi tự bản thân mình có địa vị cao, khi đó mình có quyền sai khiến thiên hạ. Chỉ khi bản thân mình nằm trong lòng mỹ nhân thì mới là sai kề gối mỹ nhân. Không thể chỉ vì có quan hệ với mình mà cho rằng tất cả đều của mình. Không được người khác tôn trọng chỉ là bởi vì trước đây Hồng Công Tử chưa nổi tiếng. Sau khi chuyện này kết thúc, Hồng Công Tử sẽ được người khác tôn trọng. Đương nhiên bản thân tôi vẫn rất tôn trọng Hồng Công Tử. Tôi biết rõ thế lực hùng mạnh của Hồng Công Tử ở Yến Kinh. Hồng Mộng Lâu nhếch mép cười, nhấp một ngụm rượu nói, cứ chờ xem kịch vui. Hay, ha ha, tôi đã sắp xếp người tới đó tìm hiểu thông tin, một khi có vấn đề gì bọn họ sẽ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tôi thực sự muốn biết Hồng Công Tử và Mỹ Nữ va chạm với nhau sẽ phát ra lửa hoa gì. Gã béo nịnh Hồng Mộng Lâu. Cả hội trường xôn xao khi nghe những lời nói của Lệ Khuynh Thành. Chẳng lẽ lần này cục quản lý dược kiểm tra sản phẩm là có âm mưu gì sao? Hơn nữa hình như Lệ Khuynh Thành đã biết trước đây chính là một âm mưu. Lệ Đồng, xin hỏi những tiểu nhân ôm chân ngoại bang làm hại sản phẩm dân tộc theo như lời của chủ tịch là ai? Lệ Đồng, Khuynh Thành quốc tế bị người khác hãm hại sao? Lệ chủ tịch có chứng cứ gì chứng minh điều mình nói không? Liệu chủ tịch có cho giới truyền thông biết chứng cứ của mình không? Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, không ai còn giữ được sự tỉnh táo khi Lệ Khuynh Thành đã thả ra một miếng mồi lớn như vậy. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này thật sự rất lợi hại. Chỉ một hành động khác thường đã làm người khác chấn kinh, chỉ một câu nói thôi đã thu hút sự chú ý của tất cả các phóng viên. Lệ Khuynh Thành khoát tay ý bảo mọi người yên lặng, nàng nói tiếp, khi sự việc nảy sinh mấy hôm trước, tôi vẫn không muốn đứng ra giải thích bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng đối với sản phẩm của chúng tôi. Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào tư cách đạo đức của nhân viên điều tra. Bột phấn Kim Dũng là phương thuốc bí truyền trăm năm, trước khi chúng tôi tung ra thị trường đã trải qua mấy lần kiểm tra nghiêm ngặt. Cục kiểm nghiệm dược liệu là bộ phận đo lường kiểm tra chất lượng có uy tín trong cả nước. Tôi tin tưởng bọn họ sẽ trả lại sự công bằng cho chúng tôi. Sự giải thích của chúng tôi không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có kết quả kiểm tra của cục kiểm nghiệm dược phẩm với là câu trả lời cuối cùng với khách hàng của chúng tôi. Lệ Khuynh Thành dừng lại một chút rồi nói tiếp, thế nhưng nhân viên công ty chúng tôi đã mấy lần hỏi cục quản lý dược. Câu trả lời lần nào cũng là đang kiểm tra, tạm thời vẫn chưa có kết quả. Sau khi sản phẩm chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn về uy tín, sản phẩm tiêu thụ giảm 40%, tôi đã nhận được một cuộc ghi âm cực kỳ quan trọng. Ghi âm. Tất cả các phóng viên hưng phấn giống như say máu đánh nhau. Chỉ cần là băng ghi âm là giống như có chuyện gì sắp bùng nổ. Chẳng lẽ bọn họ sắp sửa chứng kiến một sự kiện ghi âm mới chăng? Cũng giống như những sự kiện ảnh nút, sự kiện hàng hải, sự kiện tiếp viên hàng không khiến cho dư luận xã hội chú ý sao? Lần này không đợi các phóng viên đặt câu hỏi, Lệ Khuynh Thành chủ động lấy từ trong túi sách của mình một chiếc bút ghi âm đưa cho nhân viên bên cạnh. Xin mọi người hãy nghe đoạn băng ghi âm trước, sau đó tôi sẽ giải thích lai lịch cùng nguyên nhân ghi đoạn băng đó. Sau khi nhân viên nghiệp vụ nhận chiếc bút ghi âm, kết nối với máy tính, đoạn băng liền được phát qua hệ thống âm thanh. Ngay sau đó dưới sự chứng kiến của các phóng viên trong hội trường, các phóng viên đã được nghe chi tiết đoạn băng ghi âm cuộc thương thảo mấy ngày trước giữa Lệ Khuynh Thành và đại diện của tập đoàn Procter & Gamble.
Khi các phóng viên nghe thấy đại diện tập đoàn Procter và Gamble bằng lòng trả 1 tỷ USD mua lại Khuynh Thành Quốc tế thì đám người đó lập tức kinh hãi tới cứng cả lưỡi. Thế nhưng điều làm người khác kinh ngạc chính là Lệ Khuynh Thành đã từ chối yêu cầu của bọn họ. Tiếp theo đó xuất hiện giọng nói của Hồng Mộng Lâu, hắn dùng giọng nói bá đạo, liều lĩnh không chút kiêng nể uy hiếp Lệ Khuynh Thành bán Khuynh Thành Quốc tế. Hơn nữa hắn còn nói rõ với Lệ Khuynh Thành nếu như Lệ Khuynh Thành không bán Khuynh Thành Quốc tế hắn sẽ có biện pháp trả thù. Thế nhưng ngay chính lúc đó một sự việc khác xen vào. Giọng nói của một người đàn ông xa lạ lên tiếng hỏi Hồng Mộng Lâu có bán cha mình hay không làm toàn thể hội trường phá lên cười, rất nhiều người còn ôm bụng cười hồi lâu. Kinh ngạc, nổi giận, điên cuồng. Tất cả mọi người đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Đây là một âm mưu trần trụi. Đây là sự báo thù đã báo trước. Bạn hãy nghĩ xem, sự kiện này có liên quan tới tập đoàn dược phẩm được coi là lớn nhất thế giới cùng công ty sản xuất mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc và cả sự uy hiếp của thiếu gia thần bí có gia thế cực đại. Tin tức này có đủ gây chấn động không? Tất cả phóng viên đều có cảm giác là siêu giá trị. Quả nhiên hôm nay đã không lãng phí tới đây. Lệ mỹ nhân này không dễ ra mặt nhưng khi đã xuất hiện thì lập tức tặng giới truyền thông một đại lễ. Tin tức này đủ để bọn họ gây náo động một thời gian. Lưu Dịch Tư mở microphone trước mặt mình nói, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi nhưng nhất định phải giơ tay. Nếu không âm thanh hỗn loạn, Lệ Chủ tịch sẽ không nghe thấy gì, Chủ tịch sẽ không thể trả lời câu hỏi của các bạn, đúng không? Một phóng viên quàng khăn màu đỏ giơ tay, nhân viên của Khuynh Thành Quốc tế ra hiệu có thể hỏi. Phóng viên quàng khăn đó hỏi, Lệ Chủ tịch, băng ghi âm này từ đâu có? Chủ tịch là người tham dự vào cuộc đàm phán, tại sao ngay từ đầu lại không biết có cuộn băng này? Đây là của một khách hàng của thẩm mỹ viện, sau khi người đó biết Khuynh Thành Quốc tế lâm vào cảnh nguy khốn liền chuyển cuộn băng cho chúng tôi. Tôi rất cảm tạ hành động phi thường này. Có rất nhiều người bạn tình nguyện đồng cam cộng khổ cùng với Khuynh Thành Quốc tế. Lệ Khuynh Thành cười nói, khi ấy tôi đang đàm phán cùng với vị đại diện của công ty Procter và Gamble và vị tiên sinh họ Hồng đó. Hơn nữa địa điểm đàm phán là ở khu nghỉ ngơi của thẩm mỹ viện Khuynh Thành Quốc tế. Nơi này vốn dùng để dành cho khách hàng của thẩm mỹ viện uống trà, tán gẫu vì vậy khi chúng tôi đàm phán, có cả khách hàng khác của thẩm mỹ viện. Tôi nghe nói khi đó vị khách hàng đó vừa mới mua cho mình một chiếc bút ghi âm. Sau khi nghe chúng tôi nói chuyện, người đó rất muốn thử chất lượng của bút ghi âm nên đã ghi lại nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cũng chính hành động vô tình của vị khách hàng đã cứu giúp Khuynh Thành Quốc tế vượt qua cơn gian khó này, làm cho công chúng và giới truyền thông hiểu rõ chân tướng sự việc. Nếu không cho dù chính tôi nói thông tin này, mọi người có tin tưởng không? Sở dĩ Lệ Khuynh Thành sắp đặt một vị khách hàng nhiệt tình lên sân khấu chủ yếu à nàng không muốn gánh cái tội âm mưu cố ý. Bạn thử nghĩ xem, một khi có thể ghi âm cuộc đàm phán với đại diện của công ty Procter và Gamble làm chứng cứ thì cũng có thể ghi âm bất kỳ thương thảo nào với các khách hàng khác. Khi đó tiếng xấu truyền ra ngoài, có ai dám thương thảo làm ăn với Lệ Khuynh Thành nữa không? Đương nhiên giải thích này rất ngây thơ. Rất nhiều ngu íp sẽ nghi ngờ tính chân thực của nó. Thế nhưng chỉ cần Lệ Khuynh Thành không thừa nhận, chuyện này cũng nhạt dần đi. Thật cũng là giả mà giả cũng là thật. Rất nhiều chuyện không thể phân biệt rõ thật giả. Lệ Chủ tịch, từ nội dung của đoạn băng ghi âm này, chúng ta biết đây là một âm mưu cố ý nhắm vào Khuynh Thành Quốc tế. Xin hỏi Chủ tịch có thể công bố thân phận của nhân vật thần bí âm mưu dùng quyền lực hãm hại Khuynh Thành Quốc tế không? Chương 554, cạn tàu giáo máng. Không thể. Lệ Khuynh Thành trả lời dứt khoát. Tại sao? Một phóng viên râu quai nón đứng dậy hỏi. Mới rồi Lệ Chủ tịch liên tục dùng câu nói, tiểu nhân ôm chân ngoại bang âm mưu làm hại sản phẩm dân tộc để hình dung người này. Tại sao bây giờ Chủ tịch lại muốn che giấu tung tích của người này? Bởi vì tôi không biết thân phận của anh ta. Lệ Khuynh Thành cười nói. Đây hẳn là người rất có lai lịch, nếu không sao có thể nói gì là làm nấy được. Tôi vốn tưởng rằng năng lực này chỉ có Thượng Đế cùng thần Phật của chúng ta mới có thể làm được. Bây giờ xem ra không phải vậy. Nghe câu nói châm chọc của Lệ Khuynh Thành, tất cả các phóng viên đều phá lên cười. Xã hội tập quyền, quyền lực lớn hơn pháp luật. Lệ Chủ tịch, cô có định khởi kiện công ty Procter và Gamble cạnh tranh bất hợp pháp không? Một phóng viên nam đeo kính hỏi. Đúng vậy, pháp luật của chúng ta đã bắt đầu chú trọng tới vấn đề này. Lệ Khuynh Thành nói. Vấn đề là trong tay chúng tôi chỉ có cuộn băng ghi âm này làm chứng cơ, chúng tôi không có cách nào làm cho công ty vô lương tâm kia phải trả một cái giá quá lớn. Nhưng điều này biểu thị cho thái độ phản đối mạnh mẽ của chúng tôi, không lo ngại, không sợ cường quyền đối với các tập đoàn nước ngoài.
chúng tôi sẽ không cúi đầu, lại càng không muốn bán mình. Chúng tôi muốn trở thành NUMBERONE của Trung Quốc và NUMBERONE của thế giới. Đây là lần đầu tiên Lệ Khuynh Thành biểu hiện tham vọng của mình trước mặt mọi người. Nàng hô lên khẩu hiệu NUMBERONE. Tiểu thư Lệ Khuynh Thành, có phải tiểu thư vừa nói con người ăn nói ngông cuồng đó họ Hồng không? Không, anh ta không ăn nói ngông cuồng, bởi vì tất cả những gì anh ta nói đều trở thành sự thật. Anh ta chính là Thượng Đế, là tiên tri. Lệ Khuynh Thành cười nói. Đúng vậy, Giám đốc Phương Đức Phượng của công ty Procter và Gamble gọi anh ta là Hồng Tiên Sinh. Khuynh Thành, quốc tế có điều tra thân phận của anh ta không? Điều tra chân tướng sự việc là nhiệm vụ của các vị đang ngồi đây. Điều tra tội phạm là trách nhiệm của bên chính phủ. Lệ Khuynh Thành đẩy sự việc lên mức độ cao nhất. Chúng tôi muốn làm nhưng còn chờ đợi các bạn phóng viên giúp Khuynh Thành quốc tế bác bỏ tin đồn đó. Hơn nữa chúng tôi cũng mong muốn bên kiểm tra chất lượng hãy nhanh chóng thông báo kết quả kiểm tra. Sau khi có đoạn băng ghi âm này, tôi nghĩ hiệu suất làm việc của bọn họ sẽ rất nhanh chóng. Mọi người lại bật cười. Ngôn từ của vị nữ chủ tịch xinh đẹp này quả thực rất sắc bén. Choang! Chiếc ly thủy tinh đập vào tường nát vụn, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo bức tường màu vàng xuống, giống như là đang chảy máu vậy. Sắc mặt Hồng Mộng Lâu tái mét, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhúm, giọng nói như bị đè nén, hắn gầm lên như mãnh thú bị thương, đồ con điếm dám chơi ông mày. Con điếm mà cũng dám chơi ông. Thế nhưng không có ai khuyên giải sự phẫn nộ của hắn, không ai trả lời hắn. Bởi vì người béo mập Vương Đức Phượng cũng ngồi ngây ngô từ lúc nào, mặt ông ta xám như cho. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ bản thân ông ta cũng khó có thể giữ được thân mình. Mới rồi ông ta nhận được điện thoại thông báo tin tức ở buổi họp báo. Quả nhiên Lệ Khuynh Thành có chứng cứ ghi âm, Hồng công tử thất bại, công ty Procter và Gamble cũng xong đời. Ngay cả ông ta cũng gặp phải họa khởi tố. Không khó có thể biết được, công ty Procter và Gamble vì thị trường Trung Quốc, vì để dẹp nỗi tức giận của người dân Trung Quốc nhất định sẽ lựa chọn hy sinh ông ta. Ngay cả Phó Tổng Giám đốc Lucy tới đàm phán với ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Nhất định sẽ bị sa thải. Nếu có thể thoát khỏi cảnh ngục tù thì chính là vô cùng may mắn. Hồng công tử, người anh em Vương Đức Phượng đột nhiên đứng dậy, cũng không quan tâm tới việc hất đổ chiếc ký của mình làm rượu đỏ chưa uống hết bắn tung tóe nói, người anh em, hãy mau đi tìm Dượng đi. Lúc này chỉ có Dượng mới có thể cứu được hai chúng ta. Tất cả là do anh gây ra. Lúc này Hồng Mộng Lâu hoàn toàn không có cảm tình gì với gã mập Vương Đức Phượng. Nếu như không phải ban đầu Vương Đức Phượng chạy tới tìm hắn thì hắn đã không vướng phải chuyện quái ác này. Người ích kỷ luôn biết cách đổ hết trách nhiệm lên người khác. Hắn hoàn toàn đã quên khi Vương Đức Phượng nói trong tài khoản của hắn ở Thụy Sĩ có bao nhiêu USD, trong lòng hắn đã thầm đắc ý như thế nào. Người anh em, tôi biết lỗi rồi. Tất cả là do tôi sai. Vương Đức Phượng cầu khẩn. Ông ta rất muốn cười nhưng cái nhếch môi của, bây giờ cậu muốn đánh, muốn mắng ta thì tùy, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của nhau. Nếu để muộn khi những phóng viên đó công bố thông tin đó thì chúng ta rất khó lật lại ván bài này. Hãy mau gọi điện thoại cho Dượng, chỉ có Dượng mới có thể cứu chúng ta. Tôi biết cần phải làm gì, không cần anh dạy tôi. Hồng Mộng Lâu tức giận nói. Thế nhưng Hồng Mộng Lâu cũng biết chuyện này không thể để lâu. Hắn cầm điện thoại di động trên bàn gọi điện. Thái công dân mặc một bộ complete màu đen rất vừa với vóc người, áo sơ mi màu trắng, cà vạt kẻ tối màu, trông cực kỳ nghiêm túc. Nhưng khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào phòng, ông mỉm cười rất ấm áp. Chàng trai, cậu đã quay về sao không sớm gọi điện cho tôi? Cậu sợ người hâm mộ lại ra sân bay đón cậu như lần trước hả? Thái công dân đi tới trước mặt Tần Lạc, vỗ vỗ vai hắn. Một cảm giác rất đặc biệt khi hắn nghe mấy từ người hâm mộ từ chính miệng một quan chức cao cấp. Quyết định khá bất ngờ. Tần Lạc cười giải thích, tôi muốn quay về nghỉ ngơi mấy ngày nên không muốn để giới truyền thông quấy rầy nên cũng không sớm tới chào hỏi. Cậu hả? Thái công dân cảm thán nói, tôi rất hiểu ý tứ của cậu. Cậu vốn nghĩ rằng tình huống hàng vạn người đón tiếp một lần là quá đủ. Cậu không muốn hết lần này tới lần khác phung phí sự yêu mến và quý trọng của người dân đối với mình nên cậu đã lặng lẽ quay về. Tần Lạc cười không giải thích gì cả. Thái công dân nói rất đúng. Quả thật Tần Lạc có suy nghĩ điều đó. Lần đầu tiên làm như vậy, quả thực rất mới mẻ. Ai nấy cũng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lần thứ hai thì chính là nghĩa vụ. Hội người hâm mộ ủng hộ Tần Lạc, yêu mến Tần Lạc sẽ tự giác ra sân bay đón tiếp hắn. Lần thứ ba sẽ không còn cảm giác mới mẻ.
sự nhiệt tình của mọi người cũng rơi rụng khá nhiều. Người tới sân bay đón tiếp ít, quang cảnh bớt hoành tráng, giới truyền thông cùng một số kẻ cơ hội sẽ nhân dịp quấy phá. Giá trị cùng sự ảnh hưởng của Tần Lạc sẽ vì thế mà giảm đi rất nhiều. Phàm cái gì càng ít càng đáng quý. Tần Lạc muốn duy trì một cảm giác thần bí một cách thích hợp. Có như vậy hắn mới có thể giữ được tầm ảnh hưởng. Một lần nữa lại leo lên đỉnh cao danh vọng. Việc hắn cần làm vẫn chưa thành công. Sao hắn có thể để lực hiệu triệu của mình bị giảm sút đây? Vết thương thế nào? Ánh mắt của Thái công dân đặt trên cánh tay bị cột băng gạc của Tần Lạc và hỏi. Không sao, chỉ mấy ngày nữa là khỏi, Tần Lạc cười nói. Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Nếu không cậu sẽ lại không gây ra một vở kịch lớn như vậy ngay khi vừa quay về Yến Kinh. Thái công dân cười nói, cậu vừa mới quay về Yến Kinh đã lại náo nhiệt rồi. Không gây thêm phiền toái cho bộ trưởng chứ? Tần Lạc xấu hổ hỏi. Có người gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã đứng lên gánh chịu. Đây vốn là một tệ nạn cực đoan của xã hội, vốn là trách nhiệm của người phụ trách vấn đề đó. Phải trừng phạt những anh hùng đã vạch trần chân tướng những thói xấu này sao? Cậu không nói, tôi không nói thì cứ để khối thịt thối nát này tiếp tục thối giữa sao? Khi nói tới công việc, Thái công dân lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Tôi cũng vậy. Trong lúc vô tình tôi phát hiện ra, cũng không phải cố ý bới chuyện cho bên đó, Tần Lạc giải thích. Hắn đã vạch trần một chuyện lớn như vậy, có người sẽ nói hắn là người dũng cảm đấu tranh vì chính nghĩa. Nhưng cũng sẽ có người lại cho rằng hắn có thù oán với ai nên cố ý vạch trần thói hư tật xấu trong lĩnh vực quản lý của người đó. Lúc này đây chỉ e là đã có không ít người chửi hắn đúng là bắt chó đi cày, không có việc gì lại tự mua việc vào người. Không sao. Đây là chuyện tốt, bất kỳ ai gọi điện cho tôi cũng đều gánh hộ cậu, Thái công dân vui mừng nói. Nhưng có một vấn đề là những lần sau khi cậu làm những việc này, cậu hãy gọi điện cho tôi trước, được không? Tôi là một thứ trưởng, có làm nữa hay không cũng chẳng sao. Nhưng tôi không hy vọng cậu lại tự đẩy mình vào những việc đó. Việc này nói ra rất nhỏ, chỉ là chuyện mấy tên ăn mày vi phạm pháp luật. Nhưng khi giới truyền thông vào cuộc, cậu có biết nó sẽ khiến phong ba tới cỡ nào không? Có biết bao nhiêu người mất chức, bị cách chức không? Những món nợ này bọn họ sẽ tính hết lên người cậu đó. Tôi biết, Tần Lạc nói, nhưng tôi không quan tâm. Thái công dân nhìn Tần Lạc nói, cậu cũng có tính quật cường giống tôi. Những chuyện có thể làm vì người dân rất có thể cũng phải chịu bất lợi. Người tốt chịu thiệt thòi, đòi lại từ người xấu, Tần Lạc cười nói. Thái công dân gật đầu nói rất đúng. Người tốt chịu thiệt thòi, đòi lại từ người xấu. Ăn cơm thôi. Chiều nay tôi cũng rỗi, gọi mấy món ăn. Hai chúng ta uống mấy chén. Được, tôi kính bộ trưởng hai chén, Tần Lạc sảng khoái đồng ý. Khi nắm bàn tay không còn cảm giác đau đớn như hai ngày trước. Nếu chỉ là việc đơn giản là cầm đũa thì hẳn không có vấn đề gì. Vì để thuận tiện cho việc uống rượu, Tần Lạc tháo băng gạc của cánh tay mình, cởi ngón tay cái ra để chính bản thân hắn có thể cầm đũa được. Một lát sau nhân viên khách sạn mang lên mấy món ăn ngon. Thái công dân lấy từ trong tủ rượu ra một chai nhỏ Mao Đài, ông rót cho mình và Tần Lạc, mỗi người một chén. Thái công dân cầm chén rượu lên nói với Tần Lạc, chén này tôi kính cậu. Không không, Tần Lạc vội vàng từ chối, bộ trưởng là thủ trưởng của tôi, cũng là trưởng bối của tôi. Sao tôi có thể để bộ trưởng kính rượu mình? Đương nhiên cần thế, Thái công dân cố chấp nói, chén rượu này tôi kính cậu, không trên danh nghĩa đất nước. Không trên danh nghĩa bộ y tế mà là vì tôi cảm kích cùng vui mừng vì cậu. Thái bộ trưởng quá lời, Tần Lạc khiêm nhường nói. Nói một cách không quá lời, Thái công dân nghiêm nghị nói, nếu như tôi là quân nhân, tôi nhất định sẽ dùng lễ tiết quân nhân với cậu, biểu hiện sự kính trọng của một quân nhân với một quân nhân. Nhưng cậu là một thầy thuốc, tôi thì lại là thầy thuốc nửa mùa, vì vậy tôi kính cậu chén rượu này để bày tỏ sự khâm phục. Tôi thừa nhận, cậu làm được, tôi không làm được. Chương 555. Tôi yêu cầu anh ta bán ông. Thấy Thái công dân chăm chú nhìn mình, Tần Lạc không dám chần chừ, hắn vội vàng cung kính uống cạn ly rượu. Rượu Mao Đài êm êm nhưng nồng độ rượu nặng, một chén rượu uống vào bụng, thân thể nóng nóng, khoan khoái, đầu bắt đầu choáng váng. Dù bây giờ sức khỏe Tần Lạc đã bình phục, có thể uống một chút rượu nhưng tửu lượng của hắn thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Thái công dân cũng uống cạn chén rượu Mao Đài của mình rồi cười nói, tửu lượng của tôi cũng không tệ. Hôm nay nhất định tôi phải kính cậu ba chén. Uống xong ba chén, nhất định tôi sẽ gục ngay tại bàn, như vậy sẽ bêu xấu bộ trưởng, Tần Lạc cười nói. Thái công dân gật đầu, ông lại rót đầy rượu vào hai chén và nói, tôi biết tửu lượng của cậu không tốt.
tôi cũng không ép cậu. Chén thứ hai này chúng ta từ từ uống. Tần Lạc, cậu không biết trong lòng tôi thực sự cảm ơn và kính trọng cậu tới mức nào đâu. Bộ trưởng lại nói quá lời. Tôi chỉ làm mấy chuyện mà bản thân mình có thể làm mà thôi, Tần Lạc khiêm tốn nói. Trong thời đại hòa bình, còn bao nhiêu người tự nguyện đổ máu vì đất nước? Ánh mắt sáng quắc của Thái công dân nhìn Tần Lạc chằm chằm hỏi, Tần Lạc, cậu không phải là một quân nhân, nhưng cậu lại làm những chuyện nguy hiểm như một quân nhân. Tôi thực sự rất cảm kích, khi tin cậu bị thương ở Paris báo về nước, thậm chí tôi đã hối hận vì đã cử cậu ra ngoài làm việc. Tôi biết cậu có lòng cứu vớt trung y, tôi cũng biết cậu là người tốt, thế nhưng tôi không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện người tốt, người thành thật bị người khác ức hiếp. Nếu như vậy, tôi không phải là một người xấu sao? Tần Lạc hiểu rõ đạo lý, đàn ông lương thiện bị người bắt nạt. Phụ nữ lương thiện bị người cưỡi. Bởi vì người tốt không nói, người tốt làm việc kiên định vì vậy mọi người mới nguyện ý mời người tốt trợ giúp. Người xấu, dối trá muốn cấp bậc, tiền bạc, mỗi một lần trả giá phải thu gấp 2, gấp 3 hay càng nhiều càng tốt mới chịu. Người tốt không sai khiến được người xấu vì vậy người tốt chỉ có thể sai khiến được đồng loại của mình, người tốt. Chỉ cần có một nhiệm vụ gian khổ, Thái công dân đương nhiên sẽ nghĩ ngay tới Tần Lạc. Đây chính là đạo lý người tốt sai khiến người tốt. Đây là bàn tiệc có tính chất cá nhân. Thái công dân và Tần Lạc đã nói hết suy nghĩ trong lòng của mình. Trong đó có một số câu là tư cách của một thứ trưởng không nói ra được. Tôi là thứ trưởng, quyền cao chức trọng nhưng muốn tìm được người thực sự kiên định đi làm việc cũng cực kỳ khó khăn. Thái công dân dùng đũa gắp một miếng phổi xào bỏ vào miệng nhấm nháp rồi nói tiếp, cậu là thuộc nhóm người thứ tư tôi phái tới Paris làm việc. Ba nhóm trước sang đó chỉ đi du sơn ngoạn thủy, mua hàng hiệu. Sau khi chơi đủ, mua đủ thì báo cáo với tôi là chuyện này không giải quyết được, xin quay về nước. Tôi cũng biết quả thực chuyện này rất khó làm. Tôi cũng muốn tin rằng bọn họ đã gắng hết sức mình nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải từ bỏ vì bọn họ nghĩ rằng đây cũng chỉ là một chuyến công cán nước ngoài. Một nhiệm vụ có thể thăng quan tiến tước, làm được thì rất vui mừng. Không làm được thì tìm kiếm sự thăng quan ở chỗ khác. Mọi con đường đều tới Roma. Ở đất nước này, cơ hội thăng quan cho bọn họ còn rất nhiều. Thậm chí những món hàng bọn họ mua ở Paris đem tặng người khác cũng là cơ hội thăng quan phát tài cho bọn họ. Tần Lạc, cậu không giống với người khác, cậu có sự tự hào cùng cảm giác sứ mạng dân tộc, còn có cả sự hiểu biết về trung y. Đương nhiên nếu những lời này nói với người khác, bọn họ sẽ cảm thấy như là những lời nói khách sáo của cấp trên. Ngay cả chính bản thân mình còn không muốn nói, người nghe đương nhiên không có tâm trạng nghe hết. Thế nhưng chúng ta thật sự cần những con người như cậu. Không có bất kỳ một thời đại nào cần cậu như hiện nay, càng cần con người Tần Lạc. Tần Lạc im lặng. Không chỉ là tôi muốn, đất nước muốn, mà dân chúng cũng muốn. Vì vậy mới xuất hiện một anh hùng như cậu, người dân thì vui mừng như điên, Thái công dân cười nói, khi tôi biết cậu bị thương ở Paris, tôi đã muốn gọi cậu quay về. Sau khi suy nghĩ lại tôi lại từ bỏ ý định đó. Tôi biết cậu là người thông minh, làm việc không lỗ mãng. Chuyến đi tới Hàn Quốc lần trước, cậu đã làm cho bọn họ bị tổn thất nặng nề. Lần này ở Paris, tuyệt đối không có khả năng cậu lại làm ra chuyện ngốc nghếch tự đưa đầu vào hiểm địa như vậy. Thái công dân cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc chằm chằm nói, còn cả, cô gái Lệ Khuynh Thành kia nữa. Hình thức đầu tư cổ phần của Hiệp hội Trung Y là do một tay cô ấy tiến hành. Tôi cũng đã hai lần nói chuyện với Lệ Khuynh Thành, quả thực là một con người rất khôn khéo. Một trong những phụ nữ danh tiếng ở Yến Kinh, có Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh cậu, tuyệt đối cô ấy sẽ không làm cậu bị thương. Vì vậy tôi đã từ bỏ ý định gọi cậu về nước. Cùng lúc đó tôi cũng yêu cầu tăng cơ hình bảo vệ cậu, ngồi yên lặng xem biến động. Quả nhiên cậu đã không làm tôi thất vọng, một lần nữa phản kích trong tuyệt địa, lập tức thay đổi càn khôn, đạt được mục đích. Ha ha ha, sự kiện kinh điển này quả thực có thể được đưa vào trong các cuốn sách giáo khoa. Đây chỉ một chiêu khổ nhục kế mà thôi, Tần Lạc xấu hổ nói, chỉ là dùng lại của tiền nhân mà thôi. Tôi biết đó là khổ nhục kế. Cũng chính vì nguyên nhân này tôi mới thấy trong lòng phấn chấn. Thái công dân nói. Con người bây giờ ư, ai cũng không khéo như quỷ, có ai tình nguyện để thân thể mình rơi vào trong hiểm địa trong hoàn cảnh đó không? Có ai tùy ý để người khác đả thương mình chồng chất để hoàn thành nhiệm vụ không? Lần trước cậu từ Hàn Quốc về, tôi đã thưởng cho cậu làm anh hùng đất nước. Lần nay, tôi thật sự không biết thưởng cho cậu cái gì nữa. Thái công dân thẳng thắn nói, tôi đã cho hậu vệ đông bắt đầu bổ sung thông tin về cậu. Lần hội nghị các bộ trưởng tới đây, tôi sẽ báo cáo với các đồng chí bộ trưởng.
chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng những anh hùng thực sự vì dân vì nước. Nếu không tôi còn dám mặt dày tìm cậu làm việc sao? Người Tần Lạc run run, đôi đũa trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, hắn nói, bộ trưởng, tôi vừa mới quay về. Vết thương của tôi vẫn chưa bình phục, hơn nữa tôi còn muốn ở nhà chăm sóc vợ con. Không phải bộ trưởng lại muốn giao nhiệm vụ cho tôi chứ? Lần trước từ Hàn Quốc quay về chưa được 2 ngày, ông già oai phong lẫm liệt nịnh nọt như rót mê thang làm Tần Lạc hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng đi châu Âu. Lần này vừa mới cao uy về, không phải ông ấy lại sắp đặt nhiệm vụ mới cho mình đấy chứ? Thái công dân ngẩn người khi nhìn thấy phản ứng của Tần Lạc, sau đó ông phá lên cười nói, cậu xem, tôi đã nói mà. Nếu như tôi không ban thưởng lợi ích cho cậu, tôi có dám mời cậu làm việc giúp tôi không? Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì cả. Trong thời gian trước mắt cũng sẽ không cử cậu ra ngoài làm việc. Cậu cứ ở nhà thoải mái chứ thương, hãy quan tâm chăm sóc vợ con. Vợ con ư, tôi biết cậu với có vợ chưa cưới, có con khi nào vậy? Tại sao cậu không báo với tôi một tiếng? Là con gái của cô tôi nhận làm con gái nuôi. Tần Lạc cười nói. Ồ, thì ra thế. Thái công dân nói. Sau khi cơm rượu no đủ, Tần Lạc từ biệt Thái công dân, hắn cũng từ chối lòng tốt phái xe đưa về của hậu vệ đông. Hắn đứng ở trước cửa khách sạn đón taxi. Tần Lạc tiên sinh, một người đàn ông trung niên đeo kính bước nhanh tới chỗ Tần Lạc, đứng chắn ở trước cửa taxi, ngăn cản Tần Lạc lên xe. Anh là ai? Tần Lạc hỏi, bản thân hắn thực sự không biết người đàn ông xa lạ đột nhiên lao tới chặn xe của hắn. Thậm chí trong ấn tượng của hắn cũng chưa từng gặp người này. Người đàn ông vội vàng móc túi lấy ra một cái kẹp danh thiếp, rút một tờ danh thiếp đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc cầm tấm danh thiếp nhìn qua, rồi hỏi người đàn ông vẻ hứng thú, anh tìm tôi có việc gì? Ông chủ của chúng tôi mời anh tới nói chuyện, người đàn ông trung niên nói. Trong lúc nói anh ta liếc nhìn một chiếc xe Audi đang đỗ ở góc phố. Trong giới quan trường, rất nhiều thư ký có thói quen gọi thủ trưởng của mình là ông chủ, như vậy có thể che giấu được thân phận với bên ngoài. Ví dụ trong bộ truyện Khang Hy cải trang vi hành ký Hoàng đế Khang Hy khi cải trang cũng để người của mình gọi là Hoàng lão bản. Hiển nhiên ý của anh ta là ông chủ mình đang có mặt trên xe. Được, Tần Lạc gật đầu, hắn thuận tay đóng cửa xe taxi, rồi ngượng ngùng phất tay ra hiệu với người lái taxi. Tần tiên sinh, mời. Người đàn ông vội vàng dẫn Tần Lạc đi về phía chiếc xe Audi. Khi tới trước xe, anh ta mở cửa xe giúp Tần Lạc. Đợi sau khi Tần Lạc ngồi vào xe, anh ta mới ngồi vào ghế bên cạnh lái xe, sau đó chiếc xe chậm rãi chuyển bánh. Tần Lạc tiên sinh, chào anh. Một người đàn ông dáng vẻ rất nguy nghiêm chủ động chia tay với Tần Lạc. Chào ông. Tần Lạc bắt tay ông ta, ánh mắt lơ đáng đánh giá người đàn ông ngồi song song với hắn. Lâu nay nghe nói Tần Lạc tiên sinh là thiếu niên xuất anh hùng. Hôm nay mới gặp, quả thực danh bất hư truyền. Người đàn ông dù khen ngợi Tần Lạc nhưng gương mặt ông ta vẫn nghiêm nghị như ban đầu, làm người ta có cảm giác khó chịu, kiểu cấp trên nhìn cấp dưới. Trước đây tôi không biết ông cũng không biết tôi. Hai chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì. Thời gian của tôi rất quý giá, thời gian của ông nhất định càng quý giá, vì vậy có chuyện gì ông hãy cứ nói thẳng, không nên ngần ngại. Tần Lạc cười nói. Hắn không thích có quan hệ với những người kiêu ngạo. Hắn lại càng không thích người khi giao thiệp nhờ vả người khác mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông ngẩn người. Từ rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Thôi được, tôi đi thẳng vào chủ đề. Người đàn ông nói, đứa con ngỗ ngược Hồng Mộng Lâu. Ồ, ông chính là cha của Hồng Mộng Lâu sao? Tần Lạc làm bộ rất kinh ngạc. Thật ra khi nhìn danh thiếp người thư ký đưa, hắn đã đoán ra thân phận của người đàn ông này. Là tôi. Người đàn ông thận trọng gật đầu. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Hồng Mộng Lâu và Lệ Khuynh Thành tiểu thư xảy ra một số chuyện không hay ho. Tôi biết trên thực tế Khuynh Thành quốc tế là của Tần Lạc tiên sinh. Tôi hy vọng Tần Lạc có thể nói mấy câu với Lệ Khuynh Thành, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tần Lạc cắt ngang lời ông ta, con trai của ông không chỉ có xảy ra chuyện mâu thuẫn với Lệ Khuynh Thành mà còn xảy ra chuyện với cả tôi. Vấn đề là chuyện đó cũng không nhỏ. Anh ta bức bách tôi bán Khuynh Thành quốc tế. Tôi yêu cầu anh ta bán ông. Bây giờ xem ra anh ta không đồng ý. Chương 556, anh hùng đất nước cho má. Trán Hồng Ngọc Long nổi gân xanh, ông ta kích động như chỉ muốn xông tới quát tháo, xé tên hỗn láo đó thành từng mảnh nhỏ. Rất đáng hận, thật sự rất đáng hận. Từ nhỏ tới lớn, có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy không? Từ khi ông ta trèo lên được địa vị cao đó, có ai mà nhìn thấy ông ta không thể hiện dáng vẻ tôn kính cùng nịnh nọt không?
mặc dù hắn có cùng cấp trên với mình, khi nói chuyện với mình nhất định phải thêm vào hai từ đồng chí chứ. Hắn dựa vào cái gì mà ăn nói với mình kiểu đó? Dựa vào cái gì? Đây là anh hùng đất nước chó má gì? Rõ ràng đây chính là một thằng lưu manh không có giáo dục mà thôi. Kinh nghiệm quan trường của Hồng Ngọc Long rất lịch lãm, công phu dưỡng khí có thể nói là hạng nhất. Ông ta nhanh chóng đè nén được sự tức giận cùng sự thô bạo trong lòng mình. Ánh mắt sáng quắc xen lẫn sự uy hiếp nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, ông ta nói, Tần Lạc tiên sinh. Tôi biết giữa hai bên tồn tại một số chuyện hiểu lầm. Quả thật Mông Lâu đã làm một số chuyện tổn thương mấy người. Tôi sẽ tổ chức tiệc rượu để Mông Lâu chính thức xin lỗi hai người. Thiết tiệc rượu sao? Vậy tiền rượu ai trả? Xin lỗi sao? Chỉ một câu nói mà thôi. Ngoài mặt thì xin lỗi trong lòng lại chửi mắng là đồ chó má. Việc đó có ý nghĩa gì không? Hơn nữa điều xin lỗi này có đáng tiền không? Tần Lạc cười nói, tiệc rượu dùng tiền nhà nước. Xin lỗi không đáng tiền như vậy xin lỗi cũng không có thành ý. Vậy Tần Lạc tiên sinh muốn cái gì? Hồng Ngọc Long cau mày hỏi. Anh ta đáng lẽ nên bồi thường cho tôi mới đúng. Tần Lạc phản bác lại, thứ nhất con của ông cáo mượn oai hùm, dùng ông để bức bách chúng tôi bán Khuynh Thành quốc tế. Hành vi này đã làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của chúng ta. Thế nhưng theo như tôi biết Tần tiên sinh đã đánh nó bị thương. Đó là do anh ta đáng ăn đòn. Tôi có cần phải nói tiếp không? Tần Lạc cười hỏi, nếu như không cần phải nói gì, các người đỗ xuống ven đường cho tôi xuống. Các người đừng nghĩ sẽ đưa tôi tới một chỗ vắng vẻ uy hiếp, đe dọa giết người gì ê khẩu. Mặc dù tay tôi bị thương nhưng đối phó với ba người các ông vẫn dư sức. Hơn nữa ở đằng sau vẫn còn có một vệ sĩ siêu hạng bí mật đi bảo vệ tôi. Tốt nhất các người không nên làm sằng bậy. Hãy đưa ra điều kiện của mình, Hồng Ngọc Long nói. Tôi đã nói rồi, con của ông làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của chúng tôi. Làm tinh thần chúng tôi bị tổn thương rất nhiều. Thứ hai, anh ta cố tình để bên thanh tra tới điều tra sản phẩm của chúng tôi. Hơn nữa còn cố ý gieo rắc thông tin bột phấn dưỡng da Kim Dũng của chúng tôi có chất gây hại đối với sức khỏe con người, làm cho sản phẩm của chúng tôi giảm mất 40% lượng tiêu thụ. Ông có biết mỗi ngày chúng tôi thu bao nhiêu tiền không? Ông có biết 40% là tổn thất bao nhiêu không? Còn nữa, hình tượng của công ty chúng tôi đã bị hoen ố, sản phẩm thẩm mỹ đã bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng tôi muốn giữ gìn hình tượng công ty, muốn lấy lại uy tín cho sản phẩm mỹ phẩm. Ông có biết những cái đó cần bao nhiêu tiền không? Hãy ra giá đi, Hồng Ngọc Long âm trầm nói. Không cần ra giá, tôi đã tính rồi, với tiền lương bây giờ của ông có kiếm tiền 1.000 năm cũng không thể bồi thường nổi. Nếu như ông có thể bồi thường, chứng minh ông đã tham ô. Tần Lạc khó chịu nói. Tần Lạc tiên sinh, hãy chú ý từ ngữ của mình. Rốt cuộc người thư ký ngồi ở ghế cạnh lái xe nghe vậy không chịu được tức giận nói. Anh có biết chỉ dựa vào câu nói sỉ nhục của anh, chúng tôi đã đủ để đưa anh vào nhà tù. Nếu ông cho tôi vài tù thì ông chính là cháu tôi. Nói xong Tần Lạc lập tức hối hận chữa lại, không phải là cháu tôi. Nếu như ông không thể cho tôi vào tù thì ông chính là cháu nội của con quỷ Diện Ngao đang được nuôi trong nhà tôi. Tần Lạc thầm nghĩ, nếu như cháu của hắn cũng giống như gã này, như loài bò sát không xương, thì hắn dứt khoát sẽ giết chết ngay lập tức. Tần gia là trung y thế gia trăm năm, tuyệt đối không có loại hèn nhát như vậy. Ngươi, gương mặt người thư ký co rúm lại nhưng anh ta không thể làm gì được. Quả thực anh ta không có cách nào tống Tần Lạc vào nhà tù. Ít nhất là lúc này không thể làm được. Hai bàn tay Hồng Mộng Long đan chéo thành hình chữ thập, ngón tay gõ gõ trên mu bàn tay, hình như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau ông ta lên tiếng, Tần Lạc tiên sinh, tôi thừa nhận, tiên sinh là một đối thủ rất đáng tôn trọng, thế nhưng tôi không cho rằng công khai chuyện này có gì tốt cho tiên sinh. Đối với ông càng không có lợi. Đúng, tôi thừa nhận. Nếu như phóng viên điều tra ra thân phận của Hồng Mộng Lâu, rất có thể nó sẽ phải ngồi tù, mà danh dự của tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thế nhưng điều này cũng sẽ không có nhiều lợi ích. Vậy là đủ rồi, Tần Lạc cười nói. Chỉ cần bản thân mình không thiệt thòi mà có thể làm cho kẻ thù xui xẻo thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Vẫn không đủ, Hồng Mộng Lâu nói, phần ghi âm này của các người rất mơ hồ, tôi có thể tìm người gánh tội thay. Cấp trên sẽ ra mặt xử lý chuyện này cho tôi. Chỉ cần giải thích rõ ràng cho những phóng viên và người dân là đủ. Chân tướng sự việc thực sự là gì bọn họ cũng không cần quan tâm. Mộng Lâu không việc gì, danh dự của tôi không bị ảnh hưởng. Có lẽ tôi không thể bồi thường thiệt hại kinh tế cho hai người, nhưng Khuynh Thành quốc tế thuộc về lĩnh vực quản lý của tôi. Sau này chỉ cần bất kỳ chuyện nào có liên quan tới Khuynh Thành quốc tế, tôi sẽ tuyệt đối bật đèn xanh ủng hộ.
Hơn nữa tất cả các chính sách đều nghiêng về khuynh thành quốc tế, như vậy cũng gián tiếp bồi thường thiệt hại kinh tế cho hai người. Nếu cần phải nói thì tôi sẽ dùng danh nghĩa chính phủ giúp khuynh thành quốc tế khôi phục lại danh dự. Tần Lạc cười gượng nói, đề nghị này quả thực rất hay, suy nghĩ rất thấu đáo, thảo nào Hồng Mộng Lâu không chịu bán ông. Nếu tôi có một người cha như vậy, tôi cũng không bán. Tần Lạc tiên sinh, tôi rất nghiêm chỉnh thương lượng với tiên sinh, xin tiên sinh nghiêm chỉnh một chút. Hồng Mộng Long cố nén sự tức giận nói. Được rồi, Tần Lạc gật đầu nói, tôi không đồng ý. Gân xanh trên trán Hồng Mộng Long một lần nữa nổi lên. Tiên sinh cảm thấy điều kiện chưa đủ ưu đãi hay sao? Rất ưu đãi. Vậy tại sao tiên sinh từ chối? Ông muốn biết sao? Thực sự mong muốn. Tần Lạc gật đầu nói, tôi có nói chuyện với một trưởng bối. Tôi nói người tốt chịu thiệt hại một chút sẽ đòi lại trên người người xấu. Tôi chung quy lại vẫn là người bị hại. Hôm nay tôi nhất định phải đòi một ít lợi ích từ các người. Sắc mặt Hồng Ngọc Long trở nên âm trầm, ông ta nói như vậy tiên sinh nhất định làm cá chết lưới rách sao? Cá thì nhất định chết, Tần Lạc cười nói, nhưng lưới chưa chắc đã rách. Tiên sinh cho rằng Thái công dân có thể bao bọc được mình cả đời này sao? Tôi là Tần Lạc, tôi cũng là một người đàn ông, tôi có khả năng bảo vệ chính mình, Tần Lạc cười nói. Tiên sinh không cảm thấy như vậy là quá ngây thơ sao? Hồng Ngọc Long nói, bây giờ mỗi chuyện tiên sinh làm đều rất nguy hiểm. Nhất định sẽ có người tới tìm tiên sinh gây chuyện. Tôi không quan tâm, Tần Lạc nói, điều tôi quan tâm chính là bây giờ làm cho người ức hiếp mình phải trả một cái giá quá đắt. Sau này bất kỳ ai muốn gây chuyện với tôi đều phải suy nghĩ rất nghiêm chỉnh. Thôi được. Tiên sinh hãy cân nhắc đề nghị của tôi. Có lẽ tiên sinh nên quay về thương lượng với những người khác. Ví dụ như tiểu thư thông minh Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc lắc đầu nói, ông vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi. Đương nhiên những người như ông không thể nào hiểu được. Ông có biết tại sao tôi với con ông phải có một kết quả không chết không ngừng không? Điều này quả thực Hồng Mộng Long cũng không hiểu. Chúng tôi không sợ đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng tôi sợ những người bám gót ngoại bang. Tần Lạc nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Nếu như công ty chúng tôi thua công ty Procter và Gamble trong cạnh tranh, chúng tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu chúng tôi thua vì âm mưu hãm hại của người nhà, chúng tôi tuyệt đối không phục. Quyền lợi của các ông là ai cấp cho các ông? Chính là chúng tôi cấp cho các ông. Nhưng anh ta lại dùng quyền lợi đó giúp các công ty ngoại quốc chèn ép chúng tôi. Hành vi này có khác gì với Hán gian thời kháng chiến không? Nếu con của ông có thể khiến chúng tôi để cho công ty Procter và Gamble thua mua, chính tôi sẽ phải dập đầu xuống lại anh ta. Thế nhưng anh ta không thể làm như vậy, chúng tôi đã trở thành kẻ thù. Anh ta muốn tôi chết, tôi muốn anh ta chết. Những lời nói chân thành, Hồng Ngọc Long thở dài nói. Quả thật tôi không thể buông tha cho anh ta, vì vậy ông cũng đừng lãng phí công sức của mình. Tiên sinh còn trẻ, không biết xuống nước cùng thỏa hiệp sau này nhất định chết thảm. Hồng Ngọc Long nhìn Tần Lạc đột nhiên cười nói. Tần Lạc gật đầu nói, tôi nhất định chờ tới ngày đó. Chiếc Audi dừng lại ven đường, Tần Lạc xuống xe. Đợi sau khi Tần Lạc rời đi, đóng cửa xe lại, viên thư ký quay đầu hỏi, ông chủ, bây giờ phải làm gì? Hồng Ngọc Long vỗ vỗ trán, chán nản nói, sinh ra một đứa con ngu xuẩn, gặp phải một đối thủ khó chơi như vậy. Bây giờ tôi có thể làm gì? Cùng với sự thông dụng của Intel và sự bùng nổ của các thiết bị cầm tay. Tốc độ đã trở thành yêu cầu cơ bản nhất của các phóng viên. Vào lúc nửa đêm, tin tức liên quan tới sự hãm hại khuynh thành quốc tế đều được đăng tải rộng rãi trên Intel, radio và các phương tiện truyền thông chủ yếu. Khuynh thành quốc tế bị hãm hại, nguyên nhân vì trùm quốc tế có dụng ý xấu để thu mua. Ngàn phòng, vạn phòng, cướp nhà khó phòng, khuynh thành quốc tế gặp hiểm nguy do người nhà ra tay. Băng ghi âm đã vạch trần một âm mưu kinh thiên động địa. Khuynh thành quốc tế bị hạ độc thủ là do một nhân vật thần bí thao túng. Độc thủ của tôi, tiền của anh. Cả một loạt các tiêu đề nhìn thấy mà giật mình. Các thông tin đăng chi tiết, mỗi một câu châm chọc, mỗi một chữ đều đâm vào lòng người. Mỹ nữ chủ tịch công ty Lệ Khuynh Thành, người vốn luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác đã tô điểm thêm cho cái gọi là âm mưu, hãm hại, băng ghi âm, nhân vật thần bí lập tức làm náo động các trang mạng. Tất cả tập trung chú ý xem thân phận của con người thần bí đứng sau màn độc thủ này khi nào bị bại lộ. Chương 557 giả vờ để người xấu thừa cơ lợi dụng. Nhìn thấy Thái công dân chỉ ngồi trên ghế xa thưởng trà, không nói gì, rốt cuộc Hồng Ngọc Long không nhịn được đành lên tiếng phá vỡ sự nặng nề, Thái bộ trưởng. Đây quả thực là sự hiểu lầm.
Vương Đức Phượng là giám đốc bộ phận châu Á của công ty Procter và Gamble là cháu họ xa của tôi. Nó tới nhà tôi nhờ Hồng Mộng Lâu giúp đỡ, Hồng Mộng Lâu mới đi theo tới Khuynh Thành quốc tế tìm Lệ Khuynh Thành thương lượng chuyện mua lại. Quả thực Mộng Lâu nói vậy không hay lắm nhưng tính khí của thanh niên thích nói vậy nhưng lại không làm được. Tôi biết Tần Lạc tiên sinh là ái tướng của Thái Bộ trưởng. Chỉ cần Bộ trưởng nói một câu, nhất định cậu ấy sẽ đồng ý bỏ qua chuyện này. Anh đã tìm Tần Lạc thương lượng sao? Thái công dân ngẩng đầu hỏi. Nói rồi Hồng Ngọc Long thẳng thắn nói. Những chuyện kiểu này ông ta không thể lừa người khác. Nói không chừng chuyện ông ta gặp Tần Lạc nhất định đã bị những người có ý đồ xấu biết được. Cậu ấy nói thế nào? Cậu ấy vẫn còn tức giận Hồng Ngọc Long nói, thế nhưng đây chỉ là chuyện bình thường. Thanh niên mà, ai chả có chút bốc đồng. Tôi có chuẩn bị một tiệc rượu ở khách sạn Kim Tinh, khi đó thằng con ngỗ ngược Hồng Mộng Lâu của tôi sẽ tự mình xin lỗi Tần Lạc tiên sinh. Tới lúc đó tôi muốn mời Thái Bộ trưởng tới chứng kiến. Đây chính là thủ đoạn đường vòng cứu mạng của Hồng Mộng Long. Ông ta cho rằng Tần Lạc là do chính tay Thái công dân đề bạt, nhất định Tần Lạc sẽ nhìn sắc mặt Thái công dân mà nghe theo lệnh của Thái công dân. Trước tiên ông ta đặt một bàn tiệc sơn hào hải vị ở khách sạn Kim Tinh sau đó sẽ tới mời Tần Lạc tới dự. Mặc dù trong lòng Tần Lạc không muốn nhưng khi biết Thái công dân cũng tới hắn cũng đành phải tới. Đây chính là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược. Tới khi uống rượu, ăn cơm xong, nói lời xin lỗi liệu hắn còn tức giận đứng dậy sao? Thế nhưng sự việc có bao giờ tốt đẹp như dự đoán đâu. Nói vậy là cậu ấy không đồng ý sao? Thái công dân bình thản nói. Bạn không thể nhìn thấy bất kỳ sắc thái nào trên gương mặt của ông. Quả thực không rõ ông rốt cuộc có bằng lòng giúp việc này hay là không muốn làm một thuyết khách. Có thể cậu ấy vẫn còn chưa. Hồng Ngọc Long cười ha hả nói, có Thái Bộ trưởng ra tay đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Ánh mắt Thái công dân chăm chú nhìn Hồng Ngọc Long, ông lên tiếng, trong chuyện này thái độ của Tần Lạc là quan trọng nhất. Nếu như Tần Lạc đồng ý hòa giải, mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Nếu như cậu ấy không đồng ý, tất nhiên sẽ chỉ có một kết quả cuối cùng. Tôi cũng biết là khó khăn nên mới mặt dạn mày dày tới đây khẩn cầu thủ trưởng. Hồng Ngọc Long cười nói. Anh biết tôi và Tần Lạc có quan hệ gì sao? Thái công dân hỏi. Tất cả người ở Yến Kinh này đều biết Thái Bộ trưởng là bá nhạc của Thiên Lý Mã Tần Lạc. Bá nhạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá nhạc không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Anh sai rồi. Thái công dân nói, mặc dù không có bá nhạc tôi cũng sẽ có những bá nhạc khác. Dù không có bá nhạc nào, cậu ấy cũng có thể đột phá trở thành rồng phượng trong loài người. Với y thuật, phẩm đức của cậu ấy, nhất thiết cậu ấy sẽ được mọi người chú ý. Cuối cùng tôi chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt mà thôi. Bộ trưởng quá khiêm nhường. Tôi thực sự không khiêm nhường. Thái công dân khoát tay nói. Chúng tôi kết giao với nhau, tất cả là Tần Lạc giúp tôi. Chuyện tôi có thể giúp cậu ấy còn rất ít vì vậy mối quan hệ của chúng tôi giống như tri kỷ hay nghề nghiệp thì đúng hơn. Trong lòng Hồng Mộng Long thầm kinh hãi, ông ta không ngờ trong lòng Thái công dân Tần Lạc lại có một vị trí cao như vậy. Nếu sớm biết như vậy thì đã thay đổi phương thức đàm phán. Xem ra ông ta đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Thái Bộ trưởng coi trọng Tần Lạc như vậy, xem ra sau này tiền đồ của cậu ấy rất rộng mở. Quả thực tôi cũng có lòng quen biết với những thanh niên tuổi trẻ tài cao như vậy. Kính xin Bộ trưởng trợ giúp dẫn dắt. Đồng chí Ngọc Long, ý của đồng chí tôi hiểu nhưng tôi cũng thẳng thắn nói cho đồng chí biết tôi sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Thái công dân thẳng thắn nói. Tôi có nói cậu ấy cũng không nghe theo. Cho dù cậu ấy có nghe lời tôi, đồng ý bỏ qua chuyện đó. Thế nhưng từ nay về sau tôi sẽ rất khó khăn cất lời nhờ cậu ấy làm việc cho tôi. Tên của một người chính là nhãn hiệu. Nếu như tôi kinh doanh không tốt cái Yên Thái công dân này thì sẽ không làm người tiêu dùng và bạn bè chung quanh tin dùng, càng không thể làm nảy sinh thêm sức mua sắm. Đây kiến thức về thị trường, hẳn đồng chí còn hiểu rõ điều này hơn tôi. Trong lòng Hồng Ngọc Long rất căm hận nhưng ông ta vẫn khách khí nói, tôi hiểu rõ ý của Thái Bộ trưởng. Tấm gương đạo đức của Bộ trưởng làm người khác phải khâm phục. Tôi biết Bộ trưởng bận rộn nhiều việc, tôi không dám quấy rầy nữa. Thái công dân gật đầu. Không có ý định đứng lên tiễn. Bộ trưởng hậu vệ Đông đi tới, rót trà vào chén cho Thái công dân. Hãy kiểm tra các thông tin về người này rồi đưa tới bàn làm việc của tôi. Dạ, hậu vệ Đông nói. Hậu vệ Đông biết Thái công dân muốn chuyển ổ cho Hồng Mộng Long. Hồng Mộng Lâu nói câu ngu xuẩn đó chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên làm việc này.
mấy lần trước đã từng thành công mới làm hắn kiêu ngạo, tự cao tự đại không ai bì được. Mà Hồng Mộng Lâu có thể thành công, đương nhiên là không thể không dựa vào quyền lực của cha hắn. Lần này động tới Hồng Mộng Long quả thực rất đúng lúc, hợp thời, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ lực cản nào. Hậu vệ đông thầm nghĩ sau này bản thân mình nhất định phải thắt chặt quan hệ với Tần Lạc. Nghe nói người thư ký trước quan hệ rất thân thiết với Tần Lạc, bây giờ là cục trưởng cục vệ sinh. Có mấy thư ý được đãi ngộ như vậy không? Tần Lạc vừa ăn sáng vừa đọc báo buổi sáng. Bối Bối ngồi bên cạnh hắn, cong cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt tức giận. Có chuyện gì cần giải quyết không? Lâm Hoán Khê vừa gắp thức ăn vào bát cho Tần Lạc vừa nói. Chỉ cần hai ngày là giải quyết xong. Lệ Khuynh Thành làm việc rất tốt, cô ấy luôn làm người khác yên tâm khi Tần Lạc thốt ra cái tên Lệ Khuynh Thành, hắn biết là không ổn nhưng dù muốn thu lại cũng không được nữa rồi. Sắc mặt Lâm Hoán Khê vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào. Nàng nói, hôm qua em gặp cô ấy, em đã cảm ơn cô ấy đã chăm sóc anh ở Paris. Cần phải thế, Tần Lạc chột dạ đáp, quả thực Lệ Khuynh Thành chăm sóc hắn rất chu đáo, thậm chí có thể nói là vượt chỉ tiêu. Dường như biết Tần Lạc đang muốn lẩn tránh vấn đề này, Lâm Hoán Khê nói, Bối Bối vẫn còn giận anh. Hôm qua anh đồng ý đón Bối Bối khi tan học mà không thấy anh đâu. Nghĩ tới chuyện này Tần Lạc lại tức giận. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với cha của Hồng Mộng Lâu, Tần Lạc vội vàng quay về nhà trẻ nhưng khi hắn tới nơi nhà trẻ đã đóng cửa. Theo như hắn biết nhà trẻ đóng cửa lúc 5 giờ rưỡi nhưng sau đó thì biết là nhà trẻ tan học vào lúc 4 rưỡi. Bối Bối. Hôm nay cha đưa con đi học được không? Tần Lạc hỏi Bối Bối. Không cần Bối Bối nói. Tại sao? Bởi vì cha nói chuyện không giữ lời gì cả Bối Bối nói. Lâm Thanh Nguyên cười nói, ông không biết cháu đồng ý tới đón Bối Bối sau khi tan học nên mới tới đón. Sau khi hết giờ làm ông bảo lái xe chạy tới trường học của Bối Bối, không ngờ con bé cứ đứng đó không chịu về, lại còn nói phải đợi cháu tới đón nên ông định quay về nhưng lại sợ Bối Bối đứng một mình ở đó nên cùng chờ. Đợi suốt một giờ không thấy cháu tới nên ông đưa Bối Bối về nhà. Vậy tại sao ông không gọi điện cho cháu? Tần Lạc áy náy nói. Điện thoại di động của ông quên không nạp pin. Hơn nữa ông già rồi không nhớ số của cháu. Lâm Thanh Nguyên cười nói. Cha đồng ý với Bối Bối, hôm nay tan học nhất định tới đón Bối Bối, được không? Tần Lạc bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối nói. Nếu cha không giữ lời hứa thì sao? Bối Bối nói. Cha sẽ phải đưa con đi học một năm, Tần Lạc cam đoan. Bối Bối tươi cười nói, vậy tốt nhất hôm nay cha lại quên không tới. Sau khi đưa Bối Bối tới trường học, cam đoan hôm nay tan học hắn sẽ tới đón cô bé, Tần Lạc bắt taxi tới Thẩm Mỹ Viện Khuynh Thành Quốc tế. Lúc này vẫn còn sớm, các quý bà sang trọng có khả năng vẫn chưa ngủ dậy, càng không thể có chuyện đã tới Thẩm Mỹ Viện làm đẹp vì vậy Thẩm Mỹ Viện có vẻ trống vắng. Tần Lạc đi thẳng tới lầu 3, sau khi gõ cửa phòng, từ bên trong vang lên giọng nói của Lệ Khuynh Thành mời vào. Khi Tần Lạc đẩy cửa bước vào, Lệ Khuynh Thành mặc chiếc áo ngủ màu tím, tóc bù xù ngồi làm việc trước máy tính. Hôm qua em ngủ lại đây à? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đi vắng mấy ngày, công việc chồng chất, em không thích cái cảm giác không nắm được điều gì. Em muốn trong một đêm phải xử lý xong tất cả, Lệ Khuynh Thành nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không trang điểm nhưng trời sinh quyến rũ. Ông chủ, em cố gắng làm việc như vậy, anh có gì thưởng cho em? Điều này, em muốn cái gì cứ việc mua, chi phí do công ty thanh toán, Tần Lạc nói. Em muốn anh, Lệ Khuynh Thành liếm môi nói. Lệ Khuynh Thành cười thản nhiên nói, sáng sớm anh tới đây, có phải muốn tìm hiểu chuyện băng ghi âm tiến triển thế nào không? Đúng vậy, Tần Lạc nói, tại sao em không công bố thân phận của anh ta với giới truyền thông? Anh có biết con người ta có một thói hư tật xấu nào không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Thói gì? Những gì dễ dàng có được thì không biết quý trọng, Lệ Khuynh Thành nói, nếu như em lập tức vạch trần thân phận của con người đó, chuyện này sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Em phải nhờ các phóng viên điều tra thân phận thì chuyện này mới có sức sống lâu. Bọn họ càng quý trọng thành quả lao động của chính mình, tiếp tục thổi phồng trên các phương tiện truyền thông. Đương nhiên điều này chẳng khác nào quảng cáo miễn phí sản phẩm của chúng ta. Anh phải biết rằng bình thường chi phí quảng cáo trên báo chí rất cao. Hơn nữa còn không quảng cáo ở trang báo tốt nhất. Tần Lạc kinh ngạc nói, tại sao ngay cả những điều này em cũng có thể lợi dụng được? Bởi vì em là yêu tinh, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Em ăn sáng chưa? Chúng mình ra ngoài ăn sáng đi, Tần Lạc nói. Được, em cần phải thay quần áo trước, Lệ Khuynh Thành đứng dậy,
vặn chiếc lưng mỏi mệt nói. Tần Lạc kinh ngạc nhìn nàng hỏi, chân của em, đã khỏi rồi sao? Đương nhiên khỏi rồi, Lệ Khuynh Thành nói, em chỉ bị đánh có một côn, có thể bị thương tới mức độ đó sao? Vậy em, ở Paris? Em giả vờ, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Giả vờ? Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành nói, giống như người phụ nữ cố ý say rượu nhưng thật ra là để kẻ xấu lợi dụng. Nếu như em không làm vậy, em có thể đưa anh lên giường không? Chương 558, chạy mau, chạy mau.